Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 26. Không đợi Mạc Phàm phản ứng kịp, ba mặt trời đã rơi xuống người Mạc Phàm. Chỉ trong chớp mắt, Mạc Phàm liền bị ngọn lửa hừng hừng bao phủ, vùng gần công viên giống như rơi vào trong lò luyện rất nóng, nhánh cây lá khô gần đó cũng không lửa tự cháy. Sáu người lại vui vẻ, ngọn lửa của Đỗ gia tên là Tam Dương Chân Hỏa, được xưng là Bán Tiên Hỏa. Tuy không phải là tiên hỏa, nhưng có một số đặc thù của tiên hỏa, không thứ gì không đốt được. Nghe nói lúc trước quân đội đạt được một khối kim khí siêu cấp, dùng tất cả biện pháp mà không thể đun chảy kim khí này. Liền mời ba anh em Đỗ gia đến, Tam Dương Chân Hỏa của ba anh em xuất hiện, kim khí kia lập tức hòa tan. Ngọn lửa này bình thường đều không có ai dám động vào, chân khí dính vào chân khí bị thiêu đốt, thân thể đụng tới thân thể bị thiêu đốt, pháp khí dính vào cũng bị thiêu đốt. Cũng vì bán tiên hỏa này, mới khiến ba anh em Đỗ gia đứng trên bọn họ ở hắc bảng. Cho dù là một trong ba bọn họ, cũng không dám dễ dàng để dính ngọn lửa này. Mạc Phàm bị Tam Dương Chân Hỏa cắn nuốt, đã không có bất luận khả năng sống sót. Sáu người nhếch miệng, nhao nhao lộ ra vui mừng. Tam Dương Chân Hỏa của Đỗ gia đúng là danh bất hư truyền. Lâm Chấn Sơn cười nói. Ba anh em Đỗ gia nhìn chằm chằm ngọn lửa hừng hực. Đắc ý trong mắt càng dày đặc hơn. Mạc Phàm thiêu sống người Đỗ gia chúng tôi phải dùng ngọn lửa thiêu chết cậu ta. Một đám người vừa nhếch miệng, giọng nói của Mạc Phàm truyền từ trong ngọn lửa ra. Chỉ là phàm hỏa, cũng muốn thiêu chết tôi, các người coi trọng mình quá rồi. Giọng nói của hắn vừa vang lên, ngọn lửa ba màu vũ động, thu nhỏ lại như thủy triều hạ xuống. Chỉ thấy Mạc Phàm dùng lực hút, ngọn lửa ba màu bị hắn hấp thu vào trong miệng. Trong chớp mắt không còn thừa gì. Sắc mặt sáu người thay đổi, Tam Dương Chân Hỏa của Đỗ gia đủ để nấu chảy kim khí, không ai dám để dính vào, vậy mà Mạc Phàm hút toàn bộ ngọn lửa. Kinh ngạc nhất là ba anh em Đỗ gia, bọn họ hiểu rõ ngọn lửa của mình nhất. Tiểu tử, sao cậu có thể nuốt lửa của tôi? Đỗ Huy kêu lên. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, ba người tách nhất muội chân hỏa trong tam muội chân hỏa ra, ba người mỗi người luyện 1/3. Ba người hợp lực lúc này mới có một chút uy lực của nhất muội chân hỏa. Loại phương pháp đầu đuôi lẫn lộn này, giống như thần binh hai ba người không dùng được, liền chia thành ba binh khí bình thường, sau đó gặp được thanh thần binh tuyệt thế như Mạc Phàm, muốn thiêu đốt hắn, có khả năng sao? Hắn vốn đang lo lắng mãi mà chưa tìm được ngọn lửa khác, hiện giờ Đỗ gia lại dâng đến cửa cho hắn rồi. Chỉ dựa vào ngọn lửa bỏ đi này của các ông cũng ở lại hết đi. Một người cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vẻ mặt sáu người thay đổi, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Các vị không cần giữ thực lực lại nữa, cùng xông lên đi. Âm Long nhíu mày, tức giận nói. Sáu người gần như không do dự, vội vàng thi triển bản lĩnh của mình. Lâm Chấn Sơn hít sâu một hơi, kim quang nhàn nhạt xuất hiện trên người ông ta, thân thể ông ta vốn như cầu long, lập tức được mạ thêm một tầng kim khí. Long cổ mở miệng niệm thần chú, một đầu lâu ngọn lửa màu đen to hơn nữa thành hình, mỗi khi cử động đều khiến đất rung núi chuyển, ngọn lửa màu đen khiến tim người ta đập nhanh, thân thể cao lớn làm người ta tự than thở là mình nhỏ bé. Trên mặt ba anh em Đỗ gia lộ ra vẻ thận trọng, hai tay nắm chặt lại, khí binh ngọn lửa dài ba trượng xuất hiện, hơi nóng bức người. Âm Long vận khởi thái âm chi khí, áo bào tung bay. Xoẹt, áo choàng trên người ông ta lập tức bị xé nát. Thân thể cao lớn uy vũ lại phát ra âm thanh đùng đùng, lập tức biến thành hơn hai thước, bắp thịt như dán hắc kim lên, dùng sức bùng nổ, long văn màu đen trên da lan từ mặt đến cánh tay. Khí thế của sáu người tăng lên nhiều, xung quanh giống như trời sập xuống. Mạc Phàm hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Chấn Sơn. Lâm Chấn Sơn, ông là người đầu tiên. Hắn giẫm mạnh xuống chân một cái, bóng dáng lập tức nhoáng lên, đi đến chỗ Lâm Chấn Sơn. Tiểu tử, cậu cho rằng lão phu sợ cậu sao? Ông ta cười lạnh lùng, một quyền tỏa ra kim quang, đánh về phía Mạc Phàm. Ông ta là tông sư khổ luyện, một quyền ông ta vừa thi triển là bí kỹ kim cương phục ma thể của Thiếu Lâm, cho dù là ma quỷ cũng bị ông ta xé rách. Nếu Mạc Phàm thi triển pháp thuật, ông ta còn kiêng kỵ vài phần, nếu là Mạc Phàm chống chọi với ông ta, không biết sống chết. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh về phía Lâm Chấn Sơn. Bùm, tiếng kim khí bị nghiền nát vang lên. Sắc mặt Lâm Chấn Sơn thay đổi,
Rõ ràng Mạc Phàm chỉ quơ nhẹ một quyền, ông ta lại có cảm giác như bị một chiếc tàu to đụng vào. Ông ta là Hoành Luyện tông sư, lực lượng chưa từng thua ai, nhưng lúc này ông ta cảm nhận được rõ ràng mình kém Mạc Phàm không chỉ một chút. Gần như không do dự, ông ta lùi về phía sau. Không đợi ông ta lùi về phía sau, bóng dáng Mạc Phàm biến mất trong hư không, khi Mạc Phàm xuất hiện đã đứng sau lưng Lâm Chấn Sơn, nằm xuống cho tôi. Không để Lâm Chấn Sơn phản ứng kịp, một cước của hắn dẫm lên lưng Lâm Chấn Sơn. Răng rác, tiếng xương cốt gãy vang lên, xương sống của Lâm Chấn Sơn bị gãy thành 270 độ, bị Mạc Phàm dẫm xuống dưới đất, đất đá văng tung tóe, hình thành một cái hố nhỏ. Một cước của Mạc Phàm dẫm Lâm Chấn Sơn dưới đất, chân còn lại tiếp tục dẫm lên người Lâm Chấn Sơn. Mắt Lâm Chấn Sơn mở to, sợ hãi cái chết bao phủ trong lòng ông ta, thân thể ông ta mạnh bao nhiêu ông ta biết rõ, đạn, pháp khí cũng không thể làm gì được ông ta, ở trước mặt Mạc Phàm lại không chịu nổi một kích, bị dẫm gãy xương sườn. Những vết thương này nếu là người bình thường đã sớm chết rồi, nhưng đối với Hoành Luyện tông sư như ông ta, không lâu sau sẽ khôi phục. Nhưng nếu Mạc Phàm dẫm mấy cái nữa, ông ta sẽ xong đời rồi. Mạc Phàm, cậu dám. Lâm Chấn Sơn giận dữ hét lên, muốn thoát khỏi chân Mạc Phàm. Ông ta đường đường là Hoành Luyện tông sư lại bị một đứa bé dẫm dưới chân, đây tuyệt đối là sự sỉ nhục. Trên người ông ta lóe lên kim quang, nhưng chỉ là chớp lóe. Thân thể không tính là cao lớn của Mạc Phàm đứng trên người ông ta, tựa như một tòa núi lớn đặt trên mặt ông ta không thể cử động được. Giết ông mà thôi, có gì không dám, người chết kế tiếp là Lâm Khuynh Thiên. Ánh mắt hắn rét lạnh, một cước dẫm nát lưng Lâm Chấn Sơn. Hiện giờ là Lâm Chấn Sơn, đợi đến tỉnh Giang Nam thì sẽ là Lâm Khuynh Thiên. Răng rác, tiếng xương cốt gãy vang lên, máu tươi phun từ trong miệng Lâm Chấn Sơn ra. Tiểu tử, cậu có thù gì với thiếu chủ chúng tôi? Ông ta nổi giận hét lên. Ông ta cảm nhận được sát ý từ trong mắt Mạc Phàm có sát ý rất sâu với Lâm Khuynh Thiên thiếu chủ Lâm gia bọn họ. Mạc Phàm hẳn là chưa từng gặp thiếu chủ Lâm Khuynh Thiên mới đúng. Đợi anh ta chết, sẽ nói cho ông biết. Một cước của Mạc Phàm dẫm nát cổ ông ta, một cước khác dẫm nát đầu ông ta. Bùm, đầu ông ta như trái dưa hấu, bị một cước dẫm nát. Bất luận là mấy người còn lại, hay Giang Thành, Long Nhược Tuyết đều thay đổi sắc mặt. Đường đường là Hoành Luyện tông sư của Lâm gia, vậy mà bị Mạc Phàm dùng bốn cước dẫm chết, cả quá trình còn chưa hết 3 giây. Tông sư như Long, muốn giết Long còn khó hơn lên trời. Nhất là Hoành Luyện tông sư nổi danh trên hắc bảng như Lâm Chấn Sơn, phá vạn pháp, địch pháp khí, đao thương, lực sinh mệnh cường đại, thân thể mạnh mẽ khó giết chết nhất. Người như vậy ở trong tay Mạc Phàm như đi đường, chỉ là chuyện vài bước. Đám người còn lại lúc trước thề son sắt sẽ giết Mạc Phàm ngẩn ra, trong mắt hiện lên chút kiêng kỵ. Giết người như đi đường, chuyện này. Mạc Phàm thật đáng sợ. Lâm Chấn Sơn bị hắn dẫm chết bằng bốn cước. Thân thể 5 người bị kiềm hãm, Âm Long là người xông lên tiếp theo. Tiểu tử, vậy mà cậu giết Lâm Chấn Sơn, cậu muốn chết sao? Mạc Phàm cười khinh thường. Ông là người thứ hai. Âm Long dám dùng siêu hồn với liệt hỏa, thả thái âm trùng ở thành phố Đông Hải, để lại thái âm chi khí, vậy có thể đi chết đi. Hừ, tiểu tử, cậu thử xem. Âm Long tức giận quát. Quả đấm của ông ta, hỏa khí đao của anh em đỗ ra và đầu lâu khô hắc hỏa của Long cổ đánh úp lại, giống như một tòa đại sơn đè ép xuống, còn chưa rơi xuống người Mạc Phàm, không khí đã bắt đầu nổ mạnh, mặt đất dưới chân Mạc Phàm bị nghiền nát tầng tầng lớp lớp, hãm sâu vào đất. Lực ép của 3 người hợp lại như ép lam cầu. Phá cho tôi. Hắn hừ lạnh một tiếng, bạch ngọc kiếm Chu Diệt kiếm xuất hiện trong tay, kiếm khí dài 10 trượng như đằng long vươn dài ra, chém về phía 3 người. Bùm, giống như bầu trời bị một đạo lôi minh cắt qua, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên. Lực lượng mà 3 người hợp lại bị một kiếm của Mạc Phàm chém rách. 3 đạo khí binh của anh em đỗ ra gặp kiếm khí của Mạc Phàm bị nghiền nát toàn bộ, ấn ký hình rồng màu đen trên người Âm Long nổi giận giống lên một tiếng, giống như rất sợ một kiếm này của Mạc Phàm, ra sức vùng vẫy. Kiếm khí 10 trượng còn chưa đánh trúng Âm Long, từ miệng Long cổ bắn ra một cái âm phù. Đầu lâu hắc hỏa vô cùng to lớn không do dự đánh về phía Mạc Phàm. Khí kình nổ tung, sóng khí cuồn cuộn quay cuồng 4 phía. Răng rắc, rõ ràng Mạc Phàm nhỏ bé hơn đầu lâu trước mặt nhiều,
nhưng kiếm khí và đầu lâu hắc hỏa chạm vào nhau, khe hở xuất hiện phía trên đầu lâu hắc hỏa, chậm rãi lan tràn toàn thân đầu lâu hắc hỏa. Chỉ trong phút chốc, rầm một tiếng, đầu lâu hắc hỏa to lớn trước mặt mọi người hóa thành mảnh nhỏ. Vẻ mặt Long Cổ sửng sốt, đầu lâu hắc hỏa này là ông ta dùng thi cốt khổng lồ trong truyền thuyết tìm được ở nơi cực lạnh luyện chế, hồn phách là giao long ngàn năm. Khí lực có thể đập vỡ biển, hất tung xe tăng thiết giáp, cứng có thể chống đạn xuyên giáp, ông ta chưa từng thấy pháp khí nào có thể thương tổn đến đầu lâu hắc hỏa này, lại bị một kiếm của Mạc Phàm chém vỡ. Thứ này không phải là pháp khí, mà là pháp bảo, vậy mà cậu còn có pháp bảo. Trên pháp khí là pháp bảo, uy lực mạnh hơn pháp khí rất nhiều. Kiếm của Mạc Phàm có thể chém phá đầu lâu màu đen của ông ta, chỉ có khả năng là pháp bảo. Vừa nhắc tới hai chữ pháp bảo, sắc mặt Âm Long và ba anh em Đỗ Gia đều thay đổi. Pháp khí đã vô cùng chân quý, pháp bảo lại càng có thể ngộ nhưng không thể cầu, vậy mà trong tay Mạc Phàm có pháp bảo. Chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi, rất khó sao. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Nếu đám người này biết hắn đưa cho Tiểu Vũ một kiện pháp bảo, không biết những người này sẽ có cách nghĩ gì. Tiểu tử, pháp bảo thì sao chứ, pháp bảo của cậu tôi nhận, cậu có thể đi chết đi. Trong mắt Long Cổ hiện lên tham lam, nói. Quả nhiên lần này không tới vô ích, vậy mà thấy được một kiện pháp bảo. Long Cổ vừa nói xong, màn đêm phía sau Mạc Phàm cử động một cách quỷ dị, đôi mắt đỏ như máu và cái miệng to như bồn máu đột nhiên xuất hiện. Nếu không nhìn kỹ, chắc chắn không thể phát hiện, vậy mà phía sau Mạc Phàm có một quỷ ảnh màu đen cao ba trượng. Khóe miệng quỷ ảnh này khẽ nhếch lên, giống như cười đắc ý sau khi ngủ đông thành công. Mồm to như bồn máu trực tiếp nuốt hết Mạc Phàm, tốc độ nhanh như thiểm điện, Mạc Phàm và những người khác đều không phản ứng kịp. Bóng đen vừa cắn nuốt Mạc Phàm, Long Cổ hơi nhếch miệng. Bóng đen này tên là Dã Ma, là một tà thần ông ta tóm được ở Bắc Xuyên một nơi quanh năm không thấy mặt trời. Một khi tà thần này ẩn nấp đi, cho dù là ông ta cũng không thể phát hiện. Ông ta từng dựa vào Dã Ma này, cắn nuốt mấy cao thủ tiên thiên thần không biết quỷ không hay. Khi ông ta mới xuất hiện đã thả Dã Ma ra, là vì giờ khắc này. Mạc Phàm bị cắn nuốt, đám Âm Long lập tức nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên Long Cổ đại sư cao minh, tiểu tử này lợi hại đến mấy, cũng không phải là đối thủ của anh. Âm Long cung kính nói. Không thể không nói ông ta đã xem nhẹ thực lực của Mạc Phàm, may mà đám Long Cổ đến đây, nếu không chỉ có mình ông ta, chắc chắn không phải đối thủ của Mạc Phàm. Ba anh em Đỗ Gia cũng ôm quyền với Long Cổ. Long Cổ đại sư uy vũ. Nếu không có bốn vị ra tay, thu phục tiểu tử này cũng không dễ dàng như vậy. Long Cổ cười nói, vẻ đắc ý trong mắt khó có thể che giấu. Trên nhà cao tầng, vẻ mặt Long Nhược Tuyết ngẩn ra, mãi mà không nói nên lời. Giang Tư Lệnh, chuyện này. Rõ ràng Mạc Phàm không rơi vào thế hạ phong, còn giết chết Lâm Chấn Sơn trong bao vây tấn công của 6 người, lại bị bóng đen đột nhiên xuất hiện cắn nuốt sạch. Dạ U, chủng loại hồng hoang, giỏi về ẩn nấp nhất, thích nhất là cắn nuốt nhân loại, một khi con người bị cắn nuốt, Dạ U không chỉ có thể có được trí nhớ của người bị cắn nuốt, còn có thể biến thành bộ dạng người bị cắn nuốt, rồi cắn nuốt người nhà của người đó. Sắc mặt Giang Thành khó coi nói. Ông ta chỉ từng thấy loại này trong sách, không ngờ Long Cổ lại tìm được nó, còn thành công thuần phục được. Vậy con hàng kia xong đời rồi sao? Long Nhược Tuyết hỏi. Giang Thành không nói gì, tuy ông ta biết về thứ này, nhưng cũng không biết nhiều lắm, có phải Mạc Phàm đã chết hay không, ông ta cũng không biết. Chuyện này, sắc mặt Long Nhược Tuyết rất khó coi. Xuất hiện đi. Long Cổ gõ cốt trượng xuống đất, ra lệnh. Rầm, mặt đất chấn động. Bóng đen đi từ trong bóng tối ra. Bóng đen cao ba trượng, toàn thân đen thui như mực, sau lưng tràn đầy gai xương, trên gương mặt như ác ma răng nanh đâm vào nhau, tướng mạo vô cùng hung dữ, nhưng lại tươi cười như nhân loại. Nhìn thấy bóng đen này, Âm Long nhíu mày, sau đó lập tức cười. Dạ U, nếu là nó, vậy tiểu tử kia chết chắc rồi. Nhà bọn họ có ghi chép về dạ U này mà cắn người, nghe nói trong cơ thể sẽ hình thành một không gian. Cho dù người bị dạ U cắn nuốt không hòa tan bởi dịch dạ dày, cũng phải rơi vào trong không gian ở trong cơ thể dạ U. Đây là dạ U mãnh thú viễn cổ không chỉ có thể cắn nuốt người, còn có thể đạt được trí nhớ của người bị cắn nuốt sao? Đỗ Thành em trai Đỗ Huy kinh ngạc nói. Ông ta có hứng thú rất lớn với mãnh thú hồng hoang,
Ông ta từng đọc bộ sách về mãnh thú hồng hoang ở Đỗ Gia mấy lần, trong đó có loại mãnh thú thần bí là Dạ U. Không sai, đợi xem, không lâu sau toàn bộ bí mật của tiểu tử này sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta, đến lúc đó không thể thiếu phần các anh. Hai mắt Long Cổ nheo lại, cười nói. Cho dù ông ta đạt được tất cả bí mật trên người Mạc Phàm, cũng không có khả năng độc chiếm tất cả, nếu không sẽ như Mạc Phàm, Hoài Ngọc hữu tội, bị vô số người mơ ước, kết quả không chiếm được gì. Âm Long nhớn mày, ba anh em Đỗ Gia cũng lộ ra vẻ vui mừng. Cảm ơn Long Cổ đại sư. Khách sáo rồi. Khóe miệng Long Cổ hơi nhếch lên, cười to nhìn về phía Dạ U. Âm Long và ba anh em Đỗ Gia không hẹn mà cùng nhìn về phía Dạ U, đợi Dạ U biến thành Mạc Phàm. Đúng lúc này, một giọng nói rét lạnh truyền từ trong bụng Dạ U ra. Chỉ dựa vào xúc sinh này, cũng muốn tiêu hóa tôi, các ông quá coi trọng thứ này rồi. Năm người ở đây lập tức sửng sốt. Cái gì? Mắt ba anh em Đỗ Gia mở to, trong con ngươi đều là vẻ khó mà tin. Sắc mặt Âm Long khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Tiểu tử này bị Dạ U cắn nuốt, vậy mà còn chưa chết. Thân thể Long Cổ lại càng khiếp sợ, giống như bị sét đánh. Trong Tây Du Ký Tôn Ngộ không bị yêu quái nuốt vào bụng, không xảy ra chuyện gì cả, đó là vì Tôn Ngộ không có kim cương bất hoại thể, Mạc Phàm là một phàm nhân, sao có thể cường hãn như thế. Sắc mặt ông ta khó coi, ngón tay gầy khô vội vàng vẽ lên không trung, một đám văn tự màu đen như nòng nọc thổi về phía Dạ U. Trên người Dạ U lập tức hiện lên từng đạo hồng văn. Không thể để Mạc Phàm đi ra, Mạc Phàm còn nhỏ tuổi, tu vi cũng quá quỷ dị rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thân thể còn mạnh hơn Hoành Luyện Tông Sư, pháp thuật không kém hơn ông ta bao nhiêu, ngay cả bán thiên hỏa cũng không làm gì được Mạc Phàm. Nếu để Mạc Phàm đi ra, bọn họ thật sự nguy hiểm rồi. Ông cảm thấy có tác dụng sao? Lúc này giọng nói lạnh lùng của Mạc Phàm truyền từ trong bụng Dạ U ra. Nếu hắn là tiên thiên ngọc thể, chắc chắn hiện giờ hắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hắn đã là kim cương bất diệt cốt, Dạ U muốn tiêu hóa hắn, thì giống như một đứa bé muốn tiêu hóa khối sắt thép. Hắn vừa nói xong, chỉ thấy sắc mặt Dạ U thay đổi, tươi cười thay bằng đau đớn. Hai tay nó ôm bụng, móng vuốt to lớn không ngừng cào xuống đất, hồng văn trên người sáng tắt bất định, quay cuồng điên cuồng trên đất. Giống, một tiếng tương tự như bò kêu truyền từ trong miệng Dạ U ra, trên bụng Dạ U xuất hiện vết rạn. Bùm một tiếng, giống như có trái bom nổ mạnh, một cái động lớn xuất hiện trên bụng Dạ U. Ánh sáng ngũ sắc trên người Mạc Phàm tỏa ra, hắn ra khỏi bụng Dạ U, ánh mắt lạnh thấu xương, toàn thân không nhuốm bụi trần, đi về phía mấy người. Bây giờ các người có thể đi chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trước khi đi hắn giẫm mạnh chân, giẫm nát đầu Dạ U. Một viên yêu đan to bằng nắm tay bay từ trong ra, Mạc Phàm bắt lấy yêu đan kia, mượn lực thân thể bay về phía Âm Long. Âm Long nhíu mày, thái âm chi khí màu đen phun trào ra, hình thành một cái long hành hộ thuẫn trước người ông ta, bàn tay còn lại ngưng tụ thái âm chi khí thành hắc đao chém về phía Mạc Phàm. Long Cổ và anh em Đỗ Gia cũng không nhàn rỗi, bốn người không dám sơ suất, Long Cổ niệm thần chú, vài đạo hắc khí như mũi tên đâm về phía Mạc Phàm. Mỗi một đạo đều tản ra chi khí rét lạnh. Ba anh em Đỗ Gia phóng ra khí binh mấy trượng, đánh về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm làm như không nhìn thấy tấn công của ba người, một quyền đánh vào khiên bảo vệ của Âm Long. Hửm! Âm Long thấy Mạc Phàm hùng hổ hoàn toàn không để ý những người khác, chỉ nhìn ông ta chăm chú nên vẻ mặt ông ta sửng sốt, trong mắt hiện lên tức giận. Lâm Chấn Sơn đã chết trên tay Mạc Phàm rồi. Tiểu tử! Cậu muốn đồng quy vu tận với tôi sao? Âm Long nói. Đồng quy vu tận với tôi, ông còn chưa có bản lĩnh này. Mạc Phàm lạnh lùng nói, quả đấm đánh vào khiên bảo vệ trước người Âm Long. Khiên bảo vệ lập tức tứ phân ngũ liệt, thân thể Âm Long bị đánh lùi về sau, giống như đạn pháo đẩy ra, lê ra một rãnh sâu trên mặt đất, cổ thụ trăm năm trong công viên lại bị đứt hơn 10 nhánh. Phốc, một ngụm máu tươi phun từ trong miệng Âm Long ra. Dầm, mũi tên đen của Long Cổ và khí binh của ba anh em Đỗ Gia chém lên người Mạc Phàm. Ánh sáng ngũ sắc trên người Mạc Phàm trở nên tối sầm lại, vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, ánh mắt phát lạnh giống như không có ý định tha cho Âm Long, vội vàng đuổi theo Âm Long. Sắc mặt Âm Long tái mét, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Mạc Phàm liều mạng giết chết ông ta,
không quan tâm Long Cổ và ba anh em Đỗ ra công kích, cho dù Mạc Phàm bị thương, hơn phân nửa ông ta cũng chết trên tay Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì, tôi là người cậu không thể giết nhất trong đám người này. Âm Long giận dữ hét. Phu thần giáo đã bị diệt, Long Cổ hoàn toàn biến thành tán tu, Mạc Phàm giết Long Cổ, không ai sẽ tới trả thù Mạc Phàm. Ba anh em Đỗ gia rất nổi tiếng ở Vân Châu, nếu bọn họ chết trên tay Mạc Phàm, Đỗ gia căn bản không có bất luận biện pháp gì. Chỉ có ông ta là người Mạc Phàm không thể động vào. Không thể giết sao? Trong mắt Mạc Phàm lộ ra vài phần thờ ơ. Trên địa cầu này, không ai y tiên bất tử hắn không thể giết. Tôi biết ông là người không thể giết nhất. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Âm Long có thể lấy thái âm thần thạch ra. Thái âm thần thạch được xưng là tinh hạch của thái âm tinh, thế lực trên địa cầu không có biện pháp lấy được nó từ trong một tinh cầu. Gia tộc của Âm Long có được thái âm thần thạch, còn đùa vu thần giáo xoay vòng, chắc chắn không đơn giản. Âm Long nghe thấy Mạc Phàm nói vậy, khóe miệng mang theo máu tươi nhếch lên, cười lạnh lùng. Chỉ cần cậu đổi thái âm thần thạch cho tôi sẽ lập tức rời đi, không so đo chuyện này với cậu. Mạc Phàm quá kỳ lạ, rõ ràng còn nhỏ tuổi. Lại như lão quái vật tu luyện mấy trăm năm, vẫn nên rời khỏi nơi này thì hơn. Nhưng ông cũng là người đáng chết nhất. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, hắn vận khởi linh khí, ánh sáng ngũ sắc tỏa ra, một quyền đánh về phía Âm Long, căn bản không để lời nói của Âm Long lọt vào tai. Bùm, vẻ mặt Âm Long ngẩn ra, vội vàng bóp vỡ một ngọc phù. Bóng dáng ông ta nhoáng lên một cái, biến mất tại chỗ, xuất hiện ở nơi cách Mạc Phàm hơn 10 thước. Thuấn di phù. Mạc Phàm đánh hụt, trong mắt hơi híp lại, lộ ra vẻ bất ngờ. Loại ngọc phù này rất phổ biến ở tu chân giới, có thể khiến người ta lập tức di chuyển vị trí, đều có khoảng cách dài ngắn. Dài thì tới tinh cầu khác trong chớp mắt, ngắn thì như Âm Long này, chỉ xa hơn 10 thước. Chỉ là thuấn di phù đã muốn sống sót sao? Tay Mạc Phàm tạo pháp ấn, miệng niệm thần chú kỳ lạ. Thân thể hắn chớp lóe theo. Xuất hiện bên cạnh Âm Long, tốc độ không chậm hơn Âm Long sử dụng thuấn di phù. Bùm, lại một quyền đánh vào người Âm Long. Không đợi Âm Long bay ra ngoài, Mạc Phàm vươn người lên, ánh sáng ngũ sắc trên tay sáng đến mức tận cùng, tay hắn giống như một khối ngọc lưu ly hoàn mỹ không tì vết, không do dự đánh xuống đầu Âm Long. Mạc Phàm còn chưa đánh xuống, lực đạo đáng sợ khiến Âm Long luống cuống. Mạc Phàm, cậu không thể giết tôi. Khắp nơi ở thành phố Đông Hải đều có thái âm trùng, bao gồm cả biệt thự nhà cậu. Cậu dám giết tôi, thái âm trùng sẽ mất đi khống chế. Cậu không chỉ không chiếm được thái âm chi khí trên người tôi, thái âm trùng cũng sẽ tấn công thành phố Đông Hải. Âm Long vội vàng kêu lên. Hiện giờ ông ta hoàn toàn mất đi ý nghĩ chống cự, Mạc Phàm quá cường hãn rồi. Vậy ông càng phải đi chết đi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, một trường như thiên thạch rơi từ trên trời xuống. Vỗ mạnh vào đầu Âm Long. Đợi hắn giết đám Âm Long xong, hắn có thể giết những thái âm trùng kia, còn những người chúng hàn độc, đối với hắn có khó là gì? Dầm, thân thể Âm Long chấn động, trong mắt lộ ra không cam lòng, nhưng nhanh chóng mất đi ánh sáng. Âm Long chết. Mạc Phàm không lập tức giết chết bốn người còn lại, một khí xoáy xuất hiện trên tay hắn, hắn muốn lấy thái âm chi khí trên người Âm Long. Có thái âm chi khí, hắn có thể luyện hóa thái âm thần thạch. Thực lực sẽ tăng lên một bước. Không đợi hắn ra tay, một bóng đen bay từ trong cơ thể Âm Long ra, chớp lóe dưới ánh trăng, liền bay về phía tây nam. Hửm! Hửm! Mạc Phàm nhướng mày. Đứng lại cho tôi. Hắn lạnh lùng quát một tiếng. Toàn bộ con ngươi của hắn biến thành màu bạc, thứ đó chớp lóe ánh sáng lập tức ảm đạm hơn, rơi xuống đất. Hắn đón hắc quang này, lúc này mới nhìn rõ là thứ gì. Hắc quang này như mặc ngọc, to bằng lòng bàn tay, có hình thanh long, giống hệt ma văn hình rồng trên người Âm Long lúc trước. Nhìn thấy thứ này, khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên. Hóa ra là như vậy. Lúc trước hắn còn cảm thấy kỳ lạ vì sao Âm Long có thể sử dụng thái âm chi khí, hiện giờ hắn hiểu rõ rồi. Thái âm chi khí là một loại linh khí vô cùng cường đại, không có nhiều người có thể khống chế ở tu chân giới, người khống chế được đều vô cùng cường đại. Muốn tu thành thái âm chi khí, nhất định cực âm chi thể hay thái âm chi thể phải tương ứng với nhau. Âm Long không phải là thái âm chi thể, nhưng có thể khống chế thái âm chi khí, vấn đề ở ngay thứ này.
thứ này tương đương với một kiện pháp bảo, sau khi được âm long tế luyện, chỉ cần âm long rót linh khí vào sẽ cung cấp thái âm chi khí cho âm long. Quả thật phương pháp này không tệ, nhưng nếu bản thân không có cách nào dùng thái âm chi khí, thì không thể phát huy ra uy lực của thái âm chi khí, trái lại mất nhiều hơn được. Hắn thêm mấy đạo phong ấn vào mặc ngọc hình rồng, liền ném vào trong nhẫn chứa đồ. Có thứ này, hắn luyện hóa thái âm thần thạch càng không có vấn đề. Cất mặc ngọc hình rồng, lúc này hắn mới rời mắt nhìn đám long cổ. Sắc mặt long cổ và ba anh em Đỗ gia rất khó coi, sáu người bọn họ không một ai đứng dưới Mạc Phàm trên hắc bảng, đối phó với một mình Mạc Phàm, vốn là chắc chắn thắng lợi, ai biết lại bị Mạc Phàm giết hai người. Lạnh lẽo xuất hiện sau lưng bốn bọn họ, xông thẳng lên gáy, đã lâu rồi loại cảm giác này chưa xuất hiện, bọn họ không ngờ lại cảm nhận được từ người một đứa bé chưa tới 20 tuổi. Gần như không do dự, long cổ phóng ra 10 tà thần đứng chắn cho ông ta, còn ông ta gõ cốt trượng xuống đất, hóa thành một vùng hắc vụ. Ba anh em Đỗ gia nhìn nhau, vận khởi nội khí, ngọn lửa hừng hực giấy lên trên người bọn họ, ba anh em bọn họ cũng ẩn nấp trong ngọn lửa. Bùm, ngọn lửa lan ra, văng tung tóe, vô số ngọn lửa bay đi bốn phương tám hướng. Đấu với tiểu tử này tiếp, bọn họ chắc chắn chỉ còn đường chết. Không bằng rời đi tốt hơn, chỉ cần rời khỏi Đông Hải, Mạc Phàm lợi hại đến mấy cũng không làm gì được bọn họ. Mạc Phàm nheo mắt, nhìn về phía long cổ. Long cổ ông là người kế tiếp. Hừ, đợi cậu tóm được tôi rồi nói sau. Trong hắc vụ, long cổ hừ lạnh một tiếng nói. Pháp thuật mà ông ta sử dụng còn cao cấp hơn huyết đột, tên là quỷ đột, đi xa trăm dặm trong chớp mắt, Mạc Phàm có thể ngăn cản ông ta sao? Ông ta quyết định, chỉ cần có thể về Bắc Xuyên, ông ta lập tức liên lạc với cao thủ Vu Thần Giáo ở ngoài, đối phó Mạc Phàm. Vu Thần Giáo bọn họ kết thù với Mạc Phàm, càng không thể để Mạc Phàm mạnh hơn nữa. Vậy ông coi trọng mình quá rồi. Mạc Phàm không chút hoang mang, giơ tay nắm lấy long cổ trong hắc vụ. Sắc mặt long cổ lập tức thay đổi, ông ta đang thi triển pháp thuật bỗng nhiên dừng lại. Không chỉ pháp thuật của ông ta bị dừng lại, pháp lực trên người ông ta, thân thể, thần thức bị giam bởi cái nắm này của Mạc Phàm, giống như chúng định thân thuật. Quỷ trận, cậu đây là quỷ trận, còn là quỷ trận 9 tầng. Long cổ nhìn thoáng qua dưới chân, vô cùng khiếp sợ nói. Dưới chân ông ta, một đồ án hình tròn màu đen đường kính 9 mét xuất hiện. Phù văn bên trong có chút tương tự quỷ trận 9 tầng mà ông ta biết, nhưng không giống hoàn toàn, trừ quỷ trận ra không còn cái khác. Nghĩ vậy, gương mặt già nua của ông ta càng khó coi. Quỷ trận 3 tầng ông ta còn có thời gian bố trí, ngay cả pháp ấn cũng không cần dùng. Nhiều hơn nữa, ông ta cần phải niệm chú ngữ, hai tay tạo kết ấn, quỷ trận 9 tầng thì ông ta phải niệm chú thi pháp nửa tiếng mới được, trong lúc đó không thể có gì xen ngang. Mạc Phàm chỉ nắm lấy liền thành 9 trận, đúng là đáng sợ. Giơ tay thành trận. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, khi ở tu chân giới, hắn có quan hệ không tệ với Vu tộc, đây chỉ là quỷ trận chi thuật mà thôi. Chỉ là 9 tầng trận, xem ra ông chưa từng thấy quỷ trận cao cấp hơn, chỉ là ông vẫn nên đi chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn vừa mới nói xong, bỗng nhiên quỷ trận màu đen biến thành màu đỏ, đỏ như máu. Đồng tử long cổ co rụt lại. Cả khuôn mặt đều không có huyết sắc, chỉ có hồng quang của quỷ trận chiếu vào mặt ông ta. Đây là quỷ trận 9 tầng trở lên. Quỷ trận 9 tầng trở lên, không chỉ giam giữ được, còn có thể giết người. Ông ta thân là người của Vu Thần Giáo, vậy mà phương diện tạo ra quỷ trận còn không bằng Mạc Phàm. Chuyện này, quỷ trận này biến thành màu đỏ, cơ thể ông ta xuất hiện từng đạo khe hở, huyết dịch chảy xuống đất. Quỷ trận cũng biến thành hồ máu. Thân thể long cổ nhanh chóng chìm vào hồ máu, biến mất không thấy. Người thứ ba, cũng chỉ còn lại Đỗ gia. Một kiếm của Mạc Phàm chém 10 tà thần kia, 10 tà thần hóa thành 10 pho tượng được hắn thu vào. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, có vô số ngọn lửa không đếm xuể, mắt hắn nheo lại, bóng dáng hắn nhoáng lên một cái, biến mất không thấy. Khi hắn xuất hiện, đã đến chỗ gần tường trong công viên. Muốn chạy, các người chạy thoát sao? Một đám lửa hoảng hốt bay về phía tường, đứng trước người Mạc Phàm, thân hình hiện ra là ba anh em Đỗ gia. Mạc Phàm, sao cậu tìm được chúng tôi? Trên người ba anh em Đỗ gia bùng cháy ngọn lửa, vẻ mặt bọn họ âm trầm, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú. Hỏa độn chi thuật của bọn họ không chỉ có tốc độ cực nhanh,
còn có tính mê hoặc mạnh, vậy mà vẫn bị Mạc Phàm tìm được. Cảm giác vô lực xuất hiện trong lòng bọn họ. Mạc Phàm, chúng tôi không báo cựu con gái tôi nữa, cậu thả chúng tôi đi đi, sau này chúng tôi tuyệt đối không là địch của Mạc gia cậu. Đỗ Huy trầm giọng nói. Các ông muốn không báo thù thì không báo, đâu đơn giản như vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đỗ gia đã ra tay với hắn, không đánh lại còn muốn đi, bọn họ nghĩ đơn giản quá nhỉ. Là cậu giết con gái tôi trước, nếu không sao chúng tôi có thể tới đây tìm cậu báo thù. Đỗ Huy tức giận nói. Ông đã biết chuyện đó, vậy chắc ông biết con gái ông khiêu khích tôi trước. Mạc Phàm hỏi. Con gái của tôi là đứa bé. Đứa bé, các ông không phải là đứa bé, nếu dám đến Đông Hải ra tay với tôi, nên nghĩ đến chuyện có thể bị tôi giết chết. Mạc Phàm nói. Xem như cậu lợi hại, cậu đã khinh người quá đáng như thế, chúng tôi liều mạng với cậu. Ánh mắt Đỗ Huy dữ dằn, tay ông ta với vào ngực hai người, khi rút ra, hai người ngã xuống đất, trong tay máu tươi đầm đìa của ông ta xuất hiện hai ngọn lửa. Ông ta không do dự nuốt hai ngọn lửa xuống, màu sắc ngọn lửa trên người ông ta thay đổi, biến thành màu đỏ như máu. Tam dương chân hỏa không giết được Mạc Phàm, bán tiên hỏa có thể không giết được Mạc Phàm sao? Đi! Hai mắt ông ta màu đỏ, nổi giận thét lên, ngọn lửa đỏ như máu thổi về phía Mạc Phàm. Tôi nói rồi, ngọn lửa của các ông vô dụng với tôi. Mạc Phàm khẽ nâng mi mắt, vẻ mặt như thường. Mạc Phàm nói trong ngọn lửa màu cam, trong mắt hắn phun trào ra, nuốt hết ngọn lửa đỏ như máu của Đỗ Huy và những ngọn lửa của ba anh em Đỗ gia ở xung quanh. Sáu người chết toàn bộ. Trên nhà cao tầng, Long Nhược Tuyết ngây ngốc như gà gỗ, giống như nằm mơ. Tuy cô mở to mắt nhìn Mạc Phàm thi triển các loại pháp thuật, võ kỹ, thân thể cường đại, giết chết đám âm long như làm thịt con gà con, cô vẫn không thể tin được, đây là chàng thiếu niên mấy tiếng trước cô còn khiêu khích nhiều lần. Rất lâu sau, cô mới hỏi. Giang Tư Lệnh, con hàng này thật sự là Mạc Phàm sao? Bây giờ tiêu hóa xong chưa? Giang Thành thản nhiên nói, tất nhiên trên mặt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc trước ông ta không nghĩ Mạc Phàm sẽ cường hãn như thế, ông ta mở ra 10 tầng 9 tầng phong ấn chắc chắn Mạc Phàm không phải là đối thủ của ông ta. Nhưng hiện giờ ông ta không có tự tin như thế. Tiêu hóa xong rồi, Giang Tư Lệnh, ông nói không sai, chắc chắn cậu ta không phải là phàm nhân. Long Nhược Tuyết gật đầu. Cô rất ít khi bội phục người khác, nhất là đàn ông, hiện giờ Mạc Phàm là một trong số đó. Một mình âm long thiếu chút nữa đã giết chết cô, nhưng ở trên tay Mạc Phàm, âm long sống không quá 3 giây. Tuy Mạc Phàm không nhiều tuổi hơn cô, nhưng quả thực thực lực lợi hại hơn cô nhiều, cô cởi bỏ phong ấn hay không đều không khác gì nhau. Giang Thành im lặng gật đầu, một trận sóng to gió lớn lật tới lật lui trong lòng hai người, mãi mà không thể bình ổn. Bất chợt, qua, giết hết mọi người rồi, con hàng này đi đâu thế? Long Nhược Tuyết nhướng mày. Khó hiểu hỏi. Mạc Phàm giết ba anh em Đỗ gia, đã diệt sạch đám người này, lại nhìn thoáng qua một phương hướng, sau đó trên người chớp lóe điện quang, thân thể bị điện quang vây quanh, điện quang không ngừng kéo dài trong không trung, càng ngày càng dài ra, trong chớp mắt biến mất không thấy. Giang Thành cũng nhíu mày, suy nghĩ một lát. Còn một người nữa. Ông muốn nói đến Moria ma nữ thị huyết sát thủ cấp SS sao, không phải Moria rời khỏi Đông Hải rồi à? Con hàng này định không buông tha cho một người nào sao? Hai mắt Long Nhược Tuyết mở to, hít vào một hơi khí lạnh nói. Nếu là cô, thấy Moria thức thời rời đi như vậy, cô tuyệt đối sẽ không đuổi theo Moria. Thứ nhất, Moria là một trong số 7 người hoàn thành nhiệm vụ cấp SS, đứng thứ 9 trên hắc bảng, thực lực cường đại thì khỏi phải nói. Thứ hai, theo cô được biết, Moria vẫn chưa làm chuyện gì ở Đông Hải, chỉ tới tìm hiểu một chút tin tức mà thôi. Vẫn chưa trêu chọc Mạc Phàm. Người như vậy, có thể không trêu chọc vào thì đừng trêu chọc tốt hơn. Mạc Phàm lại không cố kỵ những chuyện này, sau khi giết đám âm long xong, vậy mà còn muốn đuổi theo Moria. Cô vốn cảm thấy rất hiểu Mạc Phàm, hiện giờ lập tức bị sấm rền gió cuốn của Mạc Phàm dọa sợ. Bây giờ cô biết chưa hôm nay cô gặp nguy hiểm thế nào rồi chứ? Giang Thành nghiêm túc nói. Mỗi người mạnh đều có uy nghiêm của mình. Ngay cả nhòm ngó cũng không được. Tuy Moria không ra tay với Mạc Phàm như đám âm long, nhưng giống như một con hổ bơi tới vùng nước đầu rồng của Mạc Phàm, tới dễ dàng, đâu có chuyện chạy dễ dàng như thế.
Trưa hôm nay Long Nhược Tuyết không chỉ thăm dò thực lực của Mạc Phàm, còn liên tục nói những lời sỉ nhục Mạc Phàm. Nếu không phải Mạc Phàm không so đo với Long Nhược Tuyết, không biết cô đã chết bao nhiêu lần rồi. Chuyện này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Nhược Tuyết trắng bệch. Con hàng này là đối thủ của Moria sao? Vùng ngoại thành thành phố Đông Hải, một bóng dáng yểu điệu đứng bên cạnh đèn đường ở quốc lộ, liếc mắt nhìn về phía Đông Hải. Bóng dáng này có mái tóc dài màu rượu đỏ, dưới tóc dài là gương mặt hỗn huyết giữa Trung Quốc và phương Tây, tinh xảo mà quyến rũ, nhất là đôi mắt màu lam, giống như bảo thạch khiến người ta si mê. Mỹ nữ này mặc quần áo da bó sát màu đen, dán sát vào thân thể hoàn mỹ trước lồi sau vểnh hơn người mẫu phương Tây rất nhiều, nhất là chỗ lồi và vểnh, làm cho người ta nghĩ tới rất nhiều loại tư thế. Gương mặt tuyệt mỹ và dáng người nóng bỏng, bất luận là đứng ở đâu, đều có thể khiến nhiệt độ gần đó tăng cao, rất nhiều người miệng đắng lưỡi khô. Bỗng nhiên mỹ nữ này nhăn mày, sắc mặt cũng thay đổi theo, giống như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Không thấy cô có bất luận động tác gì, thân thể liền biến mất tại chỗ, bóng dáng nhoáng lên một cái liền đến chỗ cách đèn đường 100 mét. Rõ ràng chỉ là một người, nhưng tốc độ nhanh như một chiếc xe thể thao tốc độ cao. Nếu vận động viên chạy nhanh nhất thế giới nhìn thấy, chắc chắn sẽ đập nát huy chương vàng của mình. Trong 10 giây bọn họ chạy được 100 mét đã rất tốt rồi, nhưng kém vị mỹ nữ này không phải chỉ là một chút. Nhưng mà vị mỹ nữ này còn chưa rời đi rất xa, một đạo lôi quang trong trời đêm xẹt qua không trung, phát ra âm thanh tí tách. Chỉ trong phút chốc, đạo điện quang này đã vượt qua vị mỹ nữ kia, rơi xuống cạnh một đèn đường phía trước mỹ nữ này. Bùm một tiếng, lôi điện nổ tung. Đèn đường trên con đường này lóe sáng đến cực hạn, sau đó tắt hết đi. Nơi này là vùng ngoại thành, đèn đường và ánh trăng là nguồn sáng duy nhất, đèn đường vừa tắt đi, xung quanh cũng tối sầm lại. Trong bóng đêm, trên người một người thanh niên lóe sáng ngũ sắc, tóc đen, mắt sáng, răng trắng tinh, quần áo bay phấp phới, đứng ở trên đường, vẻ mặt lạnh nhạt giống như trích tiên, đúng là Mạc Phàm đuổi tới. Vị mỹ nữ kia nhìn thấy Mạc Phàm, vẻ mặt hơi đổi. Cũng dừng lại, trong đôi mắt mang theo 3 phần ý lạnh, 3 phần kiêu ngạo, 4 phần cảnh giác nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc đại sư, tôi đã lựa chọn rời đi, vì sao cậu còn đuổi tới? Moria nói bằng giọng Hoa gốc. Tuy cô là một sát thủ, nhưng tiếng Hoa hạ nằm trong 20 loại ngôn ngữ mà cô tinh thông. Cô lựa chọn rời đi, tôi nhất định phải thả cô sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Những lời này của Moria, theo ý hắn giống như là nói. Tôi đã nhòm ngó đến thực lực của cậu rồi, bây giờ tôi muốn rời đi, cậu nên thả tôi đi đi, không thể đuổi theo tôi. Mạc đại sư muốn ra tay với tôi sao? Moria hỏi. Nếu không thì sao? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, hỏi ngược lại. Nếu là bình thường, hơn phân nửa là hắn sẽ không để ý đến vị mỹ nữ này. Nhưng hắn sẽ rời khỏi thành phố Đông Hải đến Giang Nam nhanh thôi. Hắn tuyệt đối không cho phép cao thủ tiên thiên có địch ý với Mạc gia đến Đông Hải. Mặc kệ là ôm mục đích gì, kẻ nào tới kẻ đó ở lại đi. Trong 6 người bị giết, có lẽ chỉ trấn nhiếp được một đám người không dám ra tay với Mạc gia. Hắn giết vị mỹ nữ này, hẳn là không có ai dám nhòm ngó Mạc gia hắn đâu. Mạc Phàm nói như vậy lập tức khiến ánh mắt Moria âm tình bất định. Mạc đại sư, tôi đã xin lỗi chuyện mạo phạm cậu lúc trước. Tôi vô ý là địch với Mạc gia, nếu cậu để tôi rời đi, cậu không chỉ đạt được tình hữu nghị của tôi chắc chắn sẽ bồi thường cho cậu. Nếu cô có thể khiến cao thủ tiên thiên không lại gần Đông Hải nửa bước, tôi có thể tiếp thu bồi thường của cô, nếu không thể, cô ở lại đi. Mạc Phàm nói. Vẻ mặt Moria ngây ngốc, trong chớp mắt cô hiểu rõ ý của Mạc Phàm muốn giết gà dọa khỉ, cô là con gà mà Mạc Phàm muốn giết. Mạc đại sư thật sự muốn ra tay với tôi sao, tuy cậu giết được 6 người kia, nhưng tôi có lực lượng còn đáng sợ hơn bọn họ, chúng ta thật sự không cần thiết phải như vậy, Moria cảnh cáo. À, cô định nói huyết mạch ma long trên người cô sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói, giống như đang nói 1+1=2. Nhưng Moria sửng sốt, giống như bị sét đánh. Huyết mạch ma long không chỉ là bí mật của cô, cũng là một trong những quân bài mà cô chưa lật. Ngoại trừ mấy lão gia hỏa chết tiệt trong gia tộc gia, thì chỉ có người chết trên tay cô mới biết được. Chàng thanh niên kỳ lạ ở Hoa Hạ này, không chỉ có thực lực vô cùng mạnh, vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra. Sao cậu biết? Moria nhíu mày, lạnh giọng hỏi,
trong một con ngươi màu lam xuất hiện một chút đỏ như máu. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, khí tức của vị mỹ nữ này che giấu rất tốt, nhưng cảm ứng của hắn có thể bao trùm cả thành phố Đông Hải, sao lại không cảm nhận được khí tức quỷ dị trên người vị mỹ nữ này? Có tà ác, cuồng bạo, huyết tinh của ma quỷ, còn có thần thánh, vĩ đại, thần bí của chân long. Hai loại khí tức này tập hợp lại, khiến hắn muốn không chú ý cũng không được. Chính hắn cũng có huyết mạch Hồng Liên, biết huyết mạch của người phụ nữ này chỉ là chuyện liếc mắt một cái. Chỉ là huyết mạch chi lực, cô cho rằng chỉ mình cô có sao. Nếu là trước đây, hắn muốn mở huyết mạch chi lực ra còn cần sử dụng bí pháp. Hiện giờ chỉ cần ý niệm hắn khẽ động, huyết dịch sẽ lập tức sôi trào hừng hực, ngọn lửa màu đỏ trong hai mắt hắn bốc lên, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng cao. Vẻ mặt Moria ngây ngốc, cô thật không ngờ Mạc Phàm cũng có huyết mạch chi lực. Mạc đại sư, là tôi xem nhẹ bản lĩnh của cậu rồi, tôi thu hồi câu nói lúc nãy, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Moria không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Dù sao cô cũng là sát thủ cấp SS, trên thế giới này có 7 người như cô, có thể nói là sát thủ đứng đầu trên thế giới này, tất nhiên cô có kiêu ngạo của mình. Tôi nói rồi, nếu cô có thể khiến cao thủ tiên thiên không tới Đông Hải nữa, cô có thể rời đi, nếu không cô ở lại đây đi. Mạc Phàm lặp lại. Hừm. Moria nhíu mày, một chút tức giận hiện lên trong mắt cô. Mạc đại sư, tôi biết cậu rất lợi hại, nhưng tôi được gọi là Moria ma nữ thị huyết, đứng trên rất nhiều người ở hắc bảng, cậu không chỉ chưa chắc đã là đối thủ của tôi, nếu như tôi rời đi cậu càng không bắt được tôi, cậu chắc chắn muốn thử sự lợi hại của sát thủ cấp SS một lần sao? Moria hỏi. Vì cô cũng có huyết mạch người Hoa, cho nên cũng ở trên hắc bảng, cô đứng thứ 9 ở trên hắc bảng. Thực lực không hề kém Mạc Phàm. Nhất là huyết mạch chi lực của cô trao cho cô dị năng thần kỳ, khiến cô xuất quỷ nhập thần, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp SS, cũng là nhờ năng lực này. Sở dĩ cô không muốn ra tay với Mạc Phàm, cũng không phải sợ Mạc Phàm, chỉ vì nhiệm vụ của cô là tìm hiểu thực lực của Mạc Phàm, xác định xem toàn bộ 21 thế lực cấp S kia có phải chết trên tay Mạc Phàm hay không, ra tay với Mạc Phàm không nằm trong nhiệm vụ của cô. Là sát thủ chuyên nghiệp. Cô không muốn làm một số chuyện vô dụng. Vậy sao, vậy cô càng phải ở lại. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, điện quang dưới chân lóe lên, xẹt qua bầu trời, đèn gần Mạc Phàm và đèn gần Moria kết nối với nhau. Điện quang hợp vào nhau, Mạc Phàm cũng đến bên cạnh Moria. Ánh sáng ngũ sắc tỏa ra, một quyền đánh về phía Moria. Sắc mặt Moria không đổi, thân là sát thủ cấp SS, cô đã sớm học cách ứng phó các loại biến cố xảy ra. Thấy tay Mạc Phàm sắp đánh vào mặt mình, cô khẽ nhếch miệng đầy khiêu gợi, xoay chuyển trong không gian, biến mất ở dưới đèn đường, giống như chưa từng xuất hiện. Rầm, tay Mạc Phàm đánh vào không trung, một tiếng nổ tung thật lớn vang lên, giống như một quả bom nổ tung ở trong không trung, kình phong bay về phía đường đối diện. Trong chớp mắt đèn đối diện biến hình, rơi mạnh xuống đất, không thấy bóng dáng của Moria đâu. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, không kinh ngạc một chút nào. Sát thủ cấp SS, nếu cứ bị giết chết như vậy, vậy chữ S này quá đơn giản rồi. Hắn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí cuồn cuộn hội tụ về phía tay hắn, cùng lúc đó ánh sáng ngũ sắc ngưng tụ trên tay, đánh về phía Moria biến mất. Chấn hải. Hai chữ thốt lên từ miệng hắn, ở nơi trước người hắn ba thước, một dấu tay màu trắng to lớn khoảng ba thước bay ra, trực tiếp đánh vào hư không. Bùm. Nếu một trường lúc trước của Mạc Phàm như quả bom nổ mạnh ở trong không trung, vậy một trường này của Mạc Phàm ngược lại như tên lửa địa ngục nổ tung trong không trung. Không gian xung quanh như một cái thùng to lớn, lay động dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, kim khí xung quanh tạo thành cột đèn đường bị vặn như bánh quai trèo, có một số thứ bị gãy thành đoạn, xi măng bên ngoài cột điện cốt thép nứt vụn hết, thép bên trong cũng như mì ăn liền. Cũng may bên này không có ai, nếu không chắc chắn bị đánh thành thịt nát. Không gian lay động một lát, ở chỗ cách Mạc Phàm không xa, hiếm khi vẻ mặt Moria trắng bệch, tránh đi. Bởi vì huyết mạch Ma Long, cô được Ma Long ban cho năng lực bước nhảy không gian. Nhưng một trường này của Mạc Phàm khiến không gian trở nên rất không ổn định, thiếu chút nữa cô đã rơi vào trong không gian loạn lưu, vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Mạc Phàm, tôi căn bản không muốn ra tay với cậu, nhưng bây giờ cậu nhất định phải chết. Cô nghiến răng tức giận nói. Từ lần cô chấp hành nhiệm vụ cấp SS xong,
không có cảm giác rơi vào tử vong như lúc này. Quả thực cảm giác này rất tệ, khiến cô muốn giết Mạc Phàm. Cô nói xong, toàn bộ một con mắt màu lam được bao phủ bởi màu đỏ, một con mắt khác lại biến thành màu vàng. Hai tay cô giao vào nhau, khi tách ra, cô gỡ xuống hai thanh đao hình thù kỳ lạ ở mỗi bên. Trong đó có một cây đao như xương tay một người, tạo ra bởi đồng thau, trên thân đao màu đồng cổ còn có chút huyết sắc, tựa như cánh tay mới lột bỏ. Cái đao này có tên là quỷ thủ, nghe nói do một thợ rèn điên tạo thành, ông ta tự chặt bỏ tay phải vợ mình làm chuôi đao, lấy xương sườn con trai mình chế thành lưỡi đao, lại dùng cẳng chân mình tạo thành vỏ đao tặng cho chủ nợ, kết quả ba ngày sau cả nhà chủ nợ chết, là ma đao bị nguyền rủa. Một cây đao khác toàn thân màu bạc, thân đao gấp khúc giống như sừng cừu, trên đao có một đôi cánh thiên sứ. Cái đao này tên là Linh Dực, khi đao này ở thời Trung Cổ từng giết vô số tín đồ tà giáo, là một thần đao, nghe nói trên đó có chư thần chúc phúc, bất luận là người nào bị cái đao này tấn công, đều không thể ngăn cản cái đao sắc bén này. Hai thanh đao này biến mất mấy trăm năm, cô tìm rất lâu mới tìm được. Bởi vì có hai thanh đao này, khiến cô giết được rất nhiều cao thủ tiên thiên và một số quan lớn. Cô có thể trở thành sát thủ cấp SS, không thể thiếu công lao của thanh đao này. Mạc Phàm nhìn lướt qua hai thanh đao của Moria, khẽ nâng mí mắt, nhưng chỉ khẽ nâng mà thôi. Vậy để tôi xem sát thủ cấp SS mạnh hơn sát thủ cấp S chỗ nào. Mạc Phàm nói, sau đó một chưởng lại đánh về phía Moria. Chỗ Moria đứng, không gian trực tiếp vỡ ra mấy đạo khe hở, lực xé rách khổng lồ xuất hiện từ trong khe hở. Moria nhíu mày, một vòng xoáy nhỏ xuất hiện trong không trung, lại không thấy tung tích cô đâu nữa. Ngay sau đó, sau lưng Mạc Phàm, một vòng xoáy nhỏ xuất hiện. Trong vòng xoáy, ma đao quỷ thủ vươn ra như móng vuốt người, lặng yên không tiếng động đâm về phía gáy Mạc Phàm. Hửm! Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, thân thể di chuyển, một chưởng đánh về phía hư không sau hắn. Bùm! Một tiếng thật lớn vang lên, không gian chấn động. Cái tay kia biến mất vào trong hư không, khi xuất hiện đã ở phía trước Mạc Phàm. Đoạn đao màu bạc mang theo đôi cánh thiên sứ chớp lóe màu bạc, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đâm về phía ngực Mạc Phàm. Ánh sáng ngũ sắc trên tay Mạc Phàm tỏa ra, lập tức chộp lấy đoạn đao. Bùm, ánh sáng ngũ sắc sáng đến mức tận cùng, ngay sau đó xuất hiện vết rạn như mạng nhện. Mạc Phàm khẽ cau mày, kim cương bất diệt thể của hắn, ngay cả La Phong, Âm Long, Lâm Chấn Sơn cũng không thể nghiền nát, lại bị một đao của Moria đâm phá. Lực thiên sứ chúc phúc, cái đao này không tệ đâu. Mạc Phàm hơi bất ngờ nói. Ở tu chân giới cũng cánh ma quỷ màu đen của thiên sứ và trưởng giả, những người này được bọn họ gọi chung là ma tộc. Còn thiên sứ chúc phúc, nghe nói rất cao lớn, thực ra không khác gì chú thuật lắm, đơn giản là dùng chú ngữ lộn xộn mà người bình thường nghe hiểu được để chúc phúc. Hắn cũng không hoảng loạn, không đợi ánh sáng ngũ sắc bị nghiền nát, tay còn lại đánh về phía hư không. Mạc Phàm. Cậu biết nhiều thật, nhưng lần này cậu nhất định phải chết. Trong hư không, Moria lạnh lùng nói, lời này vừa vang lên, lại một vòng xoáy xuất hiện, trong vòng xoáy xuất hiện móng vuốt ma quỷ, không do dự đâm về phía tay Mạc Phàm. Cái đao này còn chưa đâm vào tay Mạc Phàm, một trận tà khí khiến người ta sởn gai ốc đập vào mặt. Đao nguyền rủa. Mạc Phàm cười khẽ, chẳng trách Moria có được thế lực cấp SS, huyết mạch ma long ban cho cô năng lực bước nhảy không gian. Hai thanh đao này một thanh đao mang theo loại bỏ toàn bộ chúc phúc, một thanh đao mang theo nguyền rủa sẽ phải chết, cô muốn giết ai cũng có thể giết chết thần không biết quỷ không hay. Nhưng lần này lại gặp phải hắn. Ý niệm của hắn khẽ động, ánh sáng ngũ sắc trên tay thu lại, rất nhiều ký hiệu xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, như trùng tử lan tràn từ cánh tay hắn ra, tay hắn không do dự nắm lấy hai thanh đao. Trong hư không, Moria thấy Mạc Phàm chộp lấy hai thanh đao của mình. Trong đôi mắt vàng đỏ hiện lên vẻ khinh thường. Mạc Phàm, cậu có thể đi chết đi. Lực đạo cánh tay cô bùng nổ ầm ầm, hai thanh đao đột nhiên đâm về phía Mạc Phàm. Hai thanh đao này bất luận là thanh đao nào đâm trúng Mạc Phàm đều sẽ chết không có chỗ chôn. Linh Dực làm Mạc Phàm chảy máu không ngừng, dù không đâm Mạc Phàm bị thương, quỷ thủ đâm vào tay Mạc Phàm đều khiến ác ma quấn thân Mạc Phàm mà chết. Mạc Phàm làm như không nghe thấy. Hai tay nắm lấy hai đoạn đao kia, phù văn trên tay tràn sang đoạn đao, hào quang trên đoạn đao lập tức nhạt màu đi, không còn khí tức thần thánh, tà ác như trước. Cái gì?
Vẻ mặt Moria lập tức thay đổi. Cô dựa vào hai thanh đao này giết chết không biết bao nhiêu người, nhân viên thần chức, người phụ trách công việc tôn giáo trong Thiên Chúa giáo, phu sư, pháp sư đều có, cho tới bây giờ đều không giống như hiện tại, vậy mà cậu ta phong ấn thanh đao rồi. Nhất là quỷ thủ, khi cô đạt được đoạn đao này, đoạn đao ở trong chăn ngôi chùa có trên trăm tăng lữ tinh lọc trăm năm, vẫn không trấn áp được nguyền rủa của đoạn đao này. Hai thanh đao của cô sắp thuận lợi đâm về phía Mạc Phàm, bây giờ không chỉ không giết được Mạc Phàm, trái lại bị Mạc Phàm phong ấn rồi. Đao của cô đã bị tôi phong ấn, cô còn không xuất hiện. Mạc Phàm lạnh lùng nói, hai tay dùng lực kéo ra ngoài. Mạc Phàm, xem như cậu lợi hại, hai thanh đao này để ở chỗ cậu trước, tôi còn đến lấy. Moria nhíu mày, chỉ do dự một lát, hai tay cô buông lỏng dứt khoát bỏ qua hai thanh đao này, cả người biến mất vào trong hư không. Mạc Phàm có thể phong ấn hai thanh đao của cô, tương đương như cá mập mất đi răng nanh, vẫn nên rời đi trước tốt hơn. Cô không cần quay lại, bởi vì cô căn bản không đi được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn nói xong cất hai thanh đao kia đi, ánh mắt phát lạnh như hai thanh lợi kiếm, đảo qua hư không. Chỉ trong phút chốc, hai mắt hắn nheo lại, nhìn về phía một vị trí. Lôi điện từ dưới chân hắn dâng lên, một đạo điện quang lóe lên, bóng dáng hắn nhoáng lên một cái, liền đến chỗ hắn vừa nhìn. Hư không Trích Nguyệt, đi ra cho tôi. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, một tay biến thành trong suốt, luồn vào trong hư không. Khi rút tay ra, một bóng dáng bị hắn nắm lấy cổ, kéo mạnh ra ngoài, không phải Moria thì là ai? Sao cậu có thể bắt được tôi? Hai tay Moria nắm lấy tay Mạc Phàm, vô cùng khiếp sợ nói. Không biết phải giết bao nhiêu người ở nhiệm vụ cấp SS, sở dĩ cô có thể hoàn hảo không tổn hao gì hoàn thành công việc, toàn bộ đều dựa vào bản lĩnh bước nhảy không gian của cô. Cô trốn ở trong hư không, tương đương với chim về núi rừng, cá về biển rộng, cơ bản không có khả năng bị bắt. Khi tôi tìm kiếm toàn thành phố, đã thêm ấn ký trên người cô cảm thấy cô có thể chạy đi đâu, cho dù cô trốn trong hư không, bắt cô xuất hiện có gì khó. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Khi nói chuyện, giọng điệu của hắn giống như uống một chén trà lạnh. Chuyện này, vẻ mặt Moria ngẩn ra, trong mắt đều là vẻ khó tin. Thần thức của Mạc Phàm bao phủ cả thành phố Đông Hải, đã vượt xa tưởng tượng của cô, vậy mà cậu ta còn hạ được ấn ký lên người cô. Chuyện này cũng thôi đi, vậy mà Mạc Phàm có thể kéo cô từ trong hư không ra, đúng là khó mà tin. Tôi thua, mong cậu giữ lại mạng của tôi, nhận lấy trung thành của tôi. Moria cung kính nói. Cho tôi lý do. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mục đích của cậu là không cho bất luận kẻ nào tiến vào Đông Hải. So với giết tôi, khiến tôi trở thành người hầu của cậu sẽ càng khiến người ta rung động hơn, cho dù có người muốn chết, thân là người hầu của cậu, phàm là cao thủ tiên thiên tiến vào Đông Hải, toàn bộ đều chết trên tay tôi. Hai mắt Moria nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cầu xin. Cô chưa từng thấy người đàn ông nào có thể cường hãn như vậy, cô gần như bại hoàn toàn trong tay Mạc Phàm. Thay vì chết ở trên tay Mạc Phàm, không bằng trở thành người hầu của Mạc Phàm. Ở trong mắt cô, trở thành người hầu của vương không mất mặt, trái lại là một loại vinh hạnh. Mạc Phàm nhướng mày, liếc mắt nhìn Moria một cái. Có thể, nhưng nếu cô dám phản bội tôi, khế ước này sẽ khiến cô sống không bằng chết. Hắn thôi động linh khí, tay còn lại múa loạn trong không trung. Chỉ trong phút chốc, một đạo phù chú màu đỏ cổ xưa, tang thương xuất hiện. Ngón trỏ Mạc Phàm khẽ búng, phù chú này bay về phía mi tâm của Moria. Hắn sẽ rời khỏi Đông Hải đến Giang Nam nhanh thôi, chỉ dựa vào trấn nhiếp ở xa là không đủ. Hắn vốn định luyện chế một thân ngoại hóa thân ở lại Đông Hải, nhưng không tìm được nguyên liệu. Có người hầu Moria này, hắn có thể yên tâm đến Giang Nam tìm Tuyết Nhi, đối phó Lâm gia. Sắc mặt Moria hơi đổi, lập tức khôi phục như bình thường. Chủ nhân yên tâm, Moria không dám. Mạc Phàm để Moria xuống, không có chút lo lắng. Có khế ước này, Moria dám có một chút dị tâm, cho dù cô trốn đến ma giới, hắn vẫn có thể khiến cô chọn đời không siêu sinh. Hắn trả lại hai thanh đao cho Moria, đồng thời cho cô một bộ công pháp. Đây là ma long công, không chỉ khiến huyết mạch chi lực của cô phát huy được cao hơn, còn khiến cô đột phá đến cảnh giới kim đan, cô đi tu luyện đi. Nếu Moria trở thành người hầu của hắn, tất nhiên hắn sẽ không tiếc rẻ công pháp. Vẻ mặt Moria ngây ngốc.
Công pháp phát huy huyết mạch chi lực của cô đã khiến cô khiếp sợ rồi, vậy mà bộ công pháp này có thể đột phá đến cảnh giới kim đan. Cô thân là sát thủ cấp SS, tất nhiên biết cảnh giới kim đan, đúng là cấp X trong truyền thuyết, đại biểu cho cường đại khó mà biết rõ. Cô vừa trở thành người hầu của Mạc Phàm, liền đạt được công pháp như vậy. Cảm ơn chủ nhân, Moria nhất định sẽ trung thành và tận tâm với chủ nhân. Moria quỳ một gối xuống, vô cùng cung kính nói, trong mắt không có tạp chất. Mạc Phàm cảm nhận được chân thành của Moria, lúc này mới yên tâm nhìn về phía Giang Nam. Cuối cùng cũng có thể đến Giang Nam rồi. Hiếm khi trong mắt hắn hiện lên chờ mong. Không lâu sau khi Moria trở thành người hầu của Mạc Phàm. Trong một cổ bảo ở châu Âu, một lão giả mũi như chim ưng đang uống cà phê với Thanh Long, một người đeo kính giống như quản gia vội vàng đi tới. Quản gia này nhìn thấy Thanh Long cũng đang ở đây, do dự một lát, vẫn im miệng không nói, bộ dạng muốn nói lại thôi. Lão giả nhíu mày nói. William, có chuyện gì sao, nói đi, Thanh Long tiên sinh không phải là kẻ địch của chúng ta. Dạ, đại nhân. William gật đầu, nói tiếp. Chúng tôi vừa nhận được tin tức, Mạc Đại Sư Hoa Hạ đã giết chết 6 cao thủ đứng trên hắc bảng như Âm Long, Long Cổ dám ra tay với cậu ta. Chuyện này không phải rất tốt sao, để người Hoa Hạ bọn họ đấu với nhau đi, bọn họ đấu càng hăng càng tốt. Lão giả bỏ chén trà xuống nói. Lần trước Mạc Phàm khiến ông ta tổn thất nhiều thế lực cấp S như vậy, có người đi tìm Mạc Đại Sư gây phiền phức, ông ta càng thích. Nhưng Moria bị cậu ta bắt lấy, đã trở thành nô lệ của Mạc Đại Sư, Moria còn đặc biệt phát ra một tấm thiệp, thanh minh cô ấy đã là người hầu của Mạc Đại Sư, sau này không có quan hệ gì với thứ thần chúng ta. Bất luận là người có gan mơ ước Đông Hải, đều trở thành hồn ma dưới đao của cô ấy. Khuôn mặt William trắng bệch, cẩn thận nói. Cái gì? Vẻ mặt lão giả sửng sốt, trong mắt chấp lóe hàn quang, trên thủy tinh quanh đó lập tức phiếm một tầng hơi nước, những hơi nước này lại biến thành hoa băng. Bởi vì nhiệm vụ lần trước, thứ thần bọn họ đã tổn thất hơn nửa, Moria là một trong hai sát thủ cấp SS của thứ thần bọn họ, hiện giờ trở thành người hầu của Mạc Phàm. Thực lực của bọn họ lại tổn thất 1/3. Chuyện này không chỉ là thực lực giảm xuống đơn giản như thế, mặt mũi của thứ thần bọn họ cũng bị Mạc Phàm tát mạnh mấy cái. Ngay cả Thanh Long đang dùng trà cũng thay đổi sắc mặt, chén trà bưng đến bên miệng lại dừng lại. Thanh Bang và thứ thần là bạn tri kỷ, ông ta biết rất rõ thực lực của Moria. Mấy trăm sát thủ cấp S không bằng một Moria, ở trước mắt Moria, số lượng không có ý nghĩa gì. Nếu Moria để mắt đến ông ta cũng sẽ vô cùng đau đầu. Nhà được bảo vệ bằng thiết bị tiên tiến cũng không có tác dụng với Moria, cô hoàn toàn có thể thông qua hư không xuyên qua đó. Một sát thủ thần quỷ vô sách như vậy, vậy mà thành người hầu của Mạc Phàm. Muốn giết chết Moria thì rất dễ, nhưng muốn một cường giả cấp SS hoàn toàn khuất phục, gần như là điều không thể, mỗi người mạnh đều có uy nghiêm của kẻ mạnh. Trừ phi Mạc Phàm cường đại đến mức khiến Moria hoàn toàn tuyệt vọng. Có liên lạc được với Moria không? Dù sao lão giả cũng là người quản lý thứ thần, ông ta bình tĩnh lại rất nhanh. Liên lạc được, cô ấy cảnh cáo chúng tôi tốt nhất đừng trêu chọc chủ nhân của cô ấy, nếu không kẻ nào tới kẻ đó chết. Sắc mặt William vô cùng khó coi nói. Đáng chết, cậu ta nghĩ rằng thứ thần tôi hết cách với cậu ta sao? Lão giả hừ lạnh một tiếng. Lão giả vừa mới nói xong, cửa sổ trăm năm ở xung quanh, mỗi một ô thủy tinh trên cửa sổ bị nghiền nát, thủy tinh văng ra khắp nơi. Thứ thần bọn họ tồn tại hơn 1000 năm, sở dĩ tên là thứ thần, là vì người sáng lập ra thứ thần từng giết một vị thần linh nên gọi vậy. Thứ thần bọn họ tồn tại đến bây giờ, sao lại không có biện pháp với tiểu tử Hoa Hạ? Tôi cảm thấy chúng ta có thể hợp tác với nhau chuyện này. Thanh Long bỏ chén trà xuống thản nhiên nói. Hợp tác thế nào? Lão giả nhíu mày hỏi. Vạn đại sư sắp xuất quan, nếu vạn đại sư cộng thêm thần binh của thứ thần ông, kết quả sẽ thế nào? Thanh Long lạnh lùng nói. Ông ta tới thứ thần vốn là giải thích chuyện Thanh Long lệnh lúc trước, không ngờ gặp được chuyện này, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội đối phó Mạc Phàm. Lúc Vạn Thiên Tuyệt xuất quan, hơn phân nửa sẽ trở thành cao thủ thần cấp trăm năm nay trên địa cầu, đối phó với Mạc Phàm tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng Mạc Phàm liên tục giết chết nhiều cao thủ như thế, thực lực thật sự quá mức quỷ dị, vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn. Vạn đại sư, lão giả lộ ra chút do dự.
Sao ông ta có thể không biết Vạn Đại Sư, Vạn Thiên Tuyệt cao thủ lợi hại nhất ở Thanh Bang? Có thể. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Thanh Long cầm chén trà lên, trong mắt hiện lên vui mừng. Thần binh của thứ thần có thể giết chết thần linh, Vạn Thiên Tuyệt cộng thêm thần binh, sao không giết được một phàm nhân như Mạc Phàm, xem lần này Mạc Phàm còn sống được không? Lão giả cũng giơ chén trà lên, uống một ngụm. Không biết khi nào Vạn Đại Sư xuất quan. Chuyện này. Thanh Long cười thần bí, miệng cử động vài cái, một đoạn âm thanh ngưng tụ thành tuyến truyền vào tai lão giả. Được rồi, để Mạc Đại Sư này sống thêm một khoảng thời gian nữa đi. Lão giả lộ ra vẻ không cam lòng, lập tức nói với William. Nói với tất cả sát thủ trong thứ thần, không một ai được vào thành phố Đông Hải. Trung tâm tài chính phồn hoa nhất Giang Nam, trong một tòa nhà cao chọc trời. Một người đàn ông trung niên lắc lắc ly rượu vang, đứng trước cửa sổ, nhìn người đi đường và xe cộ như con kiến bên ngoài cửa sổ, như thần Phật nhìn xuống chúng sinh. Người đàn ông này không phải ai khác, đúng là Lâm Thiên Phong gia chủ Lâm gia ở Giang Nam. Chuyện của Lâm Chấn Sơn là sao đây? Nghe nói Lâm Chấn Sơn đến Đông Hải tìm một tiểu tử tên Mạc Phàm, báo thù cho Lâm Thiên Bắc con trai ông ta, kết quả gặp Mạc Đại Sư Đông Hải, ông ta ra tay với Mạc Đại Sư, cuối cùng bị Mạc Đại Sư giết chết, chúng tôi hoài nghi Mạc Phàm này có quan hệ với Mạc Đại Sư. Một thư ký mỹ nữ gợi cảm mặc đồ công sở cung kính nói. Là Mạc Đại Sư Đông Hải giết Thiên Thành Diệt, lại diệt 23 thế lực cấp S đấy sao? Lâm Thiên Phong cười khinh miệt nói, không để Mạc Đại Sư này vào mắt. Đúng vậy, gia chủ. Thư ký mỹ nữ gật đầu. Hừ, chỉ là người mới bộc lộ tài năng cũng dám giết người Lâm gia tôi, đúng là không biết sống chết. Lâm Thiên Phong hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt sáng ngời lộ ra rét lạnh. Gia chủ, chúng ta có cần báo việc này cho Lâm Đại Sư, bảo Lâm Đại Sư đối phó với Mạc Đại Sư này hay không? Thư ký mỹ nữ hỏi. Lâm Đại Sư mà cô ta nói không phải ai khác, đúng là Lâm Thiên Nam cao thủ đứng đầu Hoa Hạ. Chút việc nhỏ ấy cũng cần kinh động đến Lâm Thiên Nam sao? Nhưng người chết trên tay Mạc Đại Sư, không chỉ có Lâm Chấn Sơn Lâm gia chúng ta, còn có Âm Long, Long Cổ Đại Sư, ba anh em Đỗ gia đứng trên ông ta, ngay cả Moria sát thủ cấp SS cũng thành người hầu của Mạc Đại Sư. Mạc Đại Sư đã chuyển từ vị trí thứ 61 lên thứ 9 trên hắc bảng rồi. Thư ký mỹ nữ lo lắng nói. Nếu chỉ giết Lâm Chấn Sơn quả thật không cần Lâm Thiên Nam ra tay, nhưng Moria đứng thứ 9 trên hắc bảng cũng thua ở tay Mạc Phàm, chuyện này không đơn giản như vậy. Còn có chuyện này sao? Lúc này Lâm Thiên Phong mới nhíu mày, trên khuôn mặt ông ta hiện lên vẻ khiếp sợ. Lâm gia bọn họ có Lâm Thiên Nam đứng đầu Hoa Hạ. Một Mạc Đại Sư căn bản không lọt vào mắt ông ta, nhưng Mạc Phàm nằm trong top 10 hắc bảng, vậy thì phải chú ý một phen. Gửi cho Mạc Đại Sư một cái thiếp mời, mời cậu ta cung phụng Lâm gia chúng ta. Lâm Thiên Phong chỉ do dự một lát, liền nói. Chưa tới một năm, Mạc Đại Sư này liền lọt vào hắc bảng, còn nằm trong top 10, nhất định phải mượn sức mới được. Còn chuyện Lâm Chấn Sơn, không cần thiết phải vì người đứng thứ 50 trên hắc bảng bỏ qua một người top 10. Mỹ nữ mặc đồ công sở vốn sửng sốt, sau đó gật đầu, lui ra bên ngoài. Dạ, gia chủ. Lúc này không riêng gì Thanh Bang, Thứ Thần và Lâm gia nhanh chóng đưa ra đáp án. Không ít cao thủ tiên thiên muốn vào thành phố Đông Hải nhao nhao rời đi, giống như chim sợ ná. Bốn bể trong ngoài lại nhấc lên sóng to gió lớn. Mạc Đại Sư này cũng quá mạnh rồi, giết 6 người, Moria sát thủ cấp SS trở thành người hầu. Từ vị trí thứ 61 lên tới vị trí thứ 9, tôi thấy cậu ta không chỉ đứng thứ 9 đâu. Tôi cảm thấy đứng đầu Hoa Hạ sắp đổi chủ rồi. Vô số người thổn thức, vô số người cảm thán, và có vô số người biết cái tên Mạc Đại Sư này. Lúc danh tiếng của Mạc Phàm đang lan truyền, hắn đã rời khỏi thành phố Đông Hải, đến Đại học Đông Hải ở tỉnh Giang Nam. Hắn nhìn cửa Đại học Đông Hải, trong đôi mắt rét lạnh hiếm khi xuất hiện dao động. Kiếp trước hắn gặp được Tuyết Nhi ở đây, bởi vì hắn quá yếu, khiến hắn nhà tan cửa nát. Trải qua cuộc sống 500 năm như mộng, cuối cùng hắn cũng đứng ở đây, hắn sẽ gặp lại Tuyết Nhi nhanh thôi, cũng sẽ gặp được Lâm Khuynh Thiên. Hắn không còn là tiểu tử tay trói gà không chặt nữa, hiện giờ hắn đã là Mạc Đại Sư Đông Hải, Mạc Thần Y, cũng là Long Vương của tiểu đội Thanh Long Long Tổ, Thiếu Tướng Hoa Hạ. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây, có khác với kiếp trước không?
trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, lóe lên mấy phần chờ mong. Mạc đại soái ca, anh đang nhìn mỹ nữ kia sao, có cần tôi xin số điện thoại cho anh không? Lưu Phỉ Phỉ ở bên cạnh thấy Mạc Phàm nhìn xuất thần, bàn tay như ngọc nghịch ngợm quơ quơ trước mặt Mạc Phàm. Có Lưu đại mỹ nữ ở đây, còn có mỹ nữ nào nữa? Mạc Phàm lấy lại tinh thần, cười nhạt, trêu ghẹo nói. Bọn họ đều học ở Đại học Đông Hải, cho nên đi cùng nhau. Vốn là Lý Thi Vũ cũng đi cùng bọn họ, nhưng trường của Lý Thi Vũ ở khu khác, bọn họ đưa Lý Thi Vũ đến trường trước, lúc này mới đến Đại học Đông Hải. Vậy chúng ta đi vào thôi, Mạc đại soái ca. Lưu Phỉ Phỉ cười khẽ nói. Mạc Phàm gật đầu, cầm hành lý của Há và Lưu Phỉ Phỉ, đi vào trong trường Đại học Đông Hải. Lúc này vì tân sinh viên báo danh nhập học, rất nhiều cha mẹ lái xe đưa tới, có rất nhiều người ra ra vào vào trường học. Trong đó có không ít xe sang bình thường không thấy, BMW không tính là gì, xe SUV, Lamborghini, Bugatti Veyron đỗ vài cái ở ven đường, không biết còn tưởng là trường học đang triển lãm xe. Tiểu Phàm, sao ở đây có nhiều xe sang như vậy? Lưu Phỉ Phỉ tò mò hỏi. Mạc Phàm cười khẽ, hắn đã trải qua một lần rồi, tất nhiên biết nguyên nhân trong đó. Đại học Đông Hải so với Đại học Phục Sáng ở tỉnh Giang Nam, tuy cùng là đại học ở Giang Nam nhưng chênh lệch nhau rất nhiều, Đại học Đông Hải là trường con nhà giàu có ở Giang Nam. Khoa tài chính và quản lý trong trường đều mời giáo sư nước ngoài về giảng dạy, trong suốt quá trình dạy học đều dùng tiếng Anh. Không chỉ như vậy, sinh viên hai khoa này học ở Đại học Đông Hải 2 năm đầu, 2 năm sau sẽ có cơ hội đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài. Đương nhiên học phí của hai khoa này vô cùng đắt đỏ. Một học kỳ mất 10 vạn đô la, không dùng tiền hoa, con số này không phải người bình thường có thể trả được. Đa số đệ tử thế gia ở Giang Nam đều học ở đây, Tuyết Nhi, Lâm Khuynh Thiên cũng học ở trường này, là vì nguyên nhân đó. Vì leo lên những đại thế gia Giang Nam đó, một số thổ hào Giang Nam không tiếc học phí cao, cũng đưa con nhà mình đến Đại học Đông Hải học, dần dần Đại học Đông Hải thành đại học con nhà giàu Giang Nam. Phàm là sinh viên khoa tài chính hay quản lý. Không có một ai giá trị con người thấp hơn Triệu. Kiếp trước hắn vừa đến Đại học Đông Hải vô cùng kinh ngạc, những chuyện này đều là sau đó Tiểu Tuyết nói với hắn. Hóa ra là như vậy. Lưu Phỉ Phỉ hiểu ra. Hai bọn họ muốn đi làm thủ tục nhập học, một thanh niên đi tới. Người thanh niên này khoảng 20 tuổi, mặc toàn hàng hiệu trên người, tay còn đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe, chỉ riêng chiếc đồng hồ này cũng có giá hơn 20 vạn. Mỹ nữ. Xin chào, hai em là tân sinh viên đúng không, ở khoa nào thế? Vẻ mặt người thanh niên này ân cần nói. Mạc Phàm nhìn người nói chuyện, lông mày hơi nhướng lên, không nói gì thêm. Trái lại Lưu Phỉ Phỉ cười nhạt, lễ phép nói. Xin chào, anh ấy là sinh viên khoa quốc phòng, tôi học khoa điện ảnh. Sinh viên khoa quốc phòng. Người thanh niên nhìn lướt qua Mạc Phàm, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Sinh viên khoa quốc phòng Đại học Đông Hải tuy điểm cao, nhưng ở trong mắt anh ta, bao gồm cả quốc phòng chuyên nghiệp đều là kẻ ngốc. Sau khi tốt nghiệp xong phân đến nơi không tốt thì khỏi nói, khi đi học thì không khác gì thái giám, ngay cả một cô bé cũng không cua được. Lúc trước có một sinh viên khoa quốc phòng thật sự không nhịn được nữa, tìm gái ở ngoài trường, kết quả là bị cảnh sát bắt, bị thông báo toàn trường, trên cơ bản sinh viên khoa quốc phòng đều là trò cười của trường. Chỗ nhập học của sinh viên quốc phòng ở ngay phía trước, cứ đi thẳng về trước, đến chỗ một cái lều màu lục đơn giản là được. Người thanh niên không kiên nhẫn nói, giống như không muốn nói nhiều thêm một câu với Mạc Phàm. Anh ta không đi học, ra đây nghênh đón tân sinh viên, sao có thể lãng phí thời gian vô ích? Khoa điện ảnh ở đâu ạ? Lưu Phỉ Phỉ hỏi. Chỗ nhập học khoa điện ảnh không chỉ xa, còn hơi lòng vòng, chắc chắn một mình em không tìm được, hành lý của em đâu? Để anh đưa em qua đó. Người thanh niên hào phóng nói. Anh ta đi tới, hoàn toàn là vì nhìn chúng Lưu Phỉ Phỉ. Tuy Lưu Phỉ Phỉ chỉ mặc đồ thể thao còn đội mũ, ăn mặc rất giản dị, nhưng anh ta dám chắc Lưu Phỉ Phỉ không phải là người tầm thường ở Đại học Đông Hải, thậm chí sau này còn là minh tinh. Cho dù anh ta có thể lừa hoa hậu giảng đường lên giường, nhưng dù sao cũng phải làm quen với nhau trước đã. Mộng tưởng chưa hẳn đã thành hiện thực. Nhưng nhỡ đâu thành công thì sao? Như vậy hơi phiền phức, không làm phiền học trưởng, tự chúng tôi đi tìm tốt hơn, chúng ta đi thôi, Mạc đại soái ca, đến khoa anh báo danh trước, sau đó lại tìm khoa tôi.
Lưu Phỉ Phỉ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười nói. Tuy cô là sinh viên năm nhất, nhưng không ngu ngốc, học trưởng này chủ động giúp cô như vậy, chắc chắn động cơ không thuần khiết lắm. Mạc Phàm gật đầu. Hửm, người thanh niên nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra. Đã quên giới thiệu một phen, anh tên là Dư Bân, sinh viên năm 2 khoa tài chính, anh và Từ Minh Huy khoa điện ảnh các em rất thân, cho nên học muội đừng sợ, hôm nay anh đặc biệt tới tiếp đón những tân sinh viên như các em, anh rất quen thuộc với khoa điện ảnh, nhất là ký túc xá nữ, xe của anh cũng ở bên kia, anh đưa em qua đó, chỉ một lát là làm xong tất cả thủ tục. Dư Bân chỉ xe Ferrari đỗ cách đó không xa, kiêu ngạo nói. Sao có thể bỏ qua mỹ nữ cấp bậc hoa hậu giảng đường như vậy được? Bây giờ bỏ lỡ, đợi sau này bị đại thiếu nhà nào đó cua mất, muốn làm quen cũng không có cơ hội. Anh ta có thể học khoa tài chính, tất nhiên không thiếu tiền. Nhưng so với Lâm gia, Bạch gia, Tống gia, Kiều gia, vân vân, còn kém xa, những đại thiếu gia tộc này đều học ở Đại học Đông Hải. Thật sự không cần, cảm ơn ý tốt của học trưởng. Lưu Phỉ Phỉ cười nói. Bị Lưu Phỉ Phỉ từ chối hai lần, Dư Bân như bị người ta tát hai cái, sắc mặt anh ta lập tức khó coi. Anh ta nhìn lướt qua hành lý trong tay Mạc Phàm, giơ tay muốn lấy hành lý màu hồng trong đó. Học muội, em không cần phải ngại, anh cũng là sinh viên, anh rất hiểu tâm tình của em, thực ra em không cần phải như vậy đâu, đây là hành lý của em sao, để anh cầm giúp em. Hành lý trong tay Mạc Phàm một cái màu bạc, một cái màu hồng nhạt. Chắc chắn màu hồng nhạt là của Lưu Phỉ Phỉ. Chuyện này, Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Dư Bân còn chưa động vào hành lý, Mạc Phàm mỉm cười với Lưu Phỉ Phỉ, thản nhiên nói. Anh không nghe thấy sao, cô ấy không cần anh giúp đỡ. Hửm, Dư Bân nhíu mày, lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái. Lưu Phỉ Phỉ và Mạc Phàm vừa đi vào trường, ngay cả chiếc xe đưa đón cũng không có. Chắc chắn gia cảnh không khá giả gì. Tiểu tử như vậy, cũng dám ngăn cản anh ta tiếp cận hoa hậu giảng đường. Cậu chỉ là một tân sinh viên, sao biết cô ấy không cần giúp đỡ, chẳng lẽ cậu muốn nhìn cô ấy cầm một vali hành lý nặng như vậy, leo lên tầng 6 sao? Sắc mặt Dư Bân khó coi, lạnh lùng nói. Tân sinh viên. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười khinh thường. Hắn từng học ở Đại học Đông Hải 4 năm, quen thuộc Đại học Đông Hải hơn Dư Bân nhiều. Anh chắc chắn tôi không vào được ký túc xá nữ sinh sao? Mạc Phàm hỏi. Chuyện này còn phải hỏi sao, không có thứ này, cậu vừa mới tiến vào ký túc xá nữ sinh, sẽ bị bác gái quản lý ký túc xá lôi ra ngoài. Dư Bân giơ tấm thẻ đeo trên cổ nói. Ký túc xá nữ Đại học Đông Hải cấm nam sinh đi vào, nhưng người đón tân sinh thì ngoại lệ. Vì tấm thẻ này, anh ta dùng mấy vạn tệ mới lấy được, chính là vì chuyện như vậy. Học muội. Có phải chúng ta có thể rời đi rồi không? Dư Bân thấy Mạc Phàm không nói lời nào, cười đắc ý nói. Phụ nữ bình thường rất ít nguyện ý lên tầng 6, còn cầm vali hành lý nặng như thế. Lần này Lưu Phỉ Phỉ sẽ không từ chối anh ta nữa đâu, trừ phi Lưu Phỉ Phỉ là một con ngốc. Lưu Phỉ Phỉ làm như không nghe thấy lời Dư Bân nói, nghịch ngợm ấn vào ngực Mạc Phàm một cái. Mạc đại soái ca, thì Vũ đã dặn dò rồi. Anh phải đưa tôi đến phòng ngủ trong ký túc xá mới được rời đi, anh cũng mở miệng đồng ý rồi, chẳng lẽ anh muốn thất hứa? Lưu Phỉ Phỉ vừa nói như vậy, sắc mặt Dư Bân lập tức như gan lợn liếc mắt nhìn Lưu Phỉ Phỉ một cái, tuy Lưu Phỉ Phỉ không mở miệng từ chối, nhưng nói như vậy không khác gì tát vào mặt anh ta, căn bản không suy xét đến lời anh ta nói. Anh ta lại liếc nhìn Mạc Phàm vài lần, không chỉ có diện mạo bình thường, ăn mặc cũng vậy. Kém xa áo sơ mi và quần làm thủ công ở ý của anh ta. Lưu Phỉ Phỉ là hoa hậu giảng đường cực phẩm như thế, vậy mà nhìn chúng một người bình thường như vậy, đúng là như bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Đáng chết! Tàn nhẫn hiện lên trong con ngươi anh ta. Mạc Phàm bĩu môi, cười khẽ. Tôi cũng không nói là sẽ không đưa cô đi, chúng ta đi thôi. Chỉ là tiến vào ký túc xá nữ mà thôi, đơn giản là lửa gạt mắt gì quản lý ký túc xá. Đối với hắn mà nói là dễ như ăn kẹo. Hắn chỉ dùng chút thuật thôi miên, đều có thể khiến dì quản lý ký túc xá nhắm mắt làm ngơ với hắn, thậm chí tự mình đưa hắn đến ký túc xá nữ. Lưu Phỉ Phỉ cười quyến rũ. Hai người còn chưa rời đi, sắc mặt Dư Bân đã khó coi như bị tát mấy cái trước mặt mọi người. Hai người đều là tân sinh viên,
cậu chắc chắn không cần tôi xách vali giúp hai người sao? Dư Bân trầm giọng hỏi, trong giọng nói đều là ý uy hiếp. Nhà bọn họ mở KTIV, tài sản vài tỷ, thân phận của anh ta không so được với đại thế gia Giang Nam, nhưng muốn đè ép Mạc Phàm thì không thành vấn đề. Kết quả thân phận của anh ta như vậy lại bị bẽ mặt ba lần liên tục, sao anh ta có thể nuốt trôi cục tức này? Nếu hai người vẫn không thức thời, anh ta sẽ không làm gì Lưu Phỉ Phỉ, nhưng tiểu tử này, đợi phiền phức dính vào người đi. Một năm này anh ta học ở Đại học Đông Hải, cũng không phải ngồi không, chỉ cần anh ta nói một câu, có thể khiến Mạc Phàm không sống được ở trường, giống như sinh viên đi tìm gái bị thông báo phê bình toàn trường. Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày, trong mắt lập tức hiện lên vẻ lo lắng. Tất nhiên cô hiểu được ý của Dư Bân, chỉ là cô không ngờ Dư Bân sẽ như vậy. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, cười khẽ. Anh tên là Dư Bân, đúng không? Không sai, cậu có thể gọi tôi là Dư Bân học trưởng. Dư Bân vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Quán Ba Liên Tỏa, quán Ba Lam Nguyệt ở tỉnh Giang Nam là của nhà anh đúng không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Dư Bân nhíu mày, lộ ra một chút bất ngờ, tươi cười đắc ý lập tức hiện lên trên mặt anh ta. Không sai, nếu cậu cầm thẻ sinh viên Đại học Đông Hải chúng ta, báo tên của tôi, cậu sẽ được giảm giá. Sinh viên quốc phòng tìm gái bị bắt giữ, cũng là anh làm đúng không? Mạc Phàm lại hỏi. Đúng vậy, tên tiểu tử kia. Dư Bân gần như nói theo bản năng. Anh ta còn chưa nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Chỉ thiếu chút nữa thôi, anh ta sẽ nói ra chân tướng mọi chuyện. Tiểu tử, cậu nói linh tinh gì đó, chuyện đó có liên quan gì đến tôi? Dư Bân phẫn nộ kêu lên. Khi nói chuyện, trong đôi mắt anh ta lộ ra tàn nhẫn. Rõ ràng tiểu tử này chỉ là tân sinh viên, sao lại biết nhiều chuyện như thế? Mạc Phàm cười khẽ, trong mắt hắn lóe lên sắc bén. Sao hắn có thể không biết Dư Bân này được, học cùng khoa tài chính với Lâm Khuynh Thiên, tuy là học trưởng của Lâm Khuynh Thiên, nhưng lại là chân chó thuộc hạ của anh ta. Hành tung của hắn và Tuyết Nhi, phần lớn là bị Dư Bân báo cáo cho Lâm Khuynh Thiên. Trước khi hắn tới Đại học Đông Hải, có sinh viên quốc phòng vì ra ngoài tìm gái, bị cảnh sát bắt lấy, cuối cùng bị trường học ghi vào học bạ. Điều kiện nhà sinh viên quốc phòng này vốn không tốt, học phí đều khó mà trả nổi, không dễ dàng gì mới thi được đại học quốc phòng, lại xảy ra chuyện như vậy, anh ta lập tức thành trò cười của trường học. Bắt đầu học kỳ 2 sinh viên năm 2 không lâu, sinh viên quốc phòng này liền nhảy lầu tự sát. Sau đó bộ đội điều tra ra, không phải sinh viên quốc phòng này muốn đi ra ngoài tìm gái, mà vì sinh viên quốc phòng này đắc tội Dư Bân tìm hai cô gái ở ngoài lừa gạt sinh viên quốc phòng này. Sinh viên quốc phòng này vốn ăn mặc tiết kiệm tiền bạc ở nhà gửi cho, bị hai cô gái kia lừa gạt nói phòng bọn họ có trộm nội y. Sinh viên quốc phòng này tin là thật, liền đi theo qua đó. Anh ta mới tiến vào trong phòng, hai cô gái kia liền cởi sạch quần áo nhào vào sinh viên quốc phòng đè lên giường. Dư Bân ở ngoài lập tức báo cảnh sát, vật chứng đều có đủ, hết đường chối cãi. Đối với Dư Bân mà nói chỉ là trò đùa. Đối với sinh viên quốc phòng kia thì là một đao chí mạng. Không thừa nhận cũng không sao, tôi sẽ khiến anh nói thật. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Sinh viên quốc phòng gì chứ, tìm gái là sao? Vẻ mặt Lưu Phỉ Phỉ mờ mịt hỏi. Lát nữa tôi sẽ giải thích với câu chuyện này. Mạc Phàm nói. À, Lưu Phỉ Phỉ gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa. Lúc này Mạc Phàm mới rời mắt nhìn Dư Bân với vẻ đầy hứng thú. Không phải anh muốn cầm hành lý giúp Lưu đại mỹ nữ sao, tôi cho anh một cơ hội, nếu anh có thể di chuyển được vali đó, anh dẫn cô ấy đi làm thủ tục nhập học, tôi cũng có thể nói cho anh biết vì sao tôi lại biết chuyện này, nếu anh thua, anh nói ra chân tướng mọi chuyện, thế nào? Hắn nói xong khẽ đẩy vali về phía trước, chiếc vali đó trượt đi một khoảng, giống như không nặng một chút nào. Dư Bân nhíu mày, nhưng nhìn thấy cái vali này, lông mày lập tức giãn ra. Cho dù vali của Lưu Phỉ Phỉ bỏ khối trì, cũng chỉ nặng mấy chục cân mà thôi, tuy hơi cố sức một chút, nhưng có thể không di chuyển đi được sao? Anh ta chắc chắn sẽ thắng, nếu thắng anh ta không chỉ thân thiết với hoa hậu giảng đường hơn, còn biết được rốt cuộc trong hồ lô của tiểu tử này có thứ gì, hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện. Cho dù không di chuyển được, đến lúc đó cứ nói dối thôi. Sinh viên năm nhất này có thể làm gì anh ta là sinh viên năm hai đó. Không thành vấn đề.
Nhưng mà cậu chắc chắn muốn đánh cược với tôi sao? Dư Bân cười, xác nhận. Bắt đầu đi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Chỉ là một Dư Bân, hắn hoàn toàn không cần để ý. Nhưng nếu Dư Bân tìm hắn gây phiền phức, vậy anh ta sẽ là trò tiêu khiển trước khi diệt Lâm ra. Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày, kéo áo Mạc Phàm. Trong vali của cô chỉ có một ít nội y, quần áo và đồ trang điểm, nhẹ đến mức cô có thể nhấc bằng một tay, Mạc Phàm lại đánh cược với Dư Bân chuyện này. Yên tâm đi, không sao đâu. Mạc Phàm cười nói với Lưu Phỉ Phỉ. Không sao. Khóe miệng Dư Bân hơi nhếch lên, vẻ mặt khinh thường. Phiền phức của tiểu tử này ở ngay trước mắt, còn không tự mình hiểu lấy. Anh ta chớp chớp mắt, trong mắt lóe lên giảo hoạt. Tôi thấy cậu sảng khoái như vậy, vì tránh để người ta cảm thấy tôi như học trưởng bắt nạt tân sinh viên, tôi sẽ tìm một nhân chứng cho cậu. Anh ta khoát tay với một tiểu đệ cách đó không xa, tiểu đệ kia vội vàng chạy như điên tới. Anh ta nói nhỏ vài câu với tiểu đệ này, tiểu đệ vội vàng rời đi, khi quay trở về dẫn theo hai thanh niên mặc trang phục ngụy trang. Tuổi của hai thanh niên mặc trang phục ngụy trang xấp xỉ với Mạc Phàm, nhưng một người trong đó đã có tóc hoa râm, hai mắt vô thần, cả người giống như cả nhiễm xương. Dư Bân, cậu tìm tôi có chuyện gì thế? Ngô Giang người thanh niên tóc hoa râm giống như quen Dư Bân, không nóng không lạnh hỏi. Học đệ này của các cậu nói tôi không bưng nổi cái vali này, muốn đánh cược với tôi, tránh để người ta cảm thấy tôi bắt nạt cậu ta, tôi tìm cậu làm chứng cho tôi. Dư Bân chỉ vào vali của Lưu Phỉ Phỉ cười nói, giống như anh ta là người tốt. Ngô Giang và một người khác nhìn thoáng qua vali kia, lông mày nhíu lại. Cho dù vali này bỏ vào khối sắt, cũng sẽ không nặng lắm. Mạc Phàm đánh cược với tên Dư Bân này, chắc chắn sẽ thua. Cậu là sinh viên năm nhất khoa chúng tôi sao, nơi đón tiếp sinh viên khoa chúng ta ở bên kia, tôi dẫn hai người qua đó. Ngô Giang giơ tay muốn giúp Mạc Phàm cầm hành lý. Dư Bân đùa giỡn người khác không phải lần một lần hai, ngày hôm qua một sinh viên đại học năm nhất bị đám Dư Bân đùa giỡn xoay vòng, đến tối còn không làm được thủ tục nhập học, kéo hành lý ở ven đường tức đến mức muốn nghỉ học. Nếu Mạc Phàm là sinh viên cùng khoa với anh ta không thể ngồi yên không để ý tới. Dư Bân nhíu mày, lập tức cười lạnh lùng. Ngô Giang, cậu không muốn biết nội dung chúng tôi đánh cược sao, nếu tôi không nâng nổi cái vali hành lý này. Tôi phải nói cho cậu biết chân tướng cậu ra ngoài tìm gái, không phải cậu rất muốn nghe sao? Nếu đánh cược liên quan đến Ngô Giang, đương nhiên phải mời đương sự đến mới càng thú vị. Hửm! Vẻ mặt Ngô Giang sửng sốt, bàn tay vươn ra dừng lại, trong mắt hiện lên lửa giận, anh ta nắm chặt tay lại nhìn Dư Bân. Cậu nói cái gì? Anh ta là sinh viên quốc phòng bị bắt kia, mấy ngày nay chỉ cần người nào nhắc tới chuyện này, anh ta sẽ có kích động muốn chết. Không đợi anh ta ra tay, mấy người thanh niên ở cạnh Dư Bân nhíu mày, sắc mặt không thân thiện lắm đi tới. Muốn đánh nhau sao? Ngô Giang, thôi, đừng để ý đến cậu ta. Một thanh niên mặc trang phục ngụy trang khác lập tức giữ chặt Ngô Giang, khuyên. Dư Bân không chỉ không sợ, trái lại còn cười đắc ý. Ôi, muốn ra tay kìa, đừng quên bây giờ cậu đang bị nhà trường giám sát, cậu dám động vào một ngón tay của tôi. Vậy cậu đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục học ở trường nữa. Cậu, Ngô Giang nhíu mày, nhìn thoáng qua mấy tiểu đệ phía sau Dư Bân, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Anh ta ra tay sẽ bị đuổi học, còn không làm gì được Dư Bân. Cậu cái gì mà cậu, đứng yên một bên nhìn đi. Dư Bân lạnh lùng nói. Nếu nói trong trường học có người anh ta không sợ nhất, chắc chắn là Ngô Giang. Một người bị nhà trường giám sát, vậy mà dám tràn đầy nhiệt tình. Chậm trễ thời gian hắn làm thân với hoa hậu giảng đường, giáo huấn lần trước chưa đủ sao? Tôi đã tìm được nhân chứng giúp cậu rồi, chúng ta bắt đầu đi. Dư Bân rời mắt nhìn Mạc Phàm, cười nói. Có thể. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nhớ rõ đánh cược của chúng ta đó. Dư Bân cười nói, giống như anh ta chắc chắn sẽ thắng. Bắt đầu đi. Mạc Phàm cười nói. Trải qua ầm ĩ vừa rồi. Xung quanh đã hấp dẫn không ít người vây xem. Không ít người nhìn Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ, nhao nhao lắc đầu, chắc chắn hai người này là tân sinh viên, gặp phải Dư Bân sẽ không có chuyện gì tốt. Ngô Giang và một sinh viên quốc phòng khác cũng cau mày, bọn họ không biết Mạc Phàm đánh cược gì với Dư Bân, nhưng chắc chắn Mạc Phàm gặp xui xẻo rồi. Ngay cả Lưu Phỉ Phỉ cũng tim đập dồn dập, cô biết bản lĩnh của Mạc Phàm không tầm thường,
nhưng Mạc Phàm có thể biến vali hành lý thành nặng như núi được sao? Dư Bân đi đến bên cạnh vali hành lý của Lưu Phỉ Phỉ, trên mặt đều là khinh thường. Mấy ngày nay tân sinh viên đăng ký, anh ta xách không ít vali của nữ sinh, cho dù tối qua anh ta chơi hai cô gái, thân thể có vẻ hơi yếu, nhưng không đến mức không xách nổi vali hành lý của con gái. Cậu nhìn kỹ đi. Dư Bân nhếch miệng nói. Bân ca, đừng nhiều lời với cậu ta nữa, nhanh nhấc vali lên đi, để tân sinh viên này thua tâm phục khẩu phục luôn. Một tiểu đệ của Dư Bân thúc giục, bộ dạng như vô cùng tin tưởng Dư Bân này. Dư Bân cười đắc ý, cầm lấy vali hành lý bằng một tay, khẽ nhấc lên, muốn nhấc lên một cách thoải mái, nhưng đột nhiên sắc mặt anh ta thay đổi. Anh ta xách như vậy, cho dù là quả tạ nặng 15 cân cũng xách được, nhưng cái dương không nhúc nhích chút nào. Giống như một cái ghế đá, hơn nữa ghế đá này còn dính trên đất. Chuyện này, tươi cười trên mặt anh ta lập tức cứng ngắc, mồ hôi chảy từ trán xuống, giống như thấy quỷ. Bân ca, đừng diễn nữa, anh nhanh nhấc vali hành lý lên đi. Một tiểu đệ của Dư Bân nói. Một vali hành lý mà thôi, theo ý anh ta chắc chắn Dư Bân đang diễn, sau đó trêu tức tân sinh viên này một phen, đây là thủ đoạn mà bọn họ quen dùng rồi. Dư Bân chau mày, bỗng nhiên có cảm giác muốn khóc. Nếu là diễn thì thôi đi, lần này anh ta thật sự không nâng nổi cái vali hành lý. Đừng có gấp, chậm rãi chơi mới vui. Anh ta cười quái dị nói. Anh ta nói xong hai tay nắm lấy tay cầm, dùng tất cả lực bú sữa kéo lên. Lên cho tôi, lên. Dư Bân nói vài lần, vali vẫn ở trên mặt đất, không nhúc nhích chút nào. Trái lại anh ta còn trượt tay, đặt mông ngồi trên đất. Dầm, anh ta nhe răng nhếch miệng. Dư Bân vừa ngã, xung quanh lập tức sửng sốt. Quả thật Dư Bân có thể diễn. Nhưng ngã nhe răng nhếch miệng như vậy, cũng quá chuyên nghiệp rồi. Vừa rồi có thể là diễn, nhưng lần này có khả năng chiếc vali đó nặng thật. Tiểu đệ của Dư Bân vừa rồi còn vô cùng hung hãn, cũng không dám mở miệng, vội vàng nâng Dư Bân dậy. Những người khác bao gồm Lưu Phỉ Phỉ ở trong, vẻ mặt đều mờ mịt. Trong vali này có thứ gì, sao lại nặng như vậy? Ở đây chỉ có Mạc Phàm nhếch miệng. Anh còn muốn thử không? Sắc mặt Dư Bân khó coi, trên mặt như bị người ta tát mấy cái. Đương nhiên, sao tôi có thể không xách lên nổi một cái vali hành lý, vừa rồi là bỗng nhiên tay tôi bị chuột rút mà thôi. Sắc mặt Dư Bân kỳ lạ nói. Tay bị chuột rút. Mạc Phàm cười khẽ. Như vậy đi, tay anh đã bị chuột rút, tôi là tân sinh viên cũng không bắt nạt anh, tất cả các anh nâng được vali hành lý này lên, thì coi như anh thắng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn vừa nói xong, xung quanh có không ít người sửng sốt. Một chiếc vali của nữ sinh, có thể khiến Dư Bân như vậy đúng là kỳ tích, Mạc Phàm lại để đám Dư Bân cùng nâng lên. Cho dù cái vali này nặng lắm, một đám người nhấc lên cũng không có bất luận vấn đề gì. Rõ ràng Mạc Phàm đã thắng, còn tự tìm phiền phức. Tân sinh viên này đang tự tìm đường chết sao? Một sinh viên năm hai nói. Chỉ là như vậy cũng được, cho Dư Bân một bậc thang. Tránh để bị Dư Bân tìm gây phiền phức. Một người nói. Những người khác cũng đều gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, đám người khoa tài chính và quản lý không dễ chọc đâu. Không phải cậu đang nói đùa đấy chứ? Dư Bân nhướng mày, cười hỏi. Quả thật anh ta không nhấc nổi cái vali hành lý này, tay bị chuột rút là viện cớ, ai biết Mạc Phàm lại cho cả đám bọn họ xách vali lên. Anh thấy tôi giống nói đùa sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Dư Bân không tức giận, trong mắt lóe lên nham hiểm. Như vậy đi, thân là học trưởng, tôi sẽ không chiếm tiện nghi của cậu, cả đám người thì không cần, để bốn bọn họ nâng lên đi, bốn bọn họ cộng lại còn kém hơn tôi chịu thiệt vậy. Dư Bân chỉ bốn người phía sau anh ta, không biết xấu hổ nói. Bốn người này không phải cao nhất, nhưng tay chân thô nhất trong cả đám, bốn người đều lưng hùm vai gấu, cánh tay còn thô hơn đùi nữ sinh, nhìn qua rất mạnh. Cái vali kia không lớn lắm, quá nhiều người nâng lên sẽ không dễ dùng lực, bốn người là vừa vặn. Bốn người này đều rèn luyện cơ thể, còn luyện cử tạ, mỗi người đều nhấc được khoảng 70 đến 100 cân, sức lực còn mạnh hơn anh ta. Nếu không phải cái vali này rất kỳ lạ, chọn một người là được rồi, để ngừa ngộ nhỡ, anh ta gọi bốn người này xách. Lần này mặc kệ chiếc vali đó chứa gì, nếu Mạc Phàm có thể nhấc lên, chắc chắn bốn bọn họ có thể nhấc lên. Có thể,
chúng tôi còn có việc, các anh nhanh lên đi. Mạc Phàm không thèm nhìn bốn người này, gật đầu đồng ý. Bốn người đừng dùng lực mạnh quá, làm hỏng vali hành lý của học muội thì không hay đâu. Trong lòng Dư Bân vui vẻ, liếc mắt ra hiệu với bốn người. Trong tình huống bình thường, Dư Bân nói những lời này là muốn bọn họ ra tay ngoan độc một chút. Bốn người ngầm hiểu, đi về phía cái vali kia, lựa chọn nơi dùng lực thích hợp nhất, nắm chặt lấy. Không đợi bọn họ dùng lực, tiếng đùng đùng phát ra từ người bọn họ, huyết quản như con run lộ ra, lực tay rất rõ. Kéo, bốn người cùng dùng lực. Răng rác, tiếng xương cốt tách rời lập tức vang lên. Chỉ thấy vali vẫn không nhúc nhích, cánh tay tráng kiện của bốn người giống như diều đứt dây, cong lên, tay bốn người đều bị chật khớp. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên, mồ hôi to như hạt đậu rơi từ trán bốn người xuống. Xung quanh hiện lên vẻ vô cùng khiếp sợ. Mắt Dư Bân chớp chớp, trên mặt tràn đầy sợ hãi, mãi mà không nói nên lời. Anh ta biết sức lực của bốn người này, ngày hôm qua có mấy người đi làm rồi không có mắt cướp đoạt cô bé với anh ta, mấy tên văn phòng bị bốn người ném ra ngoài hết. Sức lực như vậy, vậy mà bị cái vali này làm gãy tay. Những người xung quanh cũng trợn mắt há miệng. Một cái vali nhỏ cũng có thể khiến bốn sinh viên chật khớp tay, chuyện này. Đây là vali của nữ sinh sao? Một đám người, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm khác thường hơn nhiều. Mạc Phàm làm như không nhìn thấy những người này, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dư Bân. Đám thuộc hạ của anh không nhấc lên được, anh muốn thử nữa không? Không thử, cậu thắng rồi. Dư Bân lắc đầu một cách dứt khoát. Anh ta không ngờ bốn người này sẽ bị chật khớp. Vậy Ngô Giang bị cảnh sát bắt ở ngoài, có phải do anh giở trò quỷ không? Mạc Phàm hỏi. Hắn vừa nói như vậy, không ít người biết chuyện nhìn về phía Dư Bân. Chẳng lẽ chuyện đó còn có ẩn tình khác? Ngô Giang cũng cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dư Bân. Sau khi chuyện này xảy ra, anh ta cũng từng hoài nghi Dư Bân, bởi vì trước đó anh ta xảy ra mâu thuẫn với Dư Bân, nhưng vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực, chỉ có thể nhận tội. Dư Bân nhíu mày, lông mày nhanh chóng giãn ra. Sao lại liên quan đến tôi? Ngô Giang bị bắt, là anh ta nhìn chúng hai cô gái xin giúp đỡ, nếu tôi ở đó, tôi chắc chắn sẽ khuyên anh ta đừng làm chuyện như vậy, dù sao chúng ta đều là bạn học, cậu hài lòng với câu trả lời này rồi chứ? Dư Bân nghiêm túc nói. Chuyện quan trọng như vậy, cho dù không làm thân được với Hoa hậu giảng đường, sao anh ta có thể ngu ngốc nói ra chân tướng? Mạc Phàm đã đoán được sẽ là như thế, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, trong mắt lóe lên bạch quang. Anh dám nhìn vào mắt tôi nói không? Tôi sợ chắc. Vẻ mặt Dư Bân tràn đầy khinh thường. Chơi trò chiến đấu tâm lý của trẻ con này, đừng nói là nhìn mắt Mạc Phàm nói, cho dù là nhìn mắt cảnh sát, anh ta cũng sẽ nói vậy. Muốn dùng mắt dọa anh ta sao, tỉnh lại đi. Anh ta cười khinh thường, rời mắt nhìn Mạc Phàm. Chuyện này không có. Anh ta vừa mới nói mấy chữ liền nhìn mắt Mạc Phàm. Mí mắt anh ta lập tức nâng lên, vẻ mặt ngẩn ra. Rõ ràng chỉ nhìn mắt Mạc Phàm, anh ta lập tức như đến nơi khác. Thời tiết âm u, phía trước là một tòa nhà cao, hình như là khu dạy học của trường anh ta, cao khoảng 12 tầng. Lúc này một sinh viên mặc quân trang xuất hiện trên tầng cao nhất, không do dự nhảy từ trên tầng cao nhất xuống. Anh ta quen sinh viên này, đúng là Ngô Giang. Chỉ trong chớp mắt, Ngô Giang liền ngã xuống đất, máu tươi nồng đậm chảy từ trên người Ngô Giang ra. Anh ta nhíu mày, muốn xoay người rời đi. Chỉ thấy Ngô Giang đột nhiên đứng dậy từ trong vũng máu, toàn thân đều là máu, đầu lệch sang một bên, nhìn làm lưng người ta ứa lạnh. Ngô Giang này vừa đứng dậy, ánh mắt nhìn anh ta chăm chú, sau đó lập tức nhào về phía anh ta. Một màn khủng bố như vậy lập tức khiến anh ta giật mình. Anh ta từng xem không ít phim kinh dị, cũng mơ thấy ác mộng không ít lần, nhưng chưa bao giờ chân thực như hôm nay. Anh ta không do dự muốn chạy thoát. Nhưng chân anh ta giống như dính xuống đất, không nhúc nhích được. Thấy cái tay đầy máu, răng nanh sắc bén của Ngô Giang sắp đụng vào anh ta. Anh ta nhắm chặt mắt lại, chẳng quan tâm vì sao mình lại tới được đây, quát to lên. Ngô Giang cậu dừng tay lại cho tôi, nếu không phải cậu đắc tội tôi, sao tôi lại mua chuộc hai cô gái kia gài bẫy cậu, nếu cậu không phải con người nông dân, chắc chắn tôi sẽ không chỉnh chết cậu, có trách thì phải trách thân phận cậu quá thấp hèn. Lại trêu chọc vào người không nên trêu chọc là tôi, cậu đáng bị vậy, cậu biết không, chỉ cần 5.000 tệ,
là có thể khiến cậu ra như vậy. Anh ta mới kêu lên như vậy, xung quanh lập tức yên tĩnh lại, sau đó tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Anh ta mở to mắt nhìn, không có Ngô Giang nhảy lầu, cũng không có xác chết vùng dậy, chỉ có một vòng người vẻ mặt kỳ lạ, chỉ trỏ về phía anh ta. Anh ta còn chưa suy nghĩ cẩn thận đây là tình huống gì, cổ áo bị người ta nắm lấy. Cũng vì tôi ngăn cản cậu chen ngang giờ cơm, cũng vì tôi là con trai của nông dân, cậu liền chỉnh chết tôi sao? Hai tay Ngô Giang nắm lấy cổ áo Dư Bân, vô cùng phẫn nộ quát, giọng nói như rít gào. Chuyện kia đối với Dư Bân mà nói chỉ là 5.000 tệ, đối với hắn lại là cả đời bị hủy hoại. Vẻ mặt Dư Bân ngẩn ra, sắc mặt anh ta tái mét. Anh ta không biết vừa rồi mình bị làm sao vậy, nhưng biết vừa rồi nói gì. Anh ta nói ra chân tướng mọi chuyện trước mặt Ngô Giang. Lần này xong đời rồi. Ngô Giang, cậu nghe tôi giải thích, tôi cho cậu 100 vạn, cậu coi như vừa rồi chưa nghe thấy gì. Dư Bân vội vàng nói. Ngô Giang là sinh viên quốc phòng, nếu chuyện này ầm ĩ lên bộ đội, anh ta sẽ gặp phiền phức rồi. Cậu giải thích với chính trị viên của chúng tôi và cảnh sát đi. Ngô Giang nắm lấy cổ áo Dư Bân, tức giận nói. Dư Bân nhíu mày, có cảm giác ruột hối hận sắp đứt. Anh ta vốn muốn làm thân với Lưu Phỉ Phỉ, thuận tiện chế giễu Mạc Phàm và Ngô Giang, vì thế anh ta mới cố ý tìm Ngô Giang tới đây, ai biết không đến gần được hoa hậu giảng đường, chính anh ta cũng bị vạch trần. Cảm giác như tự nâng cục đá lên đập vào chân mình trào dâng trong lòng. Trong lòng anh ta biết Ngô Giang sẽ không thỏa hiệp, ánh mắt anh ta dữ dằn hơn, nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu đợi đó cho tôi sẽ không để yên cho cậu chuyện này đâu. Một sinh viên năm nhất vừa mới vào trường, ngay cả xe đưa đón cũng không có, chắc chắn người nhà không tới, là vì tiếc chút lộ phí đó không chịu tới. Một tiểu tử như vậy cũng dám phá hỏng chuyện tốt của anh ta sẽ không để yên chuyện này như vậy đâu. Đám sinh viên vây quanh xem, bao gồm cả Ngô Giang trong đó nhíu mày lại. Khoa tài chính Đại học Đông Hải vốn tụ tập không ít sinh viên giàu có ở tỉnh Giang Nam, tuy Dư Bân kém xa mấy thiếu gia không thể đụng vào ở Đại học Đông Hải. Nhưng dám làm càn trong đám đệ tử thế gia và phú nhị đại như vậy, đủ để thấy thân phận của anh ta, chọc tới Dư Bân quả thực rất phiền phức. Vị học đệ này, nếu có chuyện gì, cậu cứ việc tới tìm tôi. Ngô Giang vỗ ngực, cảm kích nói. Bởi vì chuyện này, anh ta bị nhà trường giám sát, thành trò cười của cả trường học, hiện giờ anh ta đi đường đều không ngẩng đầu lên được. Bình thường nghe thấy người ta nói nhỏ, anh ta đều hoài nghi là đang bàn chuyện của anh ta. Anh ta đều đã sắp hỏng mất rồi. Mạc Phàm khiến Dư Bân nói ra chân tướng mọi chuyện, làm anh ta thấy được một chút hào quang, tương đương với cứu anh ta một mạng, tất nhiên anh ta sẽ không bỏ mặc. Ngô Giang, cậu nên để ý đến mình trước đi, tiểu tử này ai cũng không bảo vệ được. Dư Bân lạnh lùng nói. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, kéo vali của Lưu Phỉ Phỉ rời đi. Chúng ta đi thôi. Lưu Phỉ Phỉ ngây ngốc, gật đầu. Đi theo Mạc Phàm tới khu tiếp đón sinh viên quốc phòng và điện ảnh. Có không ít người ở xung quanh lắc đầu. Tân sinh viên này kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ bị chịu thiệt. Hai người vừa mới rời đi, mọi người cũng tản ra. Mạc đại soái ca, anh lại trêu chọc phiền phức rồi, anh không sợ anh ta tới tìm anh gây phiền phức sao? Vừa rời khỏi đám người, Lưu Phỉ Phỉ vừa đi đường vừa giơ ngón tay thon dài chỉ Mạc Phàm nói. Nơi này là tỉnh Giang Nam, không phải Đông Hải. Mạc Phàm được gọi là Mạc Đại Sư ở Đông Hải, ở đây thì không là gì. Dư Bân này nhìn có vẻ không dễ trêu chọc. Mạc Phàm cười, một Dư Bân thì tính là gì, nếu không phải xung quanh có nhiều người, vừa rồi hắn đã giết chết Dư Bân. Lưu Đại Mỹ Nữ không nói tôi còn có chút sợ, Lưu Đại Mỹ Nữ mới mở miệng, tôi không sợ chút nào nữa rồi. Tôi có năng lượng lớn như vậy sao? Lưu Phỉ Phỉ cười, lại hỏi. Anh quen Ngô Giang kia sao? Mạc Phàm vừa đến Đại học Đông Hải, liền biết chuyện Ngô Giang, chắc chắn trong đó còn có bí mật. Xem như là quen đi. Mạc Phàm gật đầu, thản nhiên nói. Kiếp trước Dư Bân lặp lại chiêu cũ, tìm hai cô gái gài bẫy hắn, giúp Lâm Khuynh Thiên tách hắn và Tuyết Nhi ra, là Ngô Quang đi qua nói cho hắn biết chân tướng mọi chuyện, hắn mới không mắc mưu của Dư Bân. Sau đó không lâu, Ngô Giang tự sát. Vừa rồi nhìn như Ngô Giang nợ ân tình hắn, chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là nhấc tay chi lao. Chẳng trách, đúng rồi, vì sao Dư Bân nhìn vào mắt anh liền nói lời thật lòng,
thành thật khai báo, trong mắt anh có cái gì? Lưu Phỉ Phỉ dùng giọng điệu hơi điêu ngoa nói. Lúc Dư Bân nhìn vào mắt Mạc Phàm, có cảm giác như nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ. Chuyện này sao, có thể là anh ta có tật giật mình. Mạc Phàm cười nhạt nói. Thật hay giả thế? Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày, bán tin bán nghi hỏi. Chúng ta đi làm thủ tục nhập học đi. Mạc Phàm cười nói, không trả lời. Dư Bân chỉ là phàm nhân, bảo anh ta nói thật, là chuyện rất đơn giản với hắn, chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn là được. Còn phiền phức, hắn tới Giang Nam là tới tìm phiền phức, Dư Bân chỉ là bắt đầu. Lúc Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ bận rộn với việc làm thủ tục nhập học, ở một đồn công an gần Đại học Đông Hải. Vẻ mặt Dư Bân ủ rũ đi từ trong ra, đi đến chỗ một chiếc xe ben đỗ bên đường, phía sau còn có một quản gia đi theo. Rầm, cửa xe đóng rầm một cái. Điều tra về tên tiểu tử kia cho tôi muốn xem tiểu tử này có bối cảnh gì, cũng dám gài bẫy tôi. Dư Bân ở trong xe phẫn nộ nói. May mà anh ta dùng tiền mua chuộc một tiểu đệ, gánh trách nhiệm giúp anh ta, nếu không không biết anh ta sẽ gặp phiền phức gì rồi. Dù vậy 500 vạn thả trôi sông, ngay cả cọng lông gà cũng không thấy được. Nhiều tiền như thế, anh ta có thể đến thiên thượng nhân gian rất nhiều lần. Đúng rồi, điều tra thêm cho tôi, tiểu tử kia đã dùng yêu pháp gì với tôi? Dư Bân bình tĩnh trở lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chỉ là một cái vali nhỏ, bọn họ đều không xách lên nổi, anh ta còn như gặp phải quỷ thấy Ngô Giang nhảy lầu xác chết vùng dậy, thiếu chút nữa anh ta bị dọa đái ra quần. Chuyện này đúng là quá quỷ dị rồi. Theo tôi thấy, rất có khả năng tiểu tử kia dùng thuật thôi miên đơn giản. Quản gia nhíu mày nói. Thuật thôi miên có thể thông qua ám hiệu tâm lý, điều khiển người bị thôi miên. Cái vali biến nặng, cùng với ảo giác có thể do thôi miên tạo ra. Thôi miên. Dư Bân nhíu mày. Anh ta không hề xa lạ với chuyện này, anh ta từng xem không ít đại sư thôi miên biểu diễn. Trong đó có một đại sư chỉ vỗ tay phát ra tiếng, liền thôi miên một mỹ phụ trinh liệt chỉ người phụ nữ giữ gìn trinh tiết, thà chết chứ không chịu nhục trong xã hội phong kiến. Sau khi mỹ phụ kia bị thôi miên, lập tức biến thành chó cái, vô cùng phối hợp để mặc mấy người đàn ông thao túng, vẻ mặt rất hưởng thụ. Sau khi kết thúc thôi miên, mỹ phụ kia nhìn thấy mình phóng đãng như vậy, thiếu chút nữa tự sát. Lúc trước anh ta từng muốn học thuật thôi miên, có bản lĩnh này, muốn đùa giỡn phụ nữ nào mà chẳng được, chỉ cần một ám hiệu là được rồi. Nhưng sau đó vì học quá khó, anh ta quyết định không học nữa. Nếu là thuật thôi miên, vậy thì dễ làm rồi, có đại sư thôi miên nào lợi hại không? Dư Bân cười ha ha, cười âm hiểm nói. Nếu anh ta bị Mạc Phàm thôi miên, vậy dùng thuật thôi miên trả lấy lại gấp bội từ người tiểu tử kia. Đại sư về thôi miên, thiếu gia quên người điên kia rồi sao? Quản gia cười thần bí nói. Dư Bân khẽ nâng mí mắt, hai mắt lập tức sáng lên. Kẻ điên, ông nói Phương Tử Phong của Phương gia sao? Phương Tử Phong này là thiếu gia Phương gia Giang Nam. Phương gia Giang Nam là đầu rồng về ngành du lịch. Mấy năm nay du lịch càng ngày càng phát triển, Phương gia cũng nước lên thì thuyền lên. Nhưng từ nhỏ Phương Tử Phong này đã có yêu thích về thuật thôi miên, còn vì chuyện này mà tuyệt thực. Phương gia không có biện pháp, đưa anh ta ra nước ngoài học thuật thôi miên. Anh ta về nước biểu diễn, trở thành một trong những đại sư thôi miên được đánh giá cao ở Giang Nam. Phương Tử Phong không chỉ là đại sư thôi miên, anh ta còn thôi miên tất cả người xem. Khi biểu diễn thuật thôi miên, lập tức biến thành đại hội yoga. Ở đây bất luận là nam nữ dưới tác dụng của thuật thôi miên, như bị hạ mị dược, cố gắng phát tiết dục vọng nguyên thủy nhất. Cũng may người xem biểu diễn không phải là quan lại quyền quý, chỉ là người bình thường, nếu không chắc chắn Phương gia và Phương Tử Phong không còn tồn tại. Hiện giờ Phương Tử Phong rất nổi tiếng trong giới thôi miên, cũng được tặng danh xưng là kẻ điên. Từ đó về sau, Phương Tử Phong không ngừng khiêu chiến các đại sư thôi miên, không chỉ chưa bao giờ thất bại, tất cả các nhà thôi miên khác còn bị anh ta ngược rất thảm. Đúng vậy, hiện giờ Phương Thiếu cũng học ở Đại học Đông Hải, quản gia gật đầu. Giúp tôi điện cho Phương Thiếu, nói rằng tôi mời anh ta ăn cơm, đúng rồi, nói với anh ta có một đại sư giỏi thôi miên đến Đại học Đông Hải chúng ta. Dư Bân cười âm hiểm nói. Dạ, Mercedes rời đi. Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ bận rộn hơn 2 tiếng, lúc này mới đưa Lưu Phỉ Phỉ đến ký túc xá nữ sinh.
hắn cũng quay về phòng ở ký túc xá của mình. Tuy hắn đổi chuyên ngành, từ khoa máy tính chuyển tới quốc phòng, nhưng cố ý an bài Tần Kiệt không cần đổi phòng ngủ ký túc xá. Dù sao nơi này có bạn học cùng học đại học 4 năm, ngoại trừ Tuyết Nhi ra, ba người này hẳn là người hắn muốn gặp ở Đại học Đông Hải nhất. Không lâu sau, hắn đến phòng ngủ ở Đại học 4 năm, phòng 513 số 7 Thanh Viên. Phòng không khác phòng ngủ ở các khoa khác, một chiếc giường tổ hợp, phía trên là giường, phía dưới là bàn học và ngăn tủ. Bởi vì Đại học Đông Hải là đại học con nhà giàu, không ít thổ hào đập tiền vào đầu tư trường học đưa con trai mình vào đây, phòng ngủ bọn họ có trang bị điều hòa, máy giặt, còn có phòng tắm riêng. Cửa phòng mở ra, ba gương mặt quen thuộc đang nói chuyện phiếm. Trần Huyền Phong, một nam sinh im lặng, gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, đeo kính gọng đen, không chỉ có bộ dạng đẹp trai, trên người còn có cơ trí và bình tĩnh hiếm có ở tuổi này. Trần Huyền Phong là người nhiều mưu trí nhất phòng bọn họ, rất nhiều chuyện do Trần Huyền Phong quyết định, sau này hắn mới biết Trần Huyền Phong là đệ tử một gia tộc Giang Nam, chẳng qua địa vị ở trong gia tộc không cao lắm. Phương Nhân Hiếu, một nam sinh gầy gò, là người ít tuổi nhất trong số bọn họ, nhưng là học bá của phòng này. Với điểm của anh ta có thể vào trường Thanh Hoa, nhưng lại lựa chọn Đại học Đông Hải, nguyên nhân là vì gần nhà, bài tập của bọn họ đều dựa vào Phương Nhân Hiếu. Người cuối cùng tên là Sử Hàng, một người cao gầy, trên người toàn là hàng hiệu, là nhà giàu mới nổi ở phòng ngủ bọn họ, nghe nói nhà làm về bất động sản, buôn bán lời không ít tiền, tuy hình thể trái ngược với bàn tử, nhưng tính cách không khác bàn tử là mấy. Khi hắn bị Lâm Khuynh Thiên làm cho nhà tan cửa nát, ba người này từ Giang Nam xa xôi đến, muốn giúp hắn thoát khỏi cảnh khốn khổ. Ba người thấy Mạc Phàm đẩy cửa vào, còn cầm vali hành lý trong tay, đều sửng sốt. Xin chào, cậu là... Sử Hàng lấy lại tinh thần, hỏi. Mạc Phàm, đến từ Đông Hải, bạn cùng phòng các cậu. Mạc Phàm nói. Cậu là bạn cùng phòng của chúng tôi sao, không phải chứ? Mắt Sử Hàng mở to, khó có thể tin nói. Các cậu quen tôi sao? Mạc Phàm lộ ra một chút bất ngờ nói. Tiếp trước lúc hắn đến phòng ngủ, ba người này đều không quen hắn. Cậu vừa tới liền dùng một chiếc vali hành lý làm bốn sinh viên chật khớp tay, còn liếc mắt một cái khiến Dư Bân mở miệng nói thật, hiện giờ có ai không biết cậu. Sử Hàng giải thích, khi Mạc Phàm khiến Dư Bân khó coi, đúng lúc bọn họ đi ngang qua, thấy được toàn bộ quá trình. Vừa rồi bọn họ còn đang nói, người nào làm bạn cùng phòng với Mạc Phàm thì người đó xui xẻo, ai biết Mạc Phàm đến phòng ngủ của bọn họ. Vậy sao? Mạc Phàm nhớn mày, hiểu ra mọi chuyện. Tôi có thể xem thử vali hành lý của cậu không? Sử Hàng chỉ vali của Mạc Phàm nói. Vừa rồi khi Mạc Phàm đùa giỡn Dư Bân, anh ta đã muốn thử xem vali đó nặng đến mức nào, nhưng lại sợ mất mặt giống Dư Bân, lúc này mới không đi ra thử. Có thể. Mạc Phàm cười khẽ, gật đầu, đưa vali cho Sử Hàng. Sử Hàng cầm lấy vali của Mạc Phàm bằng một tay, dùng lực nhấc lên, lông mày lập tức nhíu lại, vali bị anh ta nhấc lên cao. Căn bản không nặng. Hình như cái vali này không nặng lắm, chẳng lẽ cái vali có vấn đề? Sử Hàng sờ cái vali, vẻ mặt mờ mịt. Không phải là thuật thôi miên đấy chứ? Trần Huyền Phong bình tĩnh nói. Thân thể người dựa vào đại não để điều khiển, nếu đại não nói nặng, cho dù là một sợi lông vũ cũng có thể khiến tay người ta cảm thấy nặng. Thuật thôi miên thông qua tiềm thức nói cho đối phương cái vali rất nặng, hoàn toàn có thể làm được chuyện như vậy. Nghe thấy ba chữ thuật thôi miên, hai mắt Sử Hàng lập tức sáng lên. Cậu biết thuật thôi miên sao? Xem như là vậy. Mạc Phàm gật đầu. Thuật thôi miên chỉ là một loại pháp thuật hệ tinh thần, nếu bọn họ nghĩ như vậy, hắn đỡ phải giải thích. Mẹ kiếp, cậu cũng quá lợi hại rồi, buổi tối có rảnh không? Bạn thân, tôi biết một quán bar gần đây, trong đó có em gái siêu chuẩn, chúng ta. Hai mắt Sử Hàng sáng lên, kích động nói. Dùng thuật thôi miên ở quán bar, không phải là buổi tối sẽ hàng đêm xênh ca sao? Vẫn đừng nên khoe khoang khắp nơi tốt hơn, nếu không khiến người nào đó để mắt tới, các cậu sẽ phải chịu khổ đó. Trần Huyền Phong không nóng không lạnh nói. Sao thế, dùng thuật thôi miên còn phạm pháp sao? Sử Hàng nói. Không phạm pháp, nhưng trường chúng ta có một kẻ điên tên là Phương Tử Phong, anh ta khiến cho đại sư thôi miên ở Giang Nam không thể sống yên ổn. Đại sư thôi miên bị anh ta để mắt tới, không điên thì ngốc,
nếu cậu không muốn như những đại sư thôi miên đó, đừng thôi miên linh tinh nữa. Trần Huyền Phong nhắc nhở. Đáng sợ như vậy à, vẫn nên đừng làm thì hơn. Sử Hàng sửng sốt, ngọn lửa vừa mới dấy lên, lập tức bị dập tắt. Nếu thuật thôi miên nguy hiểm như vậy, đừng dùng thì tốt hơn. Còn có người như vậy sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, vẻ mặt không đổi nói. Đại học Đông Hải không đơn giản như vậy, Dự Bân mà cậu đắc tội cũng không dễ chọc đâu, anh ta và Phương Tử Phong đều là người của Lâm Khuynh Thiên một trong tứ thiếu ở Giang Nam, không nói đến Lâm Khuynh Thiên, cho dù là Dự Bân và Phương Tử Phong cũng không phải là người Tần Kiệt, Đường Ngạo Thiên Đông Hải các cậu so sánh được. Hình như Trần Huyền Phong rất hiểu biết về Đông Hải, nghiêm túc nói. Vậy sao? Mạc Phàm cười khinh thường. Không đến mức đó đấy chứ, tôi không biết Đường Ngạo Thiên là ai, nhưng tôi biết Tần Kiệt, cháu nội của tướng quân khai quốc, cháu ngoại của một tướng quân khai quốc khác, hẳn là không kém Dự Bân và Phương Tử Phong mới đúng chứ. Sử Hàng nói tiếp, cảm thấy khó hiểu hỏi. Nếu là tướng quân khai quốc lúc ấy, quả thật không kém bọn họ, hiện giờ sao, Tần Kiệt chỉ có thể ngang ngược ở Đông Hải và Bắc Xuyên, còn những nơi khác, ha ha. Trần Huyền Phong cười, ý không cần nói cũng hiểu. Không tới kinh thì không biết chức quan nhỏ, không tới Giang Nam không biết tiền bạc ít. Ở thành phố Đông Hải là phú ông trăm triệu, đến tỉnh Giang Nam cũng phải mang theo cái đuôi ứng xử. Ví dụ như Vương gia phú hào số 1 Đông Hải trước đây, chỉ là con chó mà Lâm gia nuôi ở Đông Hải, Vương Kinh Phi thấy Dự Bân còn cung kính gọi một tiếng Bân ca. Dự Bân này lợi hại như vậy, chẳng phải Mạc Phàm sắp xui xẻo rồi sao? Phương Nhân Hiếu nhíu mày nhìn Mạc Phàm, lo lắng hỏi. Trừ phi cậu ấy là Mạc Phàm thần y của Đông Hải, nếu không chắc chắn là như vậy rồi. Trần Huyền Phong liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ bất đắc dĩ. Trong giới quý tộc mỗi người đều là một con hổ, trên đầu bị động thổ, lão hổ nào sẽ không báo thù. Thần y Mạc Phàm. Phương Nhân Hiếu nhìn Mạc Phàm, lắc đầu quả quyết. Nếu được xưng là thần y, chắc chắn sẽ không phải người cùng độ tuổi với bọn họ. Hơn nữa có nhiều người trùng tên lắm, chắc chắn không khéo như vậy đâu. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cũng không nói thẳng ra. Trái lại Sử Hàng không nhịn được, vội vàng đứng ra hòa giải. Hai người còn nói tiếp như vậy, sẽ dọa Mạc Phàm chạy mất, chút việc nhỏ thôi mà, Dự Bân kia sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu, cho dù anh ta muốn đối phó với Mạc Phàm. Mạc Phàm là sinh viên quốc phòng, sau khi tốt nghiệp ít nhất là phó liên trưởng, anh ta sẽ không dám làm gì Mạc Phàm đâu. Chuyện này thì đúng, chỉ là... Trần Huyền Phong gật đầu, nói được một nửa, còn không nói hết. Sinh viên quốc phòng đủ dùng với người bình thường, kém xa với Dự Bân. Ngô Giang cũng là sinh viên quốc phòng, bị 5.000 tệ đùa giỡn không ngẩng đầu lên được. Không có chỉ là, nếu phòng ngủ chúng ta đã tập hợp đông đủ, ra ngoài ăn một bữa cơm đi, tôi mời. Sử Hàng hào phóng nói. Trần Huyền Phong và Phương Nhân Hiếu gật đầu, Mạc Phàm cũng không từ chối. Bốn bọn họ thu dọn đơn giản xong, ra khỏi phòng ngủ. Không lâu sau, một chiếc xe Infinity đỗ trước cửa nhà hàng tên là Vọng Giang Lâu ở bên cạnh Phổ Giang, bốn người ra khỏi xe. Vọng Giang Lâu, nhà hàng 3 sao duy nhất ở Giang Nam. Nhà hàng này không chỉ được xây trên bờ sông tấc đất tấc vàng ở Giang Nam, còn chiếm trọn một loạt tòa nhà có giá trị trên 100 triệu. Rất nhiều phú hào, minh tinh đều thích đến nhà hàng này ăn, vừa nhấm nháp mỹ thực, vừa thưởng thức Giang Nam phồn hoa. Lão nhị, chúng ta ăn cơm ở đây sao? Phương Nhân Hiếu nhìn thoáng qua bảng hiệu Vọng Giang Lâu, nhíu mày hỏi. Mạc Phàm nhiều tuổi nhất trong số bọn họ, Sử Hàng thứ hai, Trần Huyền Phong thứ ba, Phương Nhân Hiếu nhỏ nhất, cho nên Sử Hàng thành lão nhị. Thế nào, nhà hàng này được chứ? Sử Hàng hào phóng nói. Phương Nhân Hiếu nhìn bảo vệ ở cửa, lộ ra vài phần hoài nghi. Anh ta là người tỉnh Giang Nam, hiểu biết chút ít về tỉnh Giang Nam. Lúc trước có một tiểu thổ hào ở nội thành khác tỉnh Giang Nam cầm 10 vạn tới Vọng Giang Lâu ăn cơm, vừa vào cửa đã bị ném ra. Ăn cơm ở đây, không phải chỉ có nhiều tiền, còn có thân phận. Chỉ có người được Vọng Giang Lâu tặng tấm thẻ, mới được tiến vào bên trong. Lão nhị, cậu chắc chắn chúng ta có thể vào bên trong được sao? Sử Hàng cười thần bí, anh ta còn chưa kịp giải thích. Một mỹ nữ mặc toàn đồ hiệu, cầm túi LV bản số lượng có hạn, đi giày cao gót tới. Mỹ nữ này cao khoảng 175cm,
gương mặt trái xoan trắng nõn mà tinh xảo, khóe miệng và khóe mắt hơi nhếch lên, khiến người ta có cảm giác vô cùng mị hoặc. Mỹ nữ này đi tới liền ôm lấy tay Sử Hàng, cho người ta cảm giác như chim nhỏ nép vào người. Người bình thường không thể vào, sao Hàng Hàng nhà chúng tôi có thể không vào được? Mỹ nữ này đắc ý nói. Vị Mỹ nữ này vừa tới, Sử Hàng vội vàng giới thiệu. Đây là bạn gái tôi, Trần Tĩnh. Đây là lão đại cùng phòng ký túc xá với anh, Mạc Phàm, hôm nay mới tới. Trần Tĩnh nhìn lướt qua Mạc Phàm, lông mày hơi nhíu lại. Không phải anh ta là người đắc tội Dư Bân Dư Thiếu hôm nay sao, thực sự là bạn cùng phòng của anh à? Hôm nay khi Mạc Phàm đùa giỡn Dư Bân, cô ta cũng ở đó. Là tôi. Mạc Phàm gật đầu, vẻ mặt như thường. Tất nhiên hắn có quen Trần Tĩnh, người Trần gia ở tỉnh Giang Nam, coi như là phú hào Giang Nam, là bạn gái đính hôn từ bé của Sử Hàng. Kiếp trước sau khi hai người tốt nghiệp đại học xong liền kết hôn, bộ dạng rất xinh đẹp, nhưng tính cách. Nếu tôi là anh, tôi chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho Dư Bân, còn lập tức đi xin lỗi anh ta. Trần Tĩnh nhìn móng tay mình, không nóng không lạnh nói. Cô ta là người tỉnh Giang Nam, khi lên trung học còn học cùng trường với Dư Bân, cô ta tương đối hiểu biết về anh ta. Dư Bân không chỉ là đại thiếu Dư gia, còn rất thân thiết với Lâm gia. Lúc trước có một sinh viên không cẩn thận dẫm vào Dư Bân, sinh viên này là con trai của cục trưởng tỉnh Giang Nam. Dư Bân không chỉ khiến sinh viên kia liếm sạch giày giúp anh ta, còn đánh sinh viên đó mấy tháng không xuống giường được. Một cục trưởng của tỉnh Giang Nam, còn lợi hại hơn thị trưởng một phương. Nhưng chỉ có thể chịu khổ trên tay Dư Bân, chuyện này đủ để thấy đáng sợ của Dư Bân. Trái lại Mạc Phàm không dẫm bẩn giày Dư Bân, nhưng lại làm chuyện Dư Bân càng mất mặt hơn. Có lẽ xin lỗi bây giờ còn có cơ hội, đợi Dư Bân ra tay, không ai có thể cứu được. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Hắn đường đường là y tiên bất tử, Mạc Đại Sư Đông Hải, cần xin lỗi Dư Bân sao? Nếu Trần Tĩnh biết thân phận của hắn, chắc chắn sẽ không nói như vậy. Nhưng hắn không có ý định để lộ thân phận mình. Cảm ơn nhắc nhở, tôi cảm thấy không cần phải làm vậy. Trần Tĩnh nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Nếu Mạc Phàm không phải bạn cùng phòng của Sử Hàng, cô ta sợ Mạc Phàm gây phiền phức cho bọn họ. Cô ta đã chẳng mở miệng nhắc nhở Mạc Phàm. Không ngờ Mạc Phàm kiêu ngạo như thế, vậy mà nói không cần xin lỗi Dư Bân. Trong gia tộc nổi tiếng ở tỉnh Giang Nam căn bản không có họ Mạc, có lẽ ngoài tỉnh Giang Nam có gia tộc họ Mạc, nhưng căn bản không đủ nhìn ở tỉnh Giang Nam. Hàng Hàng, anh xem bạn cùng phòng của anh này, em tốt bụng nhắc nhở anh ta không cảm kích chút nào. Trần Tĩnh làm nũng nói, bộ dạng vô cùng ấm ức. Sử Hàng nhíu mày. Anh ta và Trần Tĩnh quen biết không phải ngày một ngày hai, tất nhiên biết bạn gái mình suy nghĩ cái gì, đơn giản là sợ bị Mạc Phàm liên lụy. Có lẽ anh ta không hiểu rõ Dư Bân lắm, nhưng Dư Bân không phải là người tốt lành gì, đúng lúc Mạc Phàm giúp tân sinh viên bọn họ chút giận. Nếu là ở nhà, chắc chắn anh ta sẽ bảo Trần Tĩnh im miệng, nhưng ở trước mặt ba người, anh ta không tiện phát tác. Không phải lão đại đã cảm ơn em rồi sao, lão đại chúng ta là sinh viên quốc phòng. Dư Bân kia sẽ không làm gì được đâu. Ha ha, Trần Tĩnh cười lạnh lùng, không nói gì nữa. Đây không phải là lần đầu tiên cô ta thấy chuyện này, một số đệ tử hung hãn ở chỗ mình quen rồi, đến tỉnh Giang Nam còn tưởng là như nơi nhỏ bé của bọn họ, không biết tỉnh Giang Nam căn bản không phải nơi bọn họ có thể dương oai. Đợi Mạc Phàm bị Dư Bân giáo huấn xong, chắc là sẽ hiểu rõ, cô ta không cần phải nói nhiều nữa. Sinh viên quốc phòng, chỉ là trò cười. Sử Hàng thấy Trần Tĩnh không nói gì thêm, liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ mặt áy náy, lại giới thiệu Trần Huyền Phong và Phương Nhân Hiếu với Trần Tĩnh. Đây là Trần Huyền Phong, lão tam phòng ngủ bọn anh, người này là lão tứ trong phòng, Phương Nhân Hiếu, học bá của trường chúng ta. Chào hai anh, sau này mong hai anh chiếu cố nhiều hơn. Trần Tĩnh cười tươi, chủ động giơ tay ra bắt tay hai người, hoàn toàn không để ý đến Mạc Phàm. Sử Hàng, Trần Huyền Phong. Phương Nhân Hiếu lộ ra chút khó xử, lần đầu tiên gặp mặt đã ầm ĩ như thế, đúng là hơi xấu hổ. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, giống như căn bản không nhìn thấy Trần Tĩnh. Chúng ta vào thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Được, lão đại, mọi người đi theo tôi. Sử Hàng cười ha ha, lấy một tấm thẻ đen ra, thuận lợi vào Vọng Giang Lâu.
Trong nhà hàng được xây theo phong cách kiến trúc châu Âu, như Hoàng cung châu Âu, tất cả phục vụ đều là gái Tây tóc vòng mặc trang phục tiếp viên hàng không, phô trương không thể không lớn hơn. Dưới sự dẫn dắt của một cô gái Tây, 5 người bọn họ đến một chỗ gần cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn thấy vùng phồn hoa nhất ở bờ bên kia Phổ Giang. Bọn họ chọn mấy món nổi tiếng ở đây, không lâu sau rượu và đồ ăn được mang lên hết. Sử Hàng rót rượu nâng lên cao. Lão đại, tôi kính cậu một ly trước, sau này ba chúng ta lăn lộn với nhau, cậu phải bảo vệ chúng tôi đó. Sử Hàng mới nâng ly rượu đưa tới, Trần Tĩnh nhíu mày. Lăn lộn với anh ta sao, anh ta chỉ lớn tuổi hơn các anh một chút, lát nữa người nào bảo vệ người nào, còn chưa biết được đâu. Nếu không nhờ Sử Hàng, Mạc Phàm còn không vào được nhà hàng này, người như vậy, có thể chiếu cố thế nào? Một khi Dư Bân trả thù, Đại học Đông Hải còn Mạc Phàm hay không thì chưa biết. Mạc Phàm nhíu mày, với thực lực của hắn hiện giờ, cho dù là gia tộc cổ xưa như Bạch Gia, hắn muốn bảo vệ cũng được. Hắn còn chưa mở miệng, chỗ cầu thang nhà hàng truyền đến tiếng xôn xao. Chỗ cầu thang, Dư Bân và một người thanh niên mặc tây trang đi tới. Người thanh niên này khoảng 20 tuổi, mặc tây trang giá trị xa xỉ, gương mặt trắng nõn, trên tai trái anh ta còn đeo khuyên tai. Dáng người cao gầy như minh tinh Hàn Quốc. Nhưng đôi mắt như mắt rắn, khiến người ta không rét mà run. Người thanh niên này vừa đến, lập tức khiến nhà hàng chấn động. Không phải người kia là kẻ điên của Phương gia sao, sao anh ta lại đến đây? Đừng nói nữa, vẫn nên nhanh chóng rời đi tốt hơn. Có người đang ăn cơm hoảng hốt nói. Người thanh niên này không phải ai khác, đúng là Phương Tử Phong. Một trận quyết đấu thuật thôi miên. Bị Phương Tử Phong biến thành đại hội ý chí chu, khiến đối phương trở thành đệ tử có tiếng xấu ở tỉnh Giang Nam. Nếu Phương Tử Phong xuất hiện ở nơi này, vẫn nên rời đi tốt hơn. Ăn ít đi một bữa cũng không sao, bị Phương Tử Phong thôi miên thì không hay rồi. Phục vụ, nhanh tính tiền. Trong lúc này, trong nhà hàng tràn đầy âm thanh tính tiền. Nghe thấy nhiều âm thanh tính tiền như vậy, khóe miệng Phương Tử Phong khẽ nhếch lên, cười tà mị. Giống như cự xà nhìn con mồi chạy trốn ở xung quanh. Chuyện này, sao lại thế này? Sử Hàng bưng ly rượu lên, tò mò hỏi. Anh ta cũng nhìn thấy Dư Bân, nhưng mà một Dư Bân, không đến mức khiến nhiều người lập tức đi thanh toán như vậy, Dư Bân lại không cầm súng. Nên tới hay không, đều đã đến rồi. Sắc mặt Trần Huyền Phong hơi khó coi nói. Vừa rồi bọn họ còn nói ở phòng ngủ, bảo Mạc Phàm cẩn thận Phương Tử Phong một chút, cẩn thận Dư Bân. Không ngờ bọn họ ra ngoài ăn cơm liền gặp hai người kia. Lão Tam, kia không phải là Phương Tử Phong người điên mà cậu nói đấy sao? Phương Nhân Hiếu ngơ ngẩn nói. Anh ta là người Giang Nam, chuyện về Phương Tử Phong anh ta có biết sơ sơ một chút. Ngoại trừ anh ta có bản lĩnh lớn như vậy, còn có thể là ai? Trần Tĩnh có chút vui sướng khi người khác gặp họ nói. Vừa rồi Mạc Phàm còn nói không cần xin lỗi Dư Bân. Xem lần này Mạc Phàm không xin lỗi thế nào. Một Dư Bân đã khiến Mạc Phàm không chịu nổi, huống chi bên cạnh còn có Phương Tử Phong khiến người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật, lần này có trò hay để coi rồi. Chuyện này, sắc mặt Sử Hàng và Phương Nhân Hiếu thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Gặp được Dư Bân và Phương Tử Phong vào lúc này, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Mạc Phàm thì vô cùng lạnh nhạt, hắn liếc mắt nhìn Phương Tử Phong một cái. Lông mày hơi nhướn lên, trong mắt lộ ra một chút bất ngờ. Tu sĩ. Trên người Phương Tử Phong lộ ra một loại năng lượng kỳ lạ dao động, năng lượng dao động này khác với hắn nắm giữ, nhưng là tu sĩ không thể nghi ngờ. Hơn nữa lực lượng này còn không yếu, hẳn là cấp bậc tiên thiên. Đúng là mình coi thường Giang Nam quá rồi. Mạc Phàm nghĩ thầm. Tuy hắn từng tiếp xúc với mấy thế lực Giang Nam, ví dụ như Bạch Gia, Lâm Gia, Mộc Gia, Nam Cung Gia. Nhưng chưa chân chính đến tỉnh Giang Nam. Hắn chỉ đến tỉnh Giang Nam một ngày, liền gặp tu sĩ như Phương Tử Phong, quả nhiên tỉnh Giang Nam là nơi Đông Hải không so sánh được. Khi hắn nhìn Phương Tử Phong, không biết Phương Tử Phong cảm nhận được hay là trùng hợp, cũng nhìn về phía hắn. Dư Bân nhìn về phía Mạc Phàm theo Phương Tử Phong, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Anh ta chỉ muốn hẹn Phương Tử Phong ăn một bữa cơm. Sau đó mời Phương Tử Phong ra tay dùng thuật thôi miên thu thập Mạc Phàm giúp anh ta. Ai biết vậy mà bọn họ gặp Mạc Phàm ở Vọng Giang lâu này, đúng là trời giúp anh ta rồi. Phương Thiếu,
đại sư giỏi về thôi miên mà tôi nói với anh, là tiểu tử này đó, chúng ta qua đó xem đi. Hả? Phương Tử Phong nhìn Mạc Phàm đầy hứng thú, đi cùng Dư Bân tới bàn của Mạc Phàm. Tiểu tử, đúng là oan gia ngõ hẹp thật, không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Khóe miệng Dư Bân nhếch lên, cười mỉa nói. Ánh mắt anh ta nhìn Mạc Phàm như nhìn một con thú bị giam giữ. Lúc ở trường học, anh ta bị Mạc Phàm thôi miên bêu xấu. Hiện giờ bên cạnh anh ta có đại sư thôi miên đáng sợ nhất Giang Nam, ngoại trừ chịu trói ra Mạc Phàm còn có thể làm gì. Anh ta vừa nói như vậy, Trần Huyền Phong nắm chặt tay lại, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Dư thiếu, tôi là sử hàng sử gia Giang Châu, có khả năng lão đại tôi có hiểu lầm với anh, hay là như vậy đi, hôm nay tôi làm chủ, tất cả chi phí Dư thiếu và Phương thiếu tốn hôm nay đều tính cho tôi. Chuyện này cứ như vậy thôi, dù sao mọi người đều là bạn học ở Đại học Đông Hải, nể mặt nhau đi. Sử Hàng cười nhạt nói. Theo ý anh ta, bốn bọn họ có thể từ trời Nam biển Bắc gom lại ở cùng một căn phòng là duyên phận, sau này sẽ là anh em. Nếu là anh em, không thể ngồi yên không quan tâm. Sử Hàng vừa đứng ra, lông mày Trần Tĩnh nhíu lại, vội vàng kéo Sử Hàng. Có phải người này bị ngốc rồi không? Mới làm bạn cùng phòng chưa tới một ngày, liền đứng ra bảo vệ Mạc Phàm, đúng là lấy người ngoài làm anh em. Đối phương là người bình thường còn chưa tính, đối diện là Dư Bân và kẻ điên Phương gia, chuyện này có khác gì muốn chết. Người anh ta muốn bảo vệ còn không có một chút giá trị nào. Sử gia Giang Châu sao? Dư Bân nhớn mày, liếc mắt nhìn Sử Hàng một cái. Sử Lượng là gì của cậu? Anh ấy là anh họ tôi, Dư thiếu quen anh họ tôi sao? Sử Hàng hơi vui vẻ, cười nói. Nếu Dư Bân này quen anh họ anh ta, có khả năng chuyện này dễ làm rồi. Chẳng trách các cậu đi vào Vọng Giang lâu được, nếu Sử Lượng là anh họ cậu, vậy anh ta có nói cho cậu biết, anh ta chịu một cái tát ở Giang Nam là do tôi đánh hay không? Dư Bân cười khinh thường nói. Cái gì? Sắc mặt Sử Hàng lập tức khó coi, giống như bị người ta tát mạnh mấy cái ở nơi đông người. Chuyện anh họ anh ta ở Giang Nam đương nhiên anh ta có biết, anh họ anh ta tới đây bàn chuyện làm ăn, vốn bàn bạc rất thuận lợi. Bởi vì một công chúa ở KTIV, liền xảy ra mâu thuẫn với ác thiếu Giang Nam. Kết quả không chỉ làm ăn bị đóng băng, anh họ anh ta còn bị ác thiếu Giang Nam này tát một cái, chuyện này không giải quyết được gì. Chỉ là không ngờ người tát anh họ anh ta một cái lại là Dư Bân. Bây giờ cậu còn dám muốn mặt mũi nữa không? Dư Bân nhìn chằm chằm Sử Hàng, cười mỉa hỏi. Anh! Sử Hàng nhíu chặt mày, trong mắt đều là phẫn nộ, nhưng không có biện pháp. Anh họ anh ta bị Dư Bân tát một cái, đều chỉ có thể nén giận, chắc chắn mặt mũi này của anh ta cũng không có được. Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén lóe lên. Không đợi hắn mở miệng, Trần Tĩnh tươi cười nịnh nọt đứng dậy. Dư thiếu, anh ấy là bạn trai tôi, lúc nói chuyện không dùng nhiều não, anh đừng chấp với anh ấy. Lát nữa chúng tôi sẽ bồi tội với anh. Dư Bân nhìn lướt qua người Trần Tĩnh một cái, cười đắc ý nói. Nếu bạn học cũ đã mở miệng rồi, cứ quyết định như vậy đi. Cảm ơn Dư thiếu. Trần Tĩnh cười quyến rũ nói, vội vàng kéo Sử Hàng ngồi xuống. Hình như Dư Bân không sốt ruột thu thập Mạc Phàm, rời mắt nhìn Trần Huyền Phong và Phương Nhân Hiếu, đùa chết Mạc Phàm luôn không thú vị lắm, nếu ra tay, phải đùa Mạc Phàm sống không bằng chết. Khiến cho tất cả mọi người biết kết cục đắc tội Dư Bân anh ta là thế nào. Sử gia Giang Châu không có khả năng lấy mặt mũi từ chỗ tôi, hai người hẳn là bạn cùng phòng của cậu ta, có định thử một lần không? Khi nói chuyện, trên mặt anh ta đều là trêu tức. Sắc mặt Trần Huyền Phong khó coi, đè lại Phương Nhân Hiếu kích động, anh ta giận dữ đứng dậy. Dư Bân, nếu Sử gia không đủ, anh xem Trần gia thủ đô tôi đủ không? Dư Bân liếc mắt đánh giá Trần Huyền Phong một cách cẩn thận, nhướng mày lên, lộ ra một chút bất ngờ. Chỉ là lập tức thay thế bằng khinh thường. Hóa ra là Trần thiếu của Trần gia, thiếu chút nữa là không nhìn thấy, đúng là thất kính, cậu chắc chắn muốn bảo vệ tiểu tử này sao? Trần gia là võ đạo thế gia ở thủ đô, địa vị rất cao, tất nhiên là anh ta có biết. Không sai. Trần Huyền Phong nghiêm túc nói. Dũng khí không tệ. Nhưng nơi này là Giang Nam, cậu lại là phế thiếu của Trần gia, phế thiếu biết không, cậu dùng cái gì để bảo vệ tiểu tử này? Dư Bân cười trêu chọc nói. Trần Huyền Phong không có một chút thiên phú về phương diện võ đạo,
sớm đã bị Trần gia từ bỏ, chuyện này không là bí mật gì trong giới quý tộc. Một phế thiếu cũng muốn ra mặt thay người khác, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Trần Huyền Phong nhíu mày, sắc mặt âm trầm như vặn ra được nước. Dư Bân cười đắc ý, rời mắt nhìn Mạc Phàm. Tiểu tử, hình như không có ai cứu được cậu đâu, cừu của hai chúng ta, cậu nói xem nên giải quyết thế nào. Mạc Phàm cầm một chén trà lên, nhấp một ngụm thưởng thức, bộ dạng không gấp gáp chút nào. Ngồi xuống đi, lão tam, một vai phụ mà thôi, không cần phải khẩn trương. Hắn vừa nói như vậy, gần như tất cả mọi người đều sửng sốt. Dư Bân là vai phụ sao? Dư Bân là vai phụ trước mặt tứ thiếu Giang Nam, nhưng ở trước mặt những người ở đây, lại là quái vật không thể trêu chọc vào. Dư thiếu là vai phụ, vậy anh là vai gì? Trần Tĩnh bĩu môi bất mãn nói. Trần Huyền Phong, Sử Hàng, Phương Nhân Hiếu đều không nói gì, nhưng nhíu mày càng chặt hơn. Bọn họ không biết thân phận của Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm đến từ Đông Hải, thân phận có thể cao hơn Dư Bân được sao? Phương Tử Phong khẽ nâng mí mắt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm lại tràn đầy hứng thú. Tiểu tử, cậu vô cùng kiêu ngạo. Dư Bân cười khinh thường, giống như nghe được chuyện cười hay nhất trong thiên hạ. Anh ta là vai phụ, vậy thanh niên tỉnh Giang Nam này có mấy đại nhân vật? Mạc Phàm lắc đầu cười, không đáp hỏi ngược lại. Dư Bân, anh dùng tay nào đánh Sử Lượng? Dư Bân nhướn mày, duỗi hai tay ra, vẻ mặt đầy trêu chọc. Nếu nhớ không lầm, tôi đánh má trái của anh ta, còn tay trái hay tay phải thì tôi không nhớ được, sao thế, cậu định báo thù thay Sử Lượng sao? Tiểu tử này ngay cả mình đều đã khó bảo toàn, còn muốn báo thù thay Sử gia. Lão đại, thôi. Sử Hàng vội vàng lắc đầu với Mạc Phàm. Sử gia bọn họ cũng không làm gì được, Mạc Phàm không nên trêu chọc Dư Bân tốt hơn. Dù sao nơi này là Giang Nam, địa bàn của đám Dư Bân này. Nếu không nhớ được, vậy thì gãy hết đi. Mạc Phàm bình thản nói, giọng điệu giống như làm thịt vịt nhắm rượu. Hắn vừa nói xong những lời này, cũng không thấy hắn làm gì, chỉ nói một câu. Hai tay Dư Bân như bị lực lượng nào đó khống chế, chậm rãi vặn lấy, giống như bánh quai trèo, khiến cho da đầu người ta run lên. Răng rắc, tiếng xương gãy vang lên. A, sắc mặt Dư Bân lập tức đỏ bừng, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết truyền từ miệng anh ta ra. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Mạc Phàm chỉ nói một câu, cánh tay Dư Bân thật sự bị gãy. Ở đây phần lớn là phú hào, nhân vật nổi tiếng, từng gặp không ít tình cảnh, nhưng chưa gặp tình cảnh nào quỷ dị như vậy. Một lời làm tay người ta bị gãy. Ngay cả đám Trần Huyền Phong và Sử Hàng cũng sửng sốt, bọn họ biết Mạc Phàm giỏi về thuật thôi miên, nhưng không ngờ Mạc Phàm có thể đáng sợ như vậy. Đây là thuật thôi miên sao? Phương Nhân Hiếu ngơ ngẩn nói. Thuật thôi miên có thể làm được, nhưng tôi không biết có phải hay không. Trần Huyền Phong không chắc chắn lắm nói. Có nhà khoa học đã làm thí nghiệm, thôi miên sâu với một người, thôi miên anh ta bị lửa mạnh thiêu đốt, kết quả người này thật sự bị lửa đốt bị thương, gãy tay cũng như bị lửa thiêu, thuật thôi miên có thể làm được. Nhưng thật sự là thuật thôi miên sao? Chuyện này chỉ sợ không gọi là thuật thôi miên, mà là dị năng đặc biệt, giống như siêu nhân, đặc công ích vậy. Sử Hàng nuốt nước bọt nói. Trần Tĩnh cũng khiếp sợ. Ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều, cô ta thật sự không ngờ Mạc Phàm còn có loại bản lĩnh này. Nhưng chỉ trong chớp mắt, trên mặt cô ta hiện lên tức giận. Mạc Phàm, sao anh lại ra tay với Dư Thiếu, anh đừng quên đây là nơi nào, anh ta là ai, anh nhanh xin lỗi Dư Thiếu đi. Lúc trước Mạc Phàm đã khiến Dư Bân mất mặt ở trường học, chỉ cần Mạc Phàm quỳ xuống xin lỗi, vẫn có thể giải quyết trong hòa bình. Hiện giờ Mạc Phàm làm gãy tay Dư Bân. Đó chính là muốn chết. Tiểu tử, mau bỏ tay tôi ra, lập tức quỳ xuống cho tôi, nếu không tôi sẽ khiến cậu chết không được tử tế. Dư Bân giận dữ hét lên, khuôn mặt anh Tuấn vì đau đớn mà trở nên hung dữ. Quỳ xuống sao, vậy anh quỳ xuống nói chuyện đi. Mạc Phàm đặt chén trà xuống nói. Cộp, Dư Bân quỳ xuống theo lời Mạc Phàm nói, đau đớn như kim châm muối sát, khiến mặt anh ta đỏ bừng. Mọi người xung quanh lại đưa mắt nhìn nhau, giống như gặp quỷ. Không ít người vội vàng thanh toán, nhanh chóng rời đi. Phương Tử Phong không dễ chọc, Dư Bân cũng không dễ nhịn như thế, vẫn nên nhanh chóng rời đi tốt hơn, tránh khiến rước họa vào thân. Đám Sử Hàng đều nuốt nước bọt,
lần này Trần Tĩnh không dám mở miệng nữa. Tiểu tử, xem như cậu lợi hại, Phương Thiếu, mau thu thập tiểu tử này giúp tôi với, giết chết cậu ta cho tôi. Dư Bân như bị bệnh tâm thần quát lên. Anh ta đường đường là đại thiếu gia Dư gia, có khi nào bị nhục nhã như vậy, hôm nay không giết chết Mạc Phàm, anh ta tuyệt đối không bỏ qua. Khóe miệng Phương Tử Phong hơi nhếch lên, vỗ lên người Dư Bân một cái. Đứng dậy đi, không còn đau đớn như vậy nữa. Một câu, hiệu quả vô cùng nhanh chóng. Dư Bân lập tức đứng dậy, sắc mặt cũng nhanh chóng khôi phục lại như bình thường. Dư Bân nhướng mày, được Phương Tử Phong vỗ vai, anh ta cảm thấy toàn thân nhẹ hơn, tuy cánh tay còn chưa khôi phục, nhưng không còn đau nữa. Cảm ơn Phương Thiếu nhanh giúp tôi thu thập cậu ta đi, chắc chắn lát nữa tôi sẽ có hậu tạ. Dư Bân trừng Mạc Phàm đầy hung dữ nói. Phương Tử Phong không thèm nhìn Dư Bân một cái, hai mắt nheo lại, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Tuy Mạc Phàm nói một câu liền làm gãy hai tay Dư Bân, nhưng trên mặt Phương Tử Phong không có chút lo lắng nào, trái lại như gặp được con mồi yêu thích, thấy cái mình thích là thèm. Phương Tử Phong vừa ra tay, vẻ mặt mọi người ở đây lập tức thay đổi, nhất là phụ nữ, lại càng vô cùng sợ hãi. Phương Tử Phong mở đại hội, chịu thiệt là phụ nữ ở đây. Chúng ta xuống lầu tính tiền đi, một số khách nữ vội vàng đi xuống lầu. Được, mời đi theo tôi. Sắc mặt cô gái Tây phục vụ cũng vô cùng kỳ lạ, dẫn nữ khách hàng rời đi. Tôi đi toilet. Sắc mặt Trần Tĩnh cũng khó coi, đứng dậy muốn rời đi. Cô ta là bạn học trung học với Phương Tử Phong, nhưng Phương Tử Phong muốn biểu diễn thôi miên thành đại hội ý chí chu, cho dù ở đây có thân thích, bạn bè của Phương Tử Phong, anh ta cũng không bỏ qua. Chỉ trong phút chốc, rất nhiều người ở xung quanh muốn rời đi. Nhưng không đợi bọn họ rời đi. Biểu diễn thuật thôi miên hay như vậy, không ai xem thì rất đáng tiếc, ở lại hết cả đi. Phương Tử Phong cười tà mị, vỗ tay phát ra tiếng. Cái vỗ tay này vừa vang lên, âm thanh như xuyên thấu qua thân thể mọi người, tiến thẳng vào trái tim. Âm thanh vừa vang lên, xung quanh giống như yên lặng. Ngoại trừ bàn Mạc Phàm ra, mọi người sắp rời đi đều dừng lại, vẻ mặt đờ đẫn như tượng gỗ, rõ ràng là bị Phương Tử Phong thôi miên rồi. Lần này cả nhà hàng vô cùng yên tĩnh. Ngoại trừ Mạc Phàm ra, những người còn lại đều nhìn Phương Tử Phong với vẻ sợ hãi. Phá giải thuật thôi miên của Mạc Phàm, một cái vỗ tay thôi miên nhiều người như thế, chuyện này cũng quá đáng sợ rồi. Thôi miên những người này xong, Phương Tử Phong cười hài lòng, rời mắt nhìn về phía Mạc Phàm lần nữa. Cậu muốn tôi ra tay thôi miên cậu nhảy từ nơi này xuống, hay là tự cậu nhảy từ nơi này xuống? Một câu đơn giản, nhưng giống như một trái bom nổ mạnh. Trong lòng không ít người run lên, nhìn Mạc Phàm đầy thương hại. Người mà Phương Tử Phong muốn đối phó, sẽ không có kết cục gì tốt. 3 tháng trước, có một nam minh tinh ngăn cản Phương Tử Phong đùa giỡn một nữ ngôi sao ca nhạc mới nổi tiếng, Phương Tử Phong mở miệng nói vài câu, kết quả nam minh tinh kia về nhà liền nhảy lầu chết. Tất cả mọi người biết chắc chắn là Phương Tử Phong ra tay, nhưng không ai có thể làm gì anh ta. Dùng thuật thôi miên để giết người, căn bản không có một chút chứng cứ. Chắc Mạc Phàm là người tiếp theo. Vẻ mặt Trần Huyền Phong, Sử Hàng và Phương Nhân Hiếu tràn đầy lo lắng. Phương Tử Phong vừa đứng ra liền phá thuật thôi miên của Mạc Phàm, khiến Dư Bân đứng dậy được, còn lập tức thôi miên nhiều người như thế, chắc chắn thuật thôi miên đứng trên Mạc Phàm. Chắc Mạc Phàm gặp nguy hiểm rồi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, vẻ mặt như giếng cổ, không có một chút gợn sóng. Bây giờ anh quỳ xuống, anh còn có thể đi ra ngoài. Hắn vừa nói những lời này, mọi người ở đây lại vô cùng khiếp sợ. Không ít người chảy mồ hôi lạnh, khẩu khí của Mạc Phàm cũng quá lớn rồi, bảo Phương Tử Phong quỳ xuống. Mạc Phàm chết chắc rồi. Trần Tĩnh hít vào một hơi khí lạnh nói. Người dám nói chuyện với Phương Tử Phong như vậy, gần như đều chết hết rồi, vậy mà Mạc Phàm dám nói chuyện với Phương Tử Phong như thế. Dư Bân vô cùng vui vẻ, anh ta từng thấy bộ dạng Phương Tử Phong tức giận rồi. Tiểu tử này trêu chọc Phương Tử Phong càng nhiều, lát nữa sẽ càng thảm hơn. Phương Tử Phong nhướng mày, bất nộ phản hỉ. Từ khi năng lực của anh ta tăng lên đến nay, chưa từng gặp người nào cuồng vọng như thế, nhất là người nhỏ tuổi hơn anh ta. Tiểu tử, khẩu khí của cậu đúng là không nhỏ, cậu cho rằng dựa vào chút thủ đoạn đó của cậu, có thể dương oai ở Giang Nam sao? Cậu đã không muốn tự mình nhảy lầu,
vậy cậu? Phương Tử Phong nói một nửa, liền thay thế bằng tươi cười tà mị. Anh ta chỉ định giáo huấn Mạc Phàm một chút, một tên nhà quê không cần anh ta phải gây chiến, tựa như lão hổ sẽ không cố gắng dẫm chết một con kiến. Nếu tiểu tử này muốn chết, vậy thì để tiểu tử này biết cậu ta đắc tội người nào. Anh ta cười nham hiểm, hai mắt trở nên sáng lên, toàn bộ con mắt biến thành màu đen quỷ dị, như nước mực. Bùm, hư không chấn động, hai đạo hắc quang mắt thường không thể nhìn thấy phóng từ trong mắt anh ta ra. Giống như hai con rắn độc, cái mồm to như bồn máu há ra, đánh về phía Mạc Phàm. Hửm, Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt hiện lên bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn còn cảm thấy kỳ lạ, vì sao rõ ràng Phương Tử Phong chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, đã có thần thức cảnh giới tiên thiên, hơn nữa đại sư thôi miên khiêu chiến với anh ta đều biến thành kẻ ngốc, hiện giờ hắn hiểu rõ rồi. Phương Tử Phong này dùng một loại pháp thuật tương tự với phệ thần thuật, cắn nuốt thần thức của những đại sư thôi miên này, hóa thành thần thức của mình. Nếu dùng phệ thần thuật này đối phó tu sĩ khác, chắc chắn tu sĩ khác sẽ bị trúng chiêu. Bởi vì trong số tu sĩ hắn gặp, mạnh như Thiên Thành Diệt, Âm Long, Long Cổ, cũng chỉ chạm đến cánh cửa luyện thần, thần thức cũng không mạnh lắm, dù sao công pháp luyện thần quá ít ỏi. Một khi thần thức bị cắn nuốt, kẻ nhẹ thì tâm thần phân liệt, nặng thì biến thành người sống đời sống thực vật, cho dù là cảnh giới tiên thiên cũng giống như vậy. Nhưng dùng loại pháp thuật này đối phó hắn, quả thực là chuyện viễn tưởng. Phệ thần thuật này không phải thần thức của ai cũng cắn nuốt được, gặp phải người có thần thức mạnh hơn, sẽ không làm được gì. Diễn Thiên Thần Quyết mà hắn tu luyện là công pháp tu thần lợi hại nhất tu chân giới, thần thức của hắn mạnh hơn tu vi và thân thể của hắn rất nhiều, phệ thần thuật có thể cắn nuốt được sao? Phương Tử Phong thi triển phệ thần thuật trước mặt hắn, tựa như rắn nuốt voi, không chỉ không nuốt được, trái lại còn bị voi giẫm một cước chết tươi. Anh đã không chịu quỳ, vậy anh không cần đi ra ngoài nữa. Mạc Phàm cười nhạt nói. Phương Tử Phong hừ lạnh một tiếng, thần quang trong mắt sáng hơn. Hai đạo hắc quang hình rắn to hơn, thân hình lập tức biến to gấp đôi, đầu rắn cực to vươn về phía sau, xông về phía Mạc Phàm cắn lấy. Một tiểu tử ngu dốt cũng muốn anh ta quỳ xuống, đúng là si tâm vọng tưởng. Theo ý anh ta, Mạc Phàm căn bản không biết mình đang đắc tội người nào. Mạc Phàm cười khẽ, vận khởi Diễn Thiên Thần Quyết. Hai mắt hắn biến thành màu vàng, rực rỡ như ánh nắng mặt trời, cả nhà hàng đều sáng hơn. Chảm! Hắn thầm quát một tiếng, một đạo kim quang bay từ trong mắt hắn ra. Kim quang này như một trường đao vô cùng sắc bén, ngọn lửa màu vàng thiêu đốt hừng hực, xẹt qua bầu trời. Chỉ trong giây lát, liền chém lên thân rắn màu đen. Con rắn màu đen hùng hổ đụng tới kim quang, tựa như bóng mờ dưới ánh mặt trời, biến mất chỉ trong giây lát. Kim quang chớp lóe, biến mất vào trong mi tâm Phương Tử Phong. A, tiếng kêu thê lương truyền đến. Thân thể Phương Tử Phong lập tức bay ra ngoài không báo trước, tựa như bị đạn pháo bắn trúng. Rầm, Phương Tử Phong đập mạnh vào một cột đá, cả nhà hàng chấn động, lúc này mới dừng lại được, huyết dịch chảy ra từ tai mắt mũi miệng anh ta. Công tử nhà giàu vừa rồi còn ngọc thụ lâm phong, trong chớp mắt vô cùng thê thảm. Trong nhà hàng, những người bị Phương Tử Phong thôi miên lập tức lấy lại tinh thần, vẻ mặt mờ mịt. Sao lại thế này? Sư Bân cộp một tiếng lại quỳ ở trên đất, sắc mặt tái mét. Vẻ mặt những người khác đều vô cùng khiếp sợ, tuy bọn họ không nhìn thấy thần thức của Mạc Phàm và Phương Tử Phong. Nhưng cũng có thể đoán được, chắc chắn hai người đang đấu pháp, hơn nữa Phương Tử Phong thua vô cùng thảm. Ở đây, cho dù là đám sử hàng, Trần Huyền Phong, Trần Tính, hay là những khách hàng đến ăn cơm, ánh mắt nhìn Mạc Phàm lập tức thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tiểu tử này quá lợi hại rồi. Phải biết rằng Phương Tử Phong khiến biểu diễn thuật thôi miên thành đại hội ý chí chu, liên tục khiêu chiến và bị khiêu chiến, không chỉ chưa bao giờ thua, trái lại càng ngày càng lợi hại. Trước đây anh ta còn phải dùng đồng hồ bỏ túi, tiền xu và đạo cụ, hiện giờ chỉ dùng tiếng nói là có thể thôi miên người khác. Cho dù như vậy, cũng bại bởi một tiểu tử không có danh tiếng gì. Không ít người thán phục, cũng có không ít người hiểu ra. Chẳng trách vừa rồi Mạc Phàm nói Dư Bân và Phương Tử Phong đều là vai phụ, cậu ta có thể đánh bại Phương Tử Phong, quả thật hai người kia chỉ là vai phụ. Trên cột đá, hai tay Phương Tử Phong ôm đầu, trên gương mặt hung dữ tràn đầy vẻ không cam lòng, sau khi anh ta gia nhập thần điện, nhận được chúng thần ban ân,
chiếm được năng lực cắn nuốt lực tinh thần của những người khác. Điều này làm lực tinh thần của anh ta vốn cường đại, càng ngày càng mạnh. Thông qua lực tinh thần cường đại, anh ta có thể khống chế vật cách không, còn có thể khống chế đại não người và động vật. Lực tinh thần của anh ta mạnh như vậy, cho dù là điện chủ của thần điện bọn họ cũng cảm thấy tự ti, nhưng có ai ngờ lại bị một tiểu tử nhỏ tuổi hơn anh ta làm bị thương nặng. Bị thương nặng như vậy, không biết anh ta phải cắn nuốt lực tinh thần của bao nhiêu người mới chữa trị được. Đáng chết, tiểu tử, vì sao cậu lại mạnh như thế? Phương Tử Phong giận dữ hét. Mạc Phàm nhỏ tuổi hơn anh ta, cho dù có siêu năng lực cũng không thể mạnh hơn anh ta được. Nhưng hoàn toàn ngược lại, lực tinh thần của Mạc Phàm tựa như biển rộng. Mạc Phàm cười khẽ, thu kim quang lại. Vì sao tôi nhất định phải kém hơn anh? Sắc mặt Phương Tử Phong khó coi, giống như bị người ta tát mấy cái, trên mặt là nóng rát. Tiểu tử, tôi phải giết cậu. Anh ta lớn như vậy, còn chưa từng bại trong tay ai, sao có thể cam tâm? Anh ta nói xong bất chấp thương tổn trên người, hai mắt từ màu đen biến thành đỏ như máu. Cái ghế, cái bàn, đồ ăn, vật phẩm trang trí ở xung quanh lập tức lắc lư, giống như bị động đất. Giết tôi! Mạc Phàm cười khinh thường, Phương Tử Phong chỉ là một pháp sư thuần túy, cho dù hắn không dùng thần thức đè ép Phương Tử Phong, ít nhất cũng có hơn 1000 phương pháp có thể giết chết được Phương Tử Phong. Phương Tử Phong muốn giết hắn, giống như một con kiến tuyên bố muốn diệt trời. Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Phương Tử Phong, vỗ lên vai Phương Tử Phong một cái. Đời này anh không có cơ hội này, sau này cũng sẽ không có, anh làm người bình thường đi. Hắn chỉ vỗ một cái, thân thể Phương Tử Phong chấn động, hai mắt mở to, một chút kim quang nổ tung trong mắt anh ta, sắc mặt anh ta lập tức như tờ giấy vàng, vô cùng khó coi. Anh ta chậm rãi quay đầu một cách gian nan, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Tiểu tử, cậu dám hủy đi năng lực của tôi? Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Phệ thần thuật là cấm thuật ở tu chân giới, từng có tu sĩ cường đại vì rèn luyện thần thức, cắn nuốt thần thức của tất cả mọi người trên một tinh cầu. Tuy pháp thuật mà Phương Tử Phong dùng không phải là phệ thần thuật, năng lực có thể cắn nuốt thần thức người khác còn chưa cao hơn, nhưng giữ lại chỉ là tai họa. Cậu, thần điện sẽ không tha. Phương Tử Phong vô cùng phẫn nộ nói. Anh ta không có năng lực nuốt lực tinh thần, thì như một phế nhân, cũng không còn là người siêu năng lực muốn khống chế người nào thì khống chế người đó. Anh ta còn chưa nói xong, cả người nghiêng sang một bên, cộp một tiếng ngã xuống đất, xung quanh lập tức sửng sốt. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, rời mắt nhìn Dư Bân đang quỳ trên đất. Hiện giờ hai chúng ta có thể giải quyết cừu của chúng ta rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cậu đã đánh gãy tay của tôi. Còn phế Phương thiếu, cậu còn muốn thế nào nữa? Dư Bân giận dữ hét lên. Dù sao anh ta cũng là ác thiếu giang nam, cho dù là quỷ vẫn có cao ngạo của ác thiếu. Nhưng anh ta vừa nói xong, một tay bị gãy của anh ta, không nghe theo anh ta khống chế tát mạnh vào mặt anh ta một cái. Bốp, dấu tay màu đỏ tươi xuất hiện trên mặt anh ta. Một cái tát này trả thay xử ra. Mạc Phàm im lặng nói. Vừa rồi xử hàng. Trần Huyền Phong ra mặt giúp hắn, tất nhiên hắn sẽ không vong ân phụ nghĩa. Cậu! Sắc mặt Dư Bân dữ dằn. Ở Giang Nam, có khi nào anh ta chịu nhục như thế, cho đến bây giờ đều là anh ta bắt nạt người khác, chưa từng có chuyện người khác bắt nạt anh ta. Không đợi anh ta phản kháng. Bốp! Lại một cái tát đánh vào mặt Dư Bân. Một cái tát này là tát thay lão tam, nếu để tôi nghe thấy chữ phế nữa, tôi sẽ phế anh. Mạc Phàm nheo mắt lại. Lạnh lùng nói. Tiểu tử, chúng tôi là người của Lâm Khuynh Thiên Lâm Thiếu, cậu dám làm như vậy với hai chúng tôi, cậu đừng mơ sống yên ổn ở Giang Nam. Dư Bân như bị bệnh tâm thần quát lên. Lâm Khuynh Thiên. Hắn nheo mắt lại, cười lạnh lùng. Mạc Phàm vốn định tha cho Dư Bân, ở trong mắt những người khác Dư Bân là ác thiếu Giang Nam không thể trêu chọc, nhưng ở trong mắt hắn chỉ là con kiến, giết hay không giết căn bản không đủ lo lắng. Nhưng nghe thấy ba chữ Lâm Khuynh Thiên. Bốp! Cái tát này là dành cho Lâm Khuynh Thiên. Mạc Phàm thản nhiên nói. Rõ ràng chỉ là một cái tát, nhưng có không ít người cảm thấy lưng lạnh lẽo. Gần như không ai không biết Lâm Khuynh Thiên ở Giang Nam, một trong tứ thiếu Giang Nam, đại công tử Lâm gia. Tuy mới học đại học, nhưng được bồi dưỡng làm gia chủ kế tiếp của Lâm gia. Mạc Phàm dám nói một cái tát này dành cho Lâm Khuynh Thiên.
Dựa vào những lời này, Lâm Khuynh Thiên có thể khiến Mạc Phàm biến mất khỏi tỉnh Giang Nam. Sắc mặt Dư Bân khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú. Tiểu tử, rốt cuộc cậu là ai, có bản lĩnh báo tên cậu ra. Thuật thôi miên của Mạc Phàm còn mạnh hơn Phương Tử Phong, còn không sợ Lâm Thiếu bọn họ, nếu không phải kẻ ngốc thì không phải người thường. Khả năng sao cao hơn một chút, bởi vì anh ta chưa từng gặp người nào nghe ba chữ Lâm Khuynh Thiên còn bình tĩnh như vậy. Mạc Phàm, Đông Hải. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm Đông Hải. Dư Bân nhíu mày, hình như nghe thấy tên này ở đâu rồi, nhưng trong phút chốc không nghĩ ra được. Anh ta không sốt ruột, nếu biết cậu ta tên là Mạc Phàm, còn sợ không tra được gốc gác của cậu ta sao? Ngay cả Tần Kiệt Tần ra Đông Hải đến Giang Nam còn phải thành thật ứng xử, một Mạc Phàm, có thể làm gì được ở Giang Nam này? Đợi chết đi. Bây giờ tôi có thể rời đi chưa? Dư Bân lạnh giọng hỏi. Đi sao, anh không đi được, anh chỉ có thể ra ngoài như Phương Tử Phong. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe dị sắc. Cậu! Dư Bân nhíu chặt mày, sắc mặt xanh mét, không để anh ta phản kháng. Bốp, lại một cái tát vang lên. Mặt Dư Bân nghiêng sang một bên, bị đánh hôn mê bất tỉnh. Dư Bân té xỉu không lâu, hai bảo vệ ở nhà hàng nâng hai người này đi, trong nhà hàng mãi mới khôi phục lại như trước. Không ít người vụng trộm đánh giá Mạc Phàm, tiếng bàn tán xôn xao. Mạc Phàm Đông Hải, sao lại nghe quen tai như vậy nhỉ? Một người đàn ông trung niên cau mày, hỏi. Sao có thể không quen tai, thần y có thể chữa trị ung thư và bệnh truyền nhiễm ở Đông Hải tên là Mạc Phàm đó, một người khách nói. Chẳng trách, không phải là cùng tên đấy chứ, Mạc thần y có thể là đứa bé được sao? Chuyện này thì ai biết được? Người kia liếc mắt đánh giá Mạc Phàm một cái nói. Thế sự vô thường, có nhiều chuyện trùng hợp lắm, có phải hay không đều không có gì kỳ lạ. Nhưng có phải hay không có quan hệ gì chứ, một bác sĩ mà thôi, nếu không thần phục Lâm gia, cũng sẽ bị chôn dưới đất. Nói rất đúng, uống rượu nào. Người nọ cười ha ha nói. Cho dù là Mạc thần y, cũng chỉ là một phàm nhân, dám làm Lâm Khuynh Thiên mất mặt, dù chỉ là một câu, cũng không khác gì tự tìm đường chết. Ở bàn của Mạc Phàm, Sử Hàng và Phương Nhân Hiếu nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ tò mò, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. Ngay cả Trần Tính cũng khẽ đảo mắt, đánh giá Mạc Phàm, vẻ mặt không còn cao ngạo như trước. Lão đại, cậu thật sự là Mạc thần y Đông Hải kia sao? Sử Hàng hơi kích động nói. Có phải hay không có liên quan gì sao? Mạc Phàm nâng chén trà lên uống một ngụm, nói. Cũng phải. Sử Hàng gật đầu. Phương Tử Phong được gọi là kẻ điên ở Giang Nam, dưới tay Mạc Phàm căn bản không có bất luận đường sống gì. Dựa vào chút bản lĩnh ấy, Mạc Phàm có thể đặt chân ở Giang Nam, có phải thần y kia hay không đều không quan trọng. Lão đại, mặc kệ cậu là ai, tôi kính cậu một ly, cảm ơn cậu vừa tát Dư Bân kia một cái. Sử Hàng giơ ly rượu lên nói. Một cái tát kia của Mạc Phàm, coi như là vì Sử gia bọn họ, chút giận thay anh họ anh ta. Lão đại. Tôi kính cậu một ly. Trần Huyền Phong không nóng không lạnh nói. Cái tát thứ hai của Mạc Phàm, xem như là lấy lại mặt mũi giúp anh ta. Còn tôi nữa. Phương Nhân Hiếu cũng giơ ly rượu lên. Đang ngồi, chỉ còn lại Trần Tĩnh vẫn để ly rượu ở trên bàn. Tĩnh Tĩnh, chúng ta cùng kính lão đại một ly đi. Sử Hàng vội vàng liếc mắt ra hiệu với Trần Tĩnh. Có gì mà kính, anh ta tát Lâm Khuynh Thiên một cái, cách xui xẻo không xa. Các anh tự mình kính đi, em không dám. Trần Tĩnh ngồi yên nói. Lão đại, Tĩnh Tĩnh không hiểu chuyện lắm, cậu đừng trách móc. Sử Hàng nhíu mày, vẻ mặt áy náy nói. Không sao, đều là bạn cùng phòng. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Trần Tĩnh nói, vẻ mặt không đổi, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Trần Tĩnh chỉ là người phụ nữ không hiểu biết mà thôi, căn bản không cần phải so đo với cô ta. Nếu hắn muốn so đo, Trần Tĩnh không chạy được. Còn Lâm Khuynh Thiên, lần này hắn tới Giang Nam, nguyên nhân hơn non nửa là Lâm Khuynh Thiên. Một cái tát chỉ là quà gặp mặt. Khi đám Mạc Phàm rời khỏi Vọng Giang lâu, đã là buổi tối. Bọn họ dạo chơi ở Phổ Giang một lát, mãi đến 8 giờ tối mới quay về trường học. Mạc Phàm không quay về phòng ngủ với bọn họ, mà viện cớ rời đi. Trong một tòa ký túc xá khác ở Đại học Đông Hải, Ngự Viên. Xung quanh ký túc xá bên này có hồ kiến tạo,
mỗi biệt thự châu Âu đều có 2-3 tầng, mỗi biệt thự được xây cho khoảng từ 2 đến 6 người ở. Nơi này là ký túc xá của sinh viên tài chính và quản lý của Đại học Đông Hải, có thể ở trong này đều là nhà giàu có nhất ở tỉnh Giang Nam. Hắn quen đường chậm rãi đi vào trong khu biệt thự, cuối cùng đứng trước biệt thự có 2 người ở. Nhìn thấy số nhà 125 trước biệt thự, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Nơi này là nơi ở của Tiểu Tuyết, không biết vì hắn trọng sinh, có thể xảy ra hiệu ứng bươm bướm gì đó không. Trong mắt hắn hiện lên chờ mong, muốn đi về phía cửa. Rầm. Bỗng nhiên cửa biệt thự mở ra, một mỹ nữ da thịt tuyết trắng, khuôn mặt như ngọc trải qua điêu khắc đi ra. Mỹ nữ này cao khoảng 1m7, mặc chiếc áo trắng có mũ, phía dưới là quần short jean. Bởi vì áo quá dài, quần đùi bị áo che khuất hết, giống như phía dưới không mặc gì, lộ ra hai cái đùi tuyết trắng, tận cùng tuyết trắng là đôi hài màu trắng. Trang phục rất đơn giản, nhưng phối với tiêu chuẩn mỹ nữ, làm cho người ta có cảm giác giống như mỹ nữ tuyệt thế từ trong tranh đi ra. Gương mặt khuynh thành, bộ ngực no đủ, cái mông căng đầy, toàn thân không tìm được một chút khuyết điểm. Nhìn thấy mỹ nữ này, dù Mạc Phàm trải qua tu luyện hơn 500 năm, tâm trí đã sớm cứng như bàn thạch, nhưng khóe miệng vẫn hiện lên tươi cười đã lâu. Mỹ nữ này không phải ai khác, đúng là Tiểu Tuyết. Đôi mắt bạch Tiểu Tuyết nhìn lướt qua xung quanh, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm, lông mày hơi nhíu lại. Anh nhanh rời khỏi nơi này đi, đi về phía đông ấy, nơi này không an toàn. Bạch Tiểu Tuyết đi đến bên cạnh Mạc Phàm, dịu dàng nói. Cô nói xong chỉnh cái mũ, đi về phía tây. Giọng nói quen thuộc khiến Mạc Phàm thất thần. Trước khi tới hắn đã chuẩn bị rất nhiều lời kịch, cũng từng suy nghĩ đến vô số cảnh tượng gặp nhau, nhưng không ngờ lại bắt đầu bằng phương thức như vậy. Chỉ trong phút chốc, vẻ mặt hắn khôi phục như thường, nhìn về phía Tiểu Tuyết rời đi. Lúc này Bạch Tiểu Tuyết đã chạy đi xa mấy chục mét, quay người đi, biến mất ở một con đường phía trước. Bóng dáng quen thuộc như bức họa cuộn tròn trải qua hơn 500 năm xuất hiện lần nữa. Mạc Phàm cười, sau đó ánh mắt phát lạnh, như lãnh nguyệt ở trên bầu trời. Mới gặp Tuyết Nhi, liền gặp người có ý đồ với Tuyết Nhi, hắn muốn xem ai có lá gan lớn như vậy. Kiếp trước hắn không có năng lực bảo vệ Tiểu Tuyết. Lần này người nào dám thương tổn Tiểu Tuyết người đó chết. Khí tức của hắn phóng ra, kình phong dập dờn xung quanh người hắn. Bụi đất và lá rụng lập tức thoát khỏi quanh hắn. Kình phong tán đi, bóng dáng Mạc Phàm cũng biến mất theo, giống như chưa từng tới. Trong vườn hoa cách nơi này 100 mét, Bạch Tiểu Tuyết mới chạy vài bước, bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Ở chỗ cách cô 10 thước, một người đàn ông cao lớn mặc áo gió màu đen, quay lưng về phía đèn đường đứng ở đó. Nửa bên mặt người đàn ông này giấu ở trong mũ, nửa mặt lộ ra ngoài. Khóe miệng nhếch lên nụ cười trêu tức. Bạch Tiểu Thư, đã muộn thế này rồi, cô muốn đi đâu vậy? Người đàn ông nói giọng hoa không chuẩn lắm, cười nói. Tôi đi đâu không liên quan gì đến anh, mời anh tránh ra. Vẻ mặt Bạch Tiểu Tuyết lạnh lùng, thản nhiên nói. Bạch Tiểu Thư đi đâu tất nhiên không liên quan đến tôi, nhưng thiệp mời hôm nay Bạch Tiểu Thư nhận được có liên quan đến chúng tôi. Người đàn ông cười nói. Giọng nói âm âm u u khiến người ta không thoải mái. Thiệp mời. Bạch Tiểu Tuyết nhướng mày. Quả thật hôm nay cô nhận được thiệp mời, mời cô tham gia một vũ hội cao cấp gì đó, ký tên chỉ có 2 chữ vương tử. Cô vốn không thích tham gia vũ hội, lại càng không có hảo cảm với người thần bí này, nghĩ một lát liền từ chối, nếu không phải thích khách, cô thở phào một hơi. Vậy anh là người của vương tử kia sao? Không sai. Người đàn ông gật đầu. Tôi nhớ rõ tôi đã từ chối lời mời của các anh. Bạch Tiểu Tuyết nói. Bạch Tiểu Thư từ chối, cho nên chúng tôi đành phải tự mình tới dẫn Bạch Tiểu Thư tham gia vũ hội. Người đàn ông nheo mắt, cười mỉa nói. Vương tử điện hạ bọn họ mời Bạch Tiểu Tuyết, là nể mặt Bạch gia căn bản không có tư cách từ chối, nhất là phụ nữ Bạch gia, càng không có tư cách này. Đây là lễ nghi của vương thất các anh sao? Ánh mắt Bạch Tiểu Tuyết phát lạnh, hỏi. Vương tử chúng tôi chỉ muốn uống chút rượu, nói chuyện phiếm với Bạch Tiểu Thư, nếu được thì làm thêm chút chuyện người lớn nữa, những chuyện này đều rất bình thường ở quốc gia chúng tôi, Bạch Tiểu Thư từ chối vương tử chúng tôi mới là thất lễ. Người đàn ông không cho là đúng nói. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần tức giận. Nếu tôi từ chối thì sao? Ha ha!
người đàn ông cười lạnh lùng, giống như là đã đoán được. Bạch tiểu thư lại từ chối nữa, tôi sẽ giết đám vệ sĩ như heo ở xung quanh cô, mãi đến khi bạch tiểu thư đồng ý mới thôi, cô nên hiểu rõ, tôi muốn giết bọn họ, chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu. Người đàn ông tự tin nói. Bạch tiểu tuyết nắm chặt đôi tay trắng như phấn, lập tức lại buông ra. Vệ sĩ bên cạnh cô, đều là cao thủ bạch gia, mỗi người đều có cấp bậc nội kình. Dưới tay người này, vậy mà không có lực chống cự. Một người lợi hại nhất, cũng chỉ gọi cô một tiếng, không rõ sống chết. Rất có khả năng người này là tiên thiên tông sư, nếu không không có khả năng lợi hại như vậy. Người đàn ông thấy bạch tiểu tuyết lộ vẻ do dự, cười lạnh lùng, rót một chậu dầu vào lửa tiếp. Nếu bạch tiểu thư không cần những hạ nhân này, tôi nhớ trong biệt thự của bạch tiểu thư còn có một cô bé hoa hạ dáng người rất nóng bỏng, bộ dạng cũng không tệ, rất hợp với khẩu vị của tôi, nếu bạch tiểu thư từ chối, ha ha. Trong mắt người đàn ông lóe sáng dâm quang, liếm môi. Dáng người cô bé kia như người mẫu quốc tế, còn ăn mặc hở hang, nếu không phải vội vàng hoàn thành nhiệm vụ, anh ta nhất định sẽ làm cô bé kia. Chỉ là anh ta cũng không sốt ruột, anh ta đã thêm ký hiệu lên người cô bé đó, lúc khác quay lại tìm cô bé này cũng không muộn. Anh dám động vào Hiên Hiên, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh. Bạch Tiểu Tuyết vừa nghe người đàn ông này muốn ra tay với An Hiểu Hiên bạn thân của cô, trong mắt lập tức lộ ra vẻ bối rối. Nếu như vậy, Bạch Tiểu Thư đi theo tôi đi, Vương Tử Điện Hạ của chúng tôi đang chờ đó. Người đàn ông nói, mắt Bạch Tiểu Tuyết khẽ đảo, lộ ra một chút do dự, vẫn không di chuyển như trước. Vương Tử này ngay cả tên cũng không nói cho cô và người này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Người đàn ông thấy Bạch Tiểu Tuyết còn không chịu đi. Nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ không vui, đi về phía Bạch Tiểu Tuyết. Vương Tử của chúng tôi đã có thành ý như vậy, Bạch Tiểu Thư còn muốn kéo dài thời gian, thôi vậy, tôi vẫn nên mang Bạch Tiểu Thư đi tốt hơn. Bạch Tiểu Tuyết vội vàng lùi về sau. Người đàn ông lắc đầu, cười khinh thường. Những vệ sĩ kia không chịu nổi một kích dưới tay anh ta, Đại Tiểu Thư Bạch ra tay trói gà không chặt có thể trốn thoát khỏi tay anh ta sao? Bạch Tiểu Thư, cô đừng từ chối nữa. Chúng ta đi thôi, tôi dám cam đoan, cô nhất định sẽ thích Vương Tử Điện Hạ của chúng tôi. Bóng dáng người đàn ông nhoáng lên một cái, như quỷ mị đến bên cạnh Bạch Tiểu Tuyết. Một cánh tay khác đầy văn tự hình thù kỳ lạ màu đen giơ ra, muốn chộp lấy Bạch Tiểu Tuyết. Không đợi người đàn ông này đụng vào Bạch Tiểu Tuyết, một giọng nói vô cùng lạnh lùng truyền từ bên cạnh đến. Lập tức cút khỏi đây, anh còn có thể sống sót. Hửm! Trong mắt người đàn ông hơi híp lại. Trong mắt hiện lên sát ý. Tựa như sói đói muốn bắt con mồi, bị người ta quấy rầy. Anh ta nhìn nơi phát ra tiếng, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm cách xa 10 thước, trong mắt lập tức hiện lên vẻ khinh thường. Anh ta còn tưởng là cao thủ bạch gia, kết quả chỉ là sinh viên đi ngang qua. Những cao thủ bạch gia đều bị anh ta thu phục một cách nhẹ nhàng, một tên tiểu tử cũng dám cản trở nhiệm vụ của anh ta, đúng là tự tìm khổ. Bạch Tiểu Tuyết thấy là Mạc Phàm. Vẻ mặt hơi sửng sốt, sau đó thay thế bằng bối rối. Rõ ràng cô bảo Mạc Phàm đi về phía đông, vậy mà Mạc Phàm đi theo đến đây. Anh đi nhanh đi, chuyện này không cần anh lo. Bạch Tiểu Tuyết vội vàng nói. Vệ sĩ của Bạch gia bọn họ đã không làm gì được người ngoại quốc này, Mạc Phàm không nhiều tuổi lắm, tuy đôi mắt mang theo tang thương không thuộc về tuổi của hắn, nhưng chắc chắn là phàm nhân, không phải đối thủ của người này. Đi, nếu đến đây rồi. Vậy đừng đi nữa. Người đàn ông cười âm hiểm nói, bỏ qua Bạch Tiểu Tuyết đi về phía Mạc Phàm. Khẩu khí của tiểu tử này lớn như vậy, vậy mà bảo anh ta cút đi, sao anh ta có thể để Mạc Phàm rời đi dễ dàng. Giết tiểu tử này, Bạch Tiểu Tuyết sẽ thành thật hơn chút. Sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết khẽ đổi, vội vàng chạy tới chắn trước người Mạc Phàm. Anh đủ rồi đó, tôi sẽ đi theo anh gặp vương tử của các anh đừng làm hại anh ấy. Đây là chuyện của cô không muốn vì cô mà có người không liên quan bị thương. Người đàn ông bất hỉ phản nộ, vừa rồi Bạch Tiểu Tuyết này còn không chịu đi, hiện giờ vì một phàm nhân mà đồng ý tham gia vũ hội của Vương Tử Điện Hạ bọn họ. Vũ hội của Vương Tử Điện Hạ bọn họ, có không biết bao nhiêu danh Việt, phu nhanh tranh giành nhau muốn đi, ở trong mắt Bạch Tiểu Tuyết không bằng mạng một phàm nhân. Đại tiểu thư Bạch gia gì chứ, chỉ là đồ đê tiện mà thôi. Bạch Tiểu Thư. Sớm biết sẽ như vậy, hà tất lúc trước lại làm thế.
Anh muốn thế nào? Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày nói. Tiểu tử này muốn anh hùng cứu mỹ nữ, dù thế nào Bạch Tiểu Thư cũng phải cho cậu ta một cơ hội, nếu không chẳng phải cậu ta chết rất oan, ngay cả cơ hội làm anh hùng cũng không có, đã bị từ chối sao? Người đàn ông cười mỉa nói, trong mắt lóe lên chút tàn nhẫn. Một con kiến ở hoa hạ mà thôi, dám cản đường dẫm chết là được. Anh dám, nếu anh làm anh ấy bị thương, đợi tôi gặp vương tử các anh, tôi sẽ bảo anh ta giết chết anh. Bạch Tiểu Tuyết lạnh giọng nói. Tươi cười trên mặt người đàn ông cứng đờ, hai mắt dưới mũ đột nhiên sáng lên, tựa như mắt sói trong đêm, một cơn gió lạnh đột nhiên tới thổi bay đi. Vậy sao, cô có thể thử xem, Bạch Tiểu Thư, cô xem tôi giết tiểu tử này, vương tử điện hạ của chúng tôi có giết tôi không? Anh! Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Bạch Tiểu Tuyết lộ ra vài phần sợ hãi. Thấy người đàn ông sắp đi tới, Mạc Phàm tiến lên một bước, cười nhạt nói. Em không cần đi cùng anh ta ai cũng không giết được. Bạch Tiểu Tuyết hơi sững sờ, nhìn thoáng qua Mạc Phàm không có một chút sợ hãi, vẻ mặt không chỉ không khá hơn, trái lại vẻ lo lắng càng đậm. Cho dù Mạc Phàm thật sự có bản lĩnh đánh bại người này, nhưng sau lưng người này là vương tử, không phải ai cũng có thể đắc tội được. Cô đi với người này, vương tử chưa từng gặp mặt kia chưa chắc đã làm gì cô, dù sao cô là đại tiểu thư Bạch gia ngàn năm, nơi này lại là Giang Nam. Trong mắt người đàn ông hiện lên chút dị sắc, cho dù lá gan lớn đến đâu, nhìn thấy bộ dạng anh ta như vậy đều sớm sợ tới mức hai chân mềm nhũn, tứ chi run rẩy. Vậy mà tiểu tử này không sợ chút nào, có chút thú vị. Tiểu tử, cậu có biết cậu đang làm gì không? Anh nói cho tôi biết, tôi đang làm gì đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thể ố vị Bạch tiểu thư này, là người mà vương tử chúng tôi nhìn chúng, mà bây giờ cậu đang cản trở chuyện tốt của vương tử chúng tôi. Người đàn ông cười nói. Vương tử. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười khẽ. Ở trong mắt phàm nhân, có lẽ vương tử còn có lực uy hiếp mạnh, dù sao đa số vương tử đều có quyền lợi nhất định. Ở trong mắt hắn, cái gọi là vương tử, chỉ là thân phận có thêm cái vương miện so với người bình thường. Thân phận như vậy, từ lúc hắn trọng sinh đã không thèm để mắt tới. Với hắn hiện giờ, thân phận như vậy muốn lọt vào mắt hắn, phải lại mới có khả năng. Vương tử các anh dám đánh chủ ý với vị cô nương này, vậy vương tử của các anh cách ngày chết không xa rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, phẫn nộ hiếm có dập dờn tỏa ra từ người hắn. Chỉ là một vương tử, sau khi bị Tuyết Nhi từ chối cũng dám phái người tới bắt Tuyết Nhi, không biết sống chết. Hắn vừa nói câu này, mắt Bạch Tiểu Tuyết mở to, vô cùng khiếp sợ đánh giá Mạc Phàm. Cô không biết vương tử không biết tên kia là ai, nhưng có thể phái ra cao thủ tiên thiên, thực lực sẽ không kém Lâm Khuynh Thiên. Nhưng chàng thanh niên cô gặp một lần này lại không sợ chút nào. Tươi cười trên mặt người đàn ông cứng đờ, lông mày nhíu lại, sắc bén nở rộ trong mắt anh ta. Tiểu tử, cậu dám bất kính với vương tử điện hạ của chúng tôi như vậy, cậu đi chết đi. Anh ta đang định chơi đùa với tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một chút, ai biết tiểu tử này còn quá kiêu ngạo. Dám bất kính với vương tử điện hạ của bọn họ như thế, phải chết. Anh ta tiến lên trước một bước, rõ ràng cách hơn 5 thước, anh ta chỉ bước một cái, trực tiếp đến trước người Mạc Phàm. 5 ngón tay anh ta nắm chặt, hắc mang trên tay phóng ra, giống như ngọn lửa màu đen cuồn cuộn, cánh tay anh ta kéo ra sau như dương cung, một quyền đánh vào mặt Mạc Phàm. Còn chưa động vào người Mạc Phàm, khí tức bá đạo đập vào mặt. Cẩn thận, anh ta là kỵ sĩ cấp hoàng kim ở phương Tây, tương tự với Tiên Thiên Tông Sư ở Hoa Hạ chúng ta. Bạch Tiểu Tuyết thấy người đàn ông này ngoại phóng ngọn lửa màu đen, vội vàng nhắc nhở. Cấp bậc võ giả nước ngoài khác với Hoa Hạ, bọn họ chia thành thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, tương ứng với Hoa Hạ là tôi thể hậu thiên, trúc cơ và tiên thiên. Người đàn ông này có thể ngoại phóng đấu khí. Chắc chắn là kỵ sĩ cấp hoàng kim. Yên tâm đi, cho dù là người lợi hại hơn kỵ sĩ cấp hoàng kim, cũng không mang được em đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn người này một cái, cười nói với Bạch Tiểu Tuyết. Khí tức người này kém Moria một chút, Moria đều đã cúi đầu trước hắn làm nô, người này có bản lĩnh gì? Bạch Tiểu Tuyết gấp đến mức dậm chân, một quyền sắp đánh đến mặt rồi, còn có thời gian nói chuyện. Một quyền của kỵ sĩ hoàng kim. Cho dù là xe con cũng có thể đập bể, càng không nói đến đầu người. Mạc Phàm nhìn bộ dạng gấp gáp của Bạch Tiểu Tuyết, cười khẽ, quay đầu đi, ánh mắt phát lạnh,
như hàn băng vạn năm. Một tay hắn vươn ra, một trường vô cùng đơn giản, không mang theo bất luận sắc thái gì, cũng không có thay đổi ngoài sức tưởng tượng, đánh về phía quả đấm của người đàn ông kia. Bốp, tay hai người đánh vào nhau. Không có tiếng nổ mạnh như kinh lôi vang lên, cũng không có sóng xung kích có thể xé rách mặt đất. Chỉ có bóng người kêu lên đau đớn, bay ngược về phía sau, rơi xuống đất ở phía xa. Rầm, lúc này âm thanh đất đai bị nghiền nát mới vang lên, bụi đất văng tung tóe. Trong bụi đất, cánh tay người đàn ông thần bí kia không ngừng run rẩy, đá trong vòng ba thước xung quanh bị nghiền nát hết. Vẻ mặt Bạch Tiểu Tuyết khiếp sợ, nhìn Mạc Phàm đứng tại chỗ với vẻ khó mà tin. Người đàn ông thần bí kia là kỵ sĩ cấp hoàng kim không thể nghi ngờ, nhưng lại bị Mạc Phàm đánh bay. Chuyện này, thiếu niên tông sư, rốt cuộc người thanh niên kia là ai, vì sao lại xuất hiện ở Đại học Đông Hải? Một loạt vấn đề xuất hiện trong đầu Bạch Tiểu Tuyết. Cách đó không xa, người đàn ông cố cử động cánh tay vô cảm, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Mạc Phàm, vô cùng khiếp sợ. Tuy anh ta không dùng toàn lực, nhưng tiểu tử anh ta không để vào mắt quá cường hãn, đây là chuyện anh ta không ngờ đến thật. Trong đôi mắt rét lạnh của anh ta lộ ra vài phần nghiêm trọng. Cậu là thiên tiên tông sư của Hoa Hạ sao? Thiếu chút nữa, chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, nhưng thừa sức đối phó anh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái gì? Người đàn ông này ngây ngốc. Anh ta cũng hiểu sơ về cấp bậc võ giả Hoa Hạ, trúc cơ kỳ giống như Bạch Ngân, tiên thiên tông sư như Hoàng Kim. Sức mạnh của người này không kém anh ta, vậy mà chỉ có Bạch Ngân. Trong chớp mắt, anh ta như cảm thấy mặt mình bị người ta tát mấy cái. Anh ta nhíu mày, trên mặt lập tức hiện lên vẻ giận dữ. Cấp Hoàng Kim và Bạch Ngân không phải chỉ cách một khoảng, anh ta là một kỵ sĩ Hoàng Kim, lại bị một trưởng của thanh niên Bạch Ngân Hoa Hạ đánh bay. Tiểu tử Hoa Hạ, tôi phải giết cậu. Hai tay anh ta nắm chặt lại, một đoạn anh ngữ truyền từ miệng anh ta ra. Phàm là vũ khí vì tấn công tôi mà tạo ra đều chắc chắn bị phá hủy, phàm là những lời chửi bới đều bị định tội xét xử, phàm là... Đoạn chú ngữ này truyền ra. Phù một tiếng, ngọn lửa màu vàng nhanh chóng nhảy nhót trong hai tay anh ta, hình thành một thanh kiếm nhưng to hơn thanh kiếm bình thường nhiều, khí tức thần thánh, vĩ đại tỏa ra từ thanh kiếm này. Bầu không khí xung quanh lập tức ngột ngạt, gió đêm dừng thổi. Trùng tử, chim chóc đang nghỉ ngơi tỉnh lại, thân thể không ngừng run rẩy, giống như sợ hãi thanh kiếm này. Trời đêm vốn sáng sủa bỗng nhiên mây đen dày đặc, giống như trời tức giận. Theo chú ngữ truyền ra, khí tức quỷ dị càng ngày càng đậm, không khí càng ngày càng ngột ngạt, giống như chúng thần hàng lâm, thái sơn áp đỉnh. Chú ngữ không dài, chỉ trong phút chốc người đàn ông đã nói đến câu cuối cùng. Phàm là người đối nghịch với tôi đều bị xét xử. Hai chữ xét xử vừa ra, răng rắc một tiếng, một đạo kim lôi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống hỏa kiếm màu vàng. Hỏa kiếm thu nhỏ lại, trường kiếm hơn ba trượng biến thành hai thước. Ngưng tụ thành thần binh có thể chém được kim loại, xung quanh vẫn còn ngọn lửa thiêu đốt hừng hực và tia chớp màu vàng, chưa chém người đã khiến người ta sợ hãi. Tiểu tử Hoa Hạ, cậu rất có thiên phú, nhưng mà cậu sắp chết rồi. Người đàn ông tức giận quát, dưới chân khẽ nhúc nhích, bóng dáng nhoáng lên một cái liền đến trước người Mạc Phàm. Hỏa kiếm xẹt một đường cong trong không trung, chém về phía đỉnh đầu Mạc Phàm, không khí giống như bị kiếm xé mở ra, vỡ ra hai bên. Tiểu Tuyết nhìn hỏa kiếm màu vàng trong tay người đàn ông thần bí, sắc mặt cô thay đổi, cũng không quản nhiều vấn đề như vậy, vội vàng nhắc nhở. Mau tránh ra, đó là thẩm phán chi kiếm, anh ta là người của thần điện, không thể động vào thứ này. Cô không có tu vi, nhưng hiểu biết thế lực trong ngoài nước là bắt buộc của đệ tử Bạch Gia, nhất là khi cô lại là đại tiểu thư Bạch Gia, càng không thể thiếu. Người đàn ông này có thể sử dụng thẩm phán chi kiếm. Hơn phân nửa là người của thần điện ở châu Âu. Nghe nói thẩm phán kiếm là tài quyết chi kiếm để thần linh phán xét chúng sinh, đấu khí của võ giả phương Tây ngưng tụ thân kiếm, thông qua chú ngữ đạt được cơn giận của chư thần hàng lâm. Trừng phạt tất cả tội ác và trách mắng, uy lực vô cùng cường đại. Nghe nói một cường giả của thần điện dựa vào thẩm phán chi kiếm, một kiếm thẩm phán diệt chín cao thủ cấp bậc tiên thiên ở Hoa Hạ, không một người có thể sống sót dưới thẩm phán chi kiếm. Sau đó thanh danh rất hiển hách. Thần điện. Khi Phương Tử Phong té xỉu từng nói hai chữ này, người này cũng là người của thần điện, tỉnh Giang Nam đúng là không đơn giản. Nhưng vẻ mặt hắn chỉ hơi đổi, căn bản không để ở trong lòng.
thần điện gì chứ, thẩm phán chi kiếm có là gì? Trời không xử phạt được hắn, đất cũng không được, chỉ là thẩm phán chi kiếm của thần điện càng không được. Dám có ý đồ với Tuyết Nhi, cho dù là thần xét xử cũng vô dụng. Hắn khẽ nâng mí mắt, nhìn lướt qua thẩm phán chi kiếm chém xuống đỉnh đầu hắn. Ý niệm khẽ động, một tay cũng không dùng, hai ngón tay như ngọc hiện lên bạch quang nhàn nhạt, hắn khẽ kẹp lấy thẩm phán chi kiếm. Lần này mắt Bạch Tiểu Tuyết chớp chớp, trên khuôn mặt tinh xảo tràn đầy vẻ ngây ngốc. Thẩm phán chi kiếm tiếng tăm lừng lẫy của thần điện, không chỉ không kém bí kỹ của Hoa Hạ, có khi còn mạnh hơn, vậy mà người thanh niên này chỉ dùng hai ngón tay. Người đàn ông cũng sửng sốt, vốn là giận dữ, vậy mà tiểu tử này khinh thường thẩm phán chi kiếm của thần điện bọn họ. Sau đó lại cười lạnh lùng, anh ta dùng sức chém mạnh hơn, kiếm thế chém xuống đỉnh đầu Mạc Phàm, muốn chém Mạc Phàm thành hai khúc. Keng, tiếng kim khí chạm vào nhau vang lên, thế đi của thẩm phán chi kiếm dừng lại. Mắt Bạch Tiểu Tuyết mở to, giống như gặp quỷ, tràn đầy vẻ khó tin. Thẩm phán chi kiếm đã thoát khỏi phạm chủ bí kỹ, gần với thần kỹ, mượn thần lực, xử phạt tất cả kẻ địch. Bị thẩm phán chi kiếm dính một chút, tựa như trong chú ngữ, pháp khí bị phá hủy, thân thể bị chém giết, linh hồn cũng bị tội nghiệp dây dưa, trọn đời không thể siêu sinh. Tiên Thiên Tông sư bình thường gặp người thần điện thi triển thần kỹ này, phần lớn là lựa chọn né tránh, người chống chọi cũng không nhiều, càng không nói đến chuyện dùng hai ngón tay đỡ lấy thẩm phán chi kiếm. Người dùng hai ngón tay đỡ lấy thẩm phán chi kiếm như Mạc Phàm lại càng không có. Người đàn ông lắc đầu không ngừng, thế giới quan như bị đảo lộn. Không phải anh ta chưa từng đối phó võ giả Hoa Hạ, Hoành Luyện Tông sư được xưng là thân thể cực mạnh ở Hoa Hạ, rất gần ở đầu hắc bảng, cũng bị thẩm phán chi kiếm của anh ta chém một phát hình thần câu diệt. Sao tiểu tử này có thể dùng hai ngón tay đỡ được? Tiểu tử, rốt cuộc cậu là ai, sao lại ngăn được thẩm phán chi kiếm? Người đàn ông quát lên. Thẩm phán chi kiếm mượn thần lực, ngoại trừ thần không thể xét xử ra, toàn bộ dưới thần đều xét xử được, đây là tín ngưỡng của thần điện bọn họ, hiện giờ lại xuất hiện người không bị xét xử. Tôi là ai anh không có tư cách biết, anh chỉ cần biết cô ấy là người các anh không thể động vào, dám động vào cô ấy, sẽ như kiếm này. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Tu chân giới và ma tộc chiến đấu nhiều năm, thẩm phán chi kiếm là chiêu bài của thiên sứ nhất tộc, sao hắn có thể không biết? Nếu biết, hắn đường đường là y tiên bất tử sao trên người chỉ có một phương pháp phá giải? Hắn nói xong hai ngón tay khẽ cử động. Keng, tiếng đồ sứ bị nghiền nát vang lên. Thẩm phán chi kiếm trên tay người đàn ông nứt thành từng mảnh, còn chưa rơi xuống đất liền biến thành khí thể màu vàng, biến mất trong không khí. Đường đường là thẩm phán chi kiếm của thần điện, bị hai ngón tay hóa giải. Thân thể người đàn ông chấn động, lập tức như bị sét đánh, tâm thần đều sợ hãi. Mắt Bạch Tiểu Tuyết mở to, vô cùng khiếp sợ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.